Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 951 cộng 952, hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Đến chiều khi còn chưa tan tầm thì sự kiện ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đến điều tra tình huống ở thành phố La Nam đã được người ta lặng lẽ lan truyền ra bên ngoài. Trong quan trường chỉ có hai phương diện làm cho người ta cảm thấy rung động, một là có người được đề bạt, hai là có người bị đưa đi. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy căn bản là hành động bí mật, thế nhưng trên thế gian này căn bản không có bức tường chắn không cho lọt gió, thế cho nên rất nhiều chuyện vẫn bị lan truyền ra bên ngoài. Vì những tình huống truyền tin như vậy làm cho bầu không khí ở thành phố La Nam có chút ngưng trọng. Vương Tử Quân có thể cảm nhận được bầu không khí này, nhưng trước khi sự việc còn chưa được vạch trần, hắn chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi mà thôi. Một vài lãnh đạo huyện Dương Phong đã được chủ nhiệm Triệu cho mời để tìm hiểu rõ tình huống, hơn nữa cấp bậc của người được mời ngày càng cao. Nhan Sĩ Tắc cũng không vì sự kiện này mà tìm đến Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân tin Nhan Sĩ Tắc đã biết rõ sự việc từ đầu đến cuối. Biện pháp tốt nhất của hắn ở sự kiện lần này chính là bảo trì sự trầm mặc. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, Vương Tử Quân tiếp điện thoại, đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Trương Thiên Tâm. Tử Quân, tôi là Thiên Tâm, phía cậu nói chuyện có an toàn không? Cậu đang ở đâu, tình huống thế nào? Vương Tử Quân nhìn về phía cửa, sau đó khẽ hỏi Trương Thiên Tâm ở đầu dây bên kia. Tử Quân, tôi đang ở thành phố Vô Hà, lúc này nước của sông Lam Hà đã bị ô nhiễm rất nặng, đặc biệt là những vùng nước chảy chậm, thật sự là có mùi hôi tô ối khó chịu, nhân dân hai bên bờ sông thật sự có ý kiến rất lớn. Trương Thiên Tâm nói đến đây thì hạ thấp âm thanh nói. Tôi nghe nói phòng tài nguyên môi trường của thành phố Vô Hà trước kia rất tích cực hoạt động ở sự kiện này, thế nhưng sau đó lại bị bí thư thị ủy của bọn họ vung tay áp chế. Tốt! Vương Tử Quân cũng không nói gì thêm, Trương Thiên Tâm ở đầu dây bên kia đã có chút không chịu được. Tử Quân, tôi có quen biết với vài nhà báo, cậu xem có nên vất vả bọn họ một chuyến không? Có rất nhiều chuyện nôn nóng sẽ không thành công. Càng huống hồ sự việc tốt cần phải dùng vào đúng lúc. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nói với Trương Thiên Tâm. Sự việc này cứ tiếp tục thu thập chứng cứ, quan sát thật chặt, tạm thời không cần động. Trương Thiên Tâm rất ít khi phản đối những quyết định của Vương Tử Quân, lúc này cũng là như vậy. Sau khi hàn huyên vài câu với Vương Tử Quân về chuyện cuộc sống, thế là Trương Thiên Tâm cúp điện thoại. Vương Tử Quân buông điện thoại. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Một ý nghĩ yêu cầu hắn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng ngăn chặn ô nhiễm phát sinh, nhưng lại có một ý nghĩ khác nói cho hắn biết, bây giờ ra tay thì sẽ căn bản không thể nào đả kích chí mạng đối thủ, chỉ có thể sử dụng ở đúng thời điểm mấu chốt thì mới có được lợi ích tốt nhất. Dù Vương Tử Quân đã có lựa chọn giữa hai ý nghĩ như vậy, thế nhưng hắn vẫn thật sự sinh ra cảm giác không thoải mái. Tâm tư chính nghĩa yêu cầu hắn phải ra tay ngay lập tức. Nhưng lý trí lại báo cho hắn biết, nếu hắn ra tay chỉ giải quyết được vài vấn đề nổi bên ngoài, căn bản không giải quyết được những vấn đề sâu bên trong, thế cho nên cần phải chờ đợi đúng thời điểm. Dù sao Vương Tử Quân chỉ là bí thư thị ủy La Nam, vị trí này quyết định bản thân hắn căn bản không thể nào xử lý được sự việc này. Bí thư Vương, Đức Trụ đã về. Khi Vương Tử Quân đang cố gắng áp chế những ý nghĩ trong lòng mình, đúng lúc này Khương Long Cương đi đến lên tiếng báo cáo. Sau khi nghe nói Lý Đức Trụ đã quay về thì Vương Tử Quân nói với Khương Long Cương. Cho cậu ấy vào đây. Lý Đức Trụ dù cố gắng làm ra một biểu hiện nghiêm túc, thế nhưng nụ cười giạt rào trên mặt lại căn bản không thể nào che giấu được. Hắn đứng trước mặt Vương Tử Quân, ngay sau đó lên tiếng báo cáo. Bí thư Vương, tôi đã đi đến huyện Dương Phong một chuyến, đã tìm hiểu được tình huống của La Ngưỡng Bính. Vương Tử Quân nhìn hai tờ giấy Lý Đức Trụ móc ra từ túi áo mà trên mặt lộ ra nụ cười, thế nhưng trên đó là những dòng chữ xiên xẹo, thế là hắn không khỏi sinh ra cảm giác muốn mắng cho Lý Đức Trụ một trận. Từ khi Lý Đức Trụ làm tài xế cho Vương Tử Quân đến nay thì luôn tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp, bình thường Vương Tử Quân yêu cầu Lý Đức Trụ đọc sách nhiều hơn một chút, bỏ ra nhiều thời gian luyện chữ, xem ra thật sự không thể nào phát huy được nhiều tác dụng. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không có tâm tư nhắc lại, hắn chậm rãi cầm lấy hai tờ giấy, sau đó đưa mắt xem xét. Phần tài liệu này rõ ràng đã tốn nhiều tâm tư của Lý Đức Trụ, nhưng phương diện từ vựng ngữ pháp lại quá kém.
chẳng qua nội dung của nó lại làm cho Vương Tử Quân thả lỏng hơn rất nhiều. Đây là sự thật sao? Vương Tử Quân nhìn Lý Đức Trụ, giọng nói có chút cảm động. Tôi đã đi đến nhà của La Ngưỡng Bính một chuyến, thật sự là như vậy. Ôi! Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chỗ khác. Khi đứng trước mặt Lý Đức Trụ, Vương Tử Quân căn bản không muốn để người ta thấy được phương diện yếu ớt của mình, nhưng lúc này thiếu chút nữa thì hắn đã chảy cả nước mắt. Khi Vương Tử Quân đang trò chuyện với Lý Đức Trụ, trong một khách sạn ở thành phố La Nam, Triệu Quân Dũng đang cung kính tiếp điện thoại. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện cung kính của hắn, có thể thấy người gọi điện thoại cho hắn có cấp bậc rất cao. Bí thư Mục cứ yên tâm, chúng tôi kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quân Dũng, tôi biết rõ thái độ công tác của anh, nếu không ủy ban kỷ luật có nhiều người như vậy, tôi cũng sẽ không phái anh đi. Đầu dây bên kia chính là phó bí thư Mục của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, hắn dùng giọng tán thưởng nói tiếp. Nhưng phương diện xử án lần này thì nhất định phải làm nhỏ, cần phải đào sâu thâm tình, không để tổn hại đến lợi ích quốc gia và làm cho phần tử thái hóa có thể luồn lách khỏi lỗ hổng luật pháp, phải cho ra những trừng phạt thích đáng. Triệu Quân Dũng mở miệng bảo chứng, sau đó báo cáo công tác trong ngày. Sau khi nói vài câu liên hệ cảm tình với lãnh đạo, hắn mới buông điện thoại. Triệu Quân Dũng là một nhân viên công tác lâu năm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, hắn đã hiểu quá rõ ràng ý nghĩ của Phó Bí thư Mục Nhạc Thành, điều này làm hắn cảm thấy hưng phấn, đồng thời có áp lực rất lớn. Triệu Quân Dũng tất nhiên biết rõ ý nghĩa của hai từ đào sâu, đó không đơn giản là đào sâu về nhan sĩ tắc. Nếu như chỉ là nhan sĩ tắc thì bí thư Mục căn bá nét không đến mức gọi điện thoại nói như vậy. Nếu không phải là nhan sĩ tắc thì là ai? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Triệu Quân Dũng có chút run rẩy. Trong thành phố La Nam nếu như nói có người đáng giá để động vào còn hơn cả nhan sĩ tắc, như vậy chính là người hôm qua mà hắn gặp mặt, chính là đối phương. Nhưng muốn động vào người này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu không thì bí thư Mục căn bản cũng không cần nói chuyện hàm xúc như thế. Dù Triệu Quân Dũng không có vị trí rất cao, thế nhưng hắn cũng căn bản hiểu được nhiều chuyện. Hắn biết rõ lúc này trong tỉnh Sơn Nam có thế cục ra sao, đó chính là một chiếc ghế thường ủy tỉnh ủy được để trống, nhiều người đang cảm thấy bàn tay nóng sốt. Trong số các vị bí thư thị ủy trong tỉnh Sơn Nam, chỉ có hai người có đủ sức tiến lên và cạnh tranh với nhau. Bí thư Mục lúc này chắc chắn muốn giúp đỡ một người trong số đó. Triệu Quân Dũng tất nhiên biết rõ những hiểm nguy của tình huống quấy phá người khác, nhưng hắn cũng không vì chút nguy hiểm như vậy mà bỏ qua cơ hội của mình. Triệu Quân Dũng là một người có tư cách lão thành trong ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, thế nhưng hắn đã yên ắng nhiều năm mà chưa bùng sóng, bây giờ lại tuổi càng ngày càng lớn, căn bản là không có hy vọng được đề bạt, thế cho nên đường về càng lúc càng tăm tối. Một lần hắn tiến ra xử án, dùng sự lớn gan của mình để tạo nên phong cách, thế là được Phó Bí thư Mục Nhạc Thành nhìn chúng, đề bạt làm Phó chủ nhiệm phòng giám sát. Khoảnh khắc này Triệu Quân Dũng thật sự cảm động rơi nước mắt với Mục Nhạc Thành, thậm chí còn kém quỳ xuống cảm ơn. Triệu Quân Dũng đã hơn 40, hắn thật sự không thể nào chờ được nữa. Tình huống ghẻ lạnh trong quan trường giống như lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, nếu ai ngồi bên trong một lần, chắc chắn sẽ học thành tài. Luyện thành công pháp thuật của mình. Sự kiện lần này rõ ràng là một cơ hội có ẩn giấu nguy hiểm, Triệu Quân Dũng sao có thể bó tay bó chân, nhìn trước ngó sau, không dám đi mạo hiểm cho được. Hắn là một người luôn hy vọng mình có thể tiếp tục tiến lên, hắn cảm thấy mình căn bản là không thể chờ được nữa. Nếu sự việc đại công cáo thành, như vậy Triệu Quân Dũng sẽ chờ đến ngày được ban thưởng mà thôi. Đến khi đó hắn sẽ là công thần đệ nhất. Hắn tin tưởng mình sẽ có những hồi báo tốt đẹp nhất. Trong lòng có chút hưng phấn, Triệu Quân Dũng đi vào trong căn phòng mà nhân viên đang nói chuyện với La Ngưỡng Bính. Sau khi nghe xong bản đàm thoại giữa nhân viên ủy ban kỷ luật và La Ngưỡng Bính, hắn trầm giọng nói. Anh La, vấn đề của anh là không lớn, bây giờ việc anh cần làm là lập công chuộc tội. Chỉ cần anh hướng lên bày tỏ rõ ràng với tổ chức, như vậy tổ chức sẽ căn cứ vào thái độ tích cực của anh để xử lý khoan hồng. La Ngưỡng Bính là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, hắn là người có nước da đen, sau khi nghe những lời của Triệu Quân Dũng thì hắn đưa mắt nhìn, sau đó dùng giọng bình tĩnh nói. Dùng phiếu nằm viện để lấy tiền phí chính là việc tôi làm, tôi tình nguyện tiếp nhận bất kỳ xử lý gì của tổ chức.
Triệu Quân Dũng gật đầu nói tiếp. Anh La, anh có phải rất thân thuộc với đồng chí Nhan Sĩ Tắc hay không? Tôi và bí thư Nhan Sĩ Tắc căn bản là không xa lạ gì, khi xí nghiệp cơ giới không thể phát lương, không phải là tôi tìm anh ấy, mà là anh ấy đến tìm tôi. La Ngưỡng Bính giống như ý thức được điều gì đó, hắn vội vàng sửa lời. Nhưng các anh đừng hiểu lầm, bí thư Nhan căn bản không liên quan đến sự việc lần này, thật sự không chút liên quan. Không chút liên quan sao? Nhan Sĩ Tắc giúp anh xử lý vụ này vì cái gì? Triệu Quân Dũng vỗ bàn rồi dùng giọng hổn hển và trịnh trọng nói. La Ngưỡng Bính, điều anh cần làm bây giờ chính là không nên che giấu, không nên tiếp tục dối trá. Chúng tôi cần sự thật, yêu cầu anh phải tin tưởng, giấy sẽ không gói được lửa, thế nên mong anh có thái độ phụ trách với chính mình. Vẻ mặt của La Ngưỡng Bính dần trở nên bình tĩnh, hắn cũng nhìn thoáng qua Triệu Quân Dũng, sau đó trầm giọng nói. Tôi hoàn toàn phụ trách lời nói của mình, thực tế thì bí thư Nhan căn bản không chút liên quan đến sự kiện này. Phải không vậy, anh La, nếu không chút liên quan, vì sao anh ta lại không màng nguy hiểm để vùi lấp vụ này? Nếu như không liên quan, sự kiện của anh đã sớm bị ủy ban kỷ luật huyện ủy điều tra xong, cũng không cần chúng tôi tiếp tục đến điều tra. Triệu Quân Dũng nói đến đây, sau đó lại lên tiếng. Nếu như không liên quan đến Nhan Sĩ Tắc, có phải có lãnh đạo cấp cao đã mở miệng chào hỏi cho anh ở sự kiện này không? La Ngưỡng Bính nhìn vào ánh mắt của Triệu Quân Dũng, hắn dùng giọng kiên định lắc đầu nói. Lãnh đạo cấp cao sao? Tôi chưa từng gặp ai. Nhìn vẻ mặt ngoan cố của La Ngưỡng Bính, Triệu Quân Dũng thật sự rất ảo não, nhưng biểu hiện của hắn cũng không có mấy thay đổi, hắn tiếp tục nói. Anh La, có một số việc anh mạnh miệng cũng không có gì là tốt, chứng cứ sẽ chứng minh tất cả mà thôi. Triệu Quân Dũng nói đến đây thì nhìn thoáng qua La Ngưỡng Bính, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói. Tôi nghe nói khi cải cách chế độ của xí nghiệp cơ giới đã cho giám đốc Lý không ít chính sách ưu đãi, có phải vì điều này mà Nhan Sĩ Tắc mới áp chế sự việc xuống không? Này lãnh đạo, anh có thể nghi ngờ tôi, nhưng anh không được hoài nghi vô cớ về công tác thay đổi chế độ của chúng tôi. Chưa nói đến những vấn đề gì khác, thế nhưng tôi có thể đảm bảo vỗ ngực bảo chứng với anh, trong quá trình đàm phán thay đổi chế độ, tôi căn bản không làm lãnh đạo huyện thất vọng, không làm cho già trẻ trai gái của nhà xưởng phải thất vọng. La Ngưỡng Bính thật sự rất kích động, hắn chợt đứng lên nói. Triệu Quân Dũng đã thẩm tra qua vô số người, cũng có một ý thức rất rõ ràng về lời nói dối của đám người được thẩm tra, nhìn qua là biết ngay. Lúc này La Ngưỡng Bính lên tiếng làm cho hắn sinh ra cảm giác căn bản không phải là nói dối. Nhưng cái cảm giác này là không tốt, Triệu Quân Dũng thật sự muốn có cơ hội để được tiến thân. La Ngưỡng Bính, có một số việc không cần anh phải nghĩ rằng mình làm rất cơ mật. Tôi cho anh biết, dù là bất kỳ hành vi phạm tội gì thì đều khó có khả năng che giấu, tổ chức đã có thể thấy được hành vi anh lấy tiền viện phí, như vậy những hành vi không hợp pháp khác của anh căn bản là không có thể che giấu. Nếu anh tiếp tục đánh yểm hộ cho người khác, căn bản chỉ là tự hại mình mà thôi. Sau khi từ trong phòng thẩm tra La Ngưỡng Bính đi ra, Triệu Quân Dũng hít vào một hơi thật sâu. La Ngưỡng Bính này thật sự khó đối phó hơn hắn tưởng, nhưng dù khó đối phó thế nào thì hắn cũng có thể làm cho bọn họ lên tiếng. Triệu Quân Dũng phải tìm biện pháp làm cho đám người kia mở miệng, sau đó mới có thể nhận được sự thừa nhận của Mục Nhạc Thành. Làm một người quan viên cần phải có một phẩm chất quan trọng chính là sự ung dung, dù làm bất kỳ việc gì cũng phải bình tĩnh, dù là núi sập cũng không đổi sắc. Một quan viên nếu mất đi sự ung dung, như vậy sẽ khó tránh khỏi tình huống lo được này mất kia, như vậy sẽ khó tránh khỏi tình huống thất thố, Triệu Quân Dũng hắn sẽ là người như vậy sao? Triệu Quân Dũng thầm hít vào một hơi, sau đó bước về phía một gian phòng khác, bên trong đang thẩm tra người thua mua xưởng cơ giới, chính là giám đốc Lý. Nếu so với La Ngưỡng Bính thì giám đốc Lý lại có một bộ mặt khác, gương mặt tươi cười đầy vẻ nịnh nọt. Triệu Quân Dũng nhìn thấy giám đốc Lý và trong lòng chợt sinh ra một ý nghĩ, đó chính là đây mới là điểm đột phá. Nếu hắn có thể nắm bắt được, hắn căn bản sẽ lấy được thêm nhiều thứ từ người La Ngưỡng Bính. Triệu Quân Dũng có ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi đi về phía giám đốc Lý. Trong đại sảnh thính vũ của nhà khách La Nam, lúc này đang có rất nhiều người. Phó phòng tuyên truyền Lý Thông Nhạc của thành phố La Nam đang bận rộn đi qua đi lại, ân cần lo liệu mọi thứ, thỉnh thoảng lại mời thuốc đám phóng viên ở bên cạnh.
Không quản lúc này Lý Thông Nhạc là chủ nhân, thế nhưng hắn vẫn không dám ngồi. Dù sao thì hôm nay người đến chính là Bí Thư Vương, hắn dù là một nhân vật trong thành phố La Nam, thế nhưng khi lãnh đạo đến thì hắn chỉ có thể đứng bên cạnh mà thôi, huống hồ người đến lúc này chính là Bí Thư Vương Tử Quân. Trưởng phòng Lý, Bí Thư Vương của các anh khi nào thì đến? Một người đàn ông trung niên ngồi trên vị trí chủ khách dùng giọng không nhịn được hỏi Lý Thông Nhạc. Chương 953, nghe tiếng tiêu tưởng nhân gian khó khăn. Nếu không phải là vấn đề tiền lương thì tốt quá, Trần Minh Huy chợt thả lỏng một chút. Đó là vì điều gì? Phóng viên Trần, chúng tôi đến vì giám đốc của mình, chúng tôi muốn phản ánh với lãnh đạo. Đó là lãnh đạo của chúng tôi vì gặp phải vấn đề khó khăn mới tham ô tiền phí khám chữa bệnh, điều này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đúng vậy, mẹ của anh ấy bị bệnh ung thư. Vợ lại mất. Người sống không thể vì nhịn tiểu mà chết, mẹ của anh ấy không thể nào không chữa trị được. Người đàn ông trung niên nói đến đây thì dùng giọng có chút chua xót nói. Mặc dù anh ấy là giám đốc thế nhưng cứ đến nhà mà xem, thật sự là đổ nát. Nhưng cho dù như thế thì người ta vẫn đưa chúng tôi phát triển đến ngày hôm nay, nếu không phải anh ấy cùng người ta bàn bạc về chuyện liên doanh, chỉ sợ bây giờ chúng tôi không có việc gì để làm. Phóng viên Trần. Chúng tôi cũng biết giám đốc của chúng tôi làm như vậy là không đúng, là phạm vào lỗi lầm. Thế nhưng làm người cũng không nên quá đáng, càng huống hồ Bí Thư Nhan của huyện Dương Phong chúng tôi đã cho ra quyết định cho anh ấy một cơ hội, để anh ấy dùng tiền lương của mình để bù vào số tiền kia. Chúng tôi mong sao lãnh đạo thành phố có thể giơ cao đánh khẽ, cho giám đốc chúng tôi một cơ hội. Dù hai người đàn ông trung niên mở miệng nói năng có chút lộn xộn thế nhưng Trần Minh Huy vẫn hiểu rõ đó là chuyện gì. Chỉ sau chốc lát thì hình tượng một người giám đốc xí nghiệp công tác có năng lực và liêm khiết vì mẹ bị bệnh nặng mà căn bản không thể nào không sử dụng thủ đoạn, hơn nữa còn đang tự cố gắng sửa chữa sai lầm chợt xuất hiện trong đầu chủ nhiệm Trần. Bây giờ vị giám đốc kia vì lãnh đạo thị ủy cho ra yêu cầu mà tiến hành thẩm tra. Trần Minh Huy nghĩ đến những lời miêu tả của hai người đàn ông trung niên trước mặt, thế là một cảm giác chính nghĩa chợt xuất hiện trong lòng Trần Minh Huy. Trần Minh Huy không thể nào bỏ qua không quan tâm đến vụ này được. Các anh lúc này có rảnh không? Nếu được thì tôi đến xí nghiệp của các anh một chuyến. Trần Minh Huy trầm giọng nói với hai người đàn ông trung niên. Nhan Sĩ Tắc có chút bất an đi đến bàn làm việc của Khương Long Cương, hắn nhìn Khương Long Cương rồi dùng giọng chú ý nói. Long Cương, có ai trong phòng làm việc của Bí Thư Vương không? Khương Long Cương rất khách khí với Nhan Sĩ Tắc. Hắn vừa châm trà vừa nói. Chủ nhiệm Đồng vừa đi vào, nếu ngài có chuyện quan trọng, tôi sẽ đi sang nói dùm một tiếng. Không cần, tôi sẽ chờ một lát. Nhan Sĩ Tắc nâng ly trà thơm của Khương Long Cương lên uống một ngụm, giọng nói có vài phần không yên. Long Cương, gần đây tâm tình của Bí Thư Vương là như thế nào? Khương Long Cương hầu như mỗi ngày đều được người ta hỏi một vấn đề, dù là đủ mọi loại người hỏi hắn. Có thường ủy thị ủy, có phó chủ tịch thành phố, cũng có lãnh đạo các đơn vị ban ngành trong thành phố, thậm chí dù là chủ tịch Hà Khởi Duệ cũng hỏi một câu giống hệt như của Nhan Sĩ Tắc. Khương Long Cương hiểu rõ các vị lãnh đạo hỏi như vậy là có ý gì, bây giờ nhiều người hy vọng đến báo cáo công tác lúc Bí Thư Vương đang vui vẻ, dù là ai cũng không muốn đến lúc Bí Thư Vương đang không vui để bị mắng. Khương Long Cương là thư ký của Vương Tử Quân, hắn cũng không phải là người cứng nhắc. Hắn đắn đo suy tính rất khá, trước nay luôn nắm giữ một nguyên tắc, đối với một số chuyện không quá lớn, có thể lộ ra vài phần cho mọi người, hắn cũng rất thích bán thông tin cho người khác. Nhan Sĩ Tắc tất nhiên là một trong những người mà Khương Long Cương hoàn toàn có thể ném thông tin. Khương Long Cương bàn tính giây lát, sau đó hắn khẽ nói. Tôi thấy tâm tình của lãnh đạo thật sự là rất tốt. Nhan Sĩ Tắc nghe được đáp án này thì không khỏi ngây cả người. Vương Tử Quân không nói với hắn về sự kiện người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đến điều tra về La Ngưỡng Bính, thế nhưng hắn vẫn thông qua con đường của mình để biết rõ điều này. Sau khi biết được sự việc này, hắn không có quá nhiều kinh hoàng, hắn cảm thấy không xấu hổ với mình ở phương diện xử lý sự việc của La Ngưỡng Bính. Nhưng điều làm cho Nhan Sĩ Tắc cảm thấy lo lắng chính là sự kiện này bùng phát vào thời điểm quan trọng, hắn căn bản không muốn có gì không hay xảy ra. Hắn là một trong những người tâm phúc của Vương Tử Quân, hắn biết rõ đây là thời điểm cực kỳ mấu chốt của Bí Thư Vương.
Nếu có bất kỳ sai lầm nho nhỏ nào xuất hiện, dù chỉ là chút tì vết, chỉ sợ sẽ bị người hữu tâm nắm lấy làm loạn, tạo nên những ảnh hưởng khó thể đo lường với Bí thư Vương. Xuất phát từ phương diện này mà Nhan Sĩ Tắc mới quyết định đến nói rõ tình huống cho Bí thư Vương Tử Quân, để cùng nhau thương lượng đối sách, không ngờ bây giờ tâm tình của Bí thư Vương là khá tốt. Khi Nhan Sĩ Tắc đang suy nghĩ xem nên nói gì với Bí thư Vương, chợt thấy thư ký trưởng văn phòng thị ủy đồng chí Tân đi đến. Bí thư Nhan cũng đến đây rồi à? Đồng chí Tân chào hỏi một câu với Nhan Sĩ Tắc, sau đó trầm giọng nói với Khương Long Cương. Long Cương, cậu sang phòng của Bí thư Vương xem thế nào? Khương Long Cương đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi Khương Long Cương rời đi, lúc này trong một gian phòng làm việc không lớn của Khương Long Cương chỉ còn lại hai người đồng chí Tân và Nhan Sĩ Tắc. Dù hai người đồng chí Tân và Nhan Sĩ Tắc đều đi khá gần bên cạnh Vương Tử Quân, thế nhưng đồng chí Tân và Nhan Sĩ Tắc lại căn bản không có giao tình quá lớn. Cũng không phải nói Nhan Sĩ Tắc không muốn liên hệ kết nối cảm tình với đồng chí Tân, chẳng qua đồng chí Tân là một người căn bản là khá cỗ lỗ. Thư ký trưởng, Nhan Sĩ Tắc thật sự không thể nào đoán được tâm tư của Vương Tử Quân vào lúc này, thế nên hắn trầm ngâm giây lát và quyết định thăm dò từ đồng chí Tân. Đồng chí Tân khẽ gật đầu với Nhan Sĩ Tắc. Bí thư Nhan, ngày nào rảnh thì chúng ta cùng nhau dùng cơm. Đồng chí Tân lên tiếng làm cho Nhan Sĩ Tắc chợt sững sờ, hắn thật sự cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng khi hắn phản ứng trở lại thì thư ký trưởng đã rời khỏi phòng làm việc của Khương Long Cương. Dù Nhan Sĩ Tắc ít tiếp xúc với đồng chí Tân, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn được đồng chí Tân mời dùng cơm. Nếu nói đến thời điểm Nhan Sĩ Tắc gặp mặt đồng chí Tân lần đầu tiên thì là thời gian hơn 10 năm trước, nhưng khi đó hai người cũng không có nhiều giao tình. Dù là ở trên vị trí chủ tịch huyện hay là đến làm nhân viên của phòng nghiên cứu chính sách thị ủy, đồng chí Tân chưa từng mời Nhan Sĩ Tắc dùng cơm. Nhưng hôm nay thư ký trưởng Đồng sao lại như vậy? Vì sao đột nhiên mời mình dùng cơm? Mời người ta dùng cơm bình thường có hai loại ý nghĩa, một là muốn kéo quan hệ và liên lạc cảm tình, hai là... Nhan Sĩ Tắc nghĩ đến phương diện thứ hai mà không khỏi cảm thấy tối sầm mặt. Hắn biết rõ với tính cách của đồng chí Tân, tuyệt đối sẽ không muốn kéo quan hệ với mình, nếu không muốn kéo quan hệ với mình, như vậy chỉ còn hướng thứ hai. Không phải là Bí thư Vương muốn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nhan Sĩ Tắc, ý nghĩ này làm hắn cảm thấy lo lắng bất an. Hắn nghĩ đến tình huống mình mất đi sự tín nhiệm của Bí thư Vương, thế là một cảm giác sa sút tinh thần bừng bừng trong lòng. Chủ tịch Nhan, Bí thư Vương mời ngài vào trong phòng một chuyến. Khương Long Cương đi ra phòng làm việc của mình, hắn lên tiếng nói với Nhan Sĩ Tắc. Nhan Sĩ Tắc vừa mới bừng tỉnh trở lại trong dòng suy nghĩ không dứt, hắn vội vàng theo Khương Long Cương đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngài tìm tôi sao? Nhan Sĩ Tắc nhìn Vương Tử Quân đang ngồi sau bàn làm việc, hắn chợt dùng giọng có chút thất thố nói. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện thất hồn lạc phách của Nhan Sĩ Tắc, trong lòng có chút không vui. Thầm nghĩ Nhan Sĩ Tắc làm sao vậy, vì một việc nhỏ nhặt mà có dáng vẻ như vậy sao? Chỉ là Vương Tử Quân không biết vừa rồi một câu nói mời cơm của thư ký trưởng đồng chí Tân đã có tác dụng quá lớn với bí thư Nhan Sĩ Tắc, nếu như biết rõ sẽ hiểu được cảm nhận của Nhan Sĩ Tắc vào lúc này. Hơn nữa vị thư ký trưởng đại nhân kia nói xong lời mời cơm thì phất tay áo bỏ đi. Trực tiếp bỏ mặc Nhan Sĩ Tắc ở lại một mình. Bí thư Nhan, tôi có việc cần anh đi theo một chuyến. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Nhan Sĩ Tắc đã khôi phục lại như thường, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, đó chính là Bí thư Vương đưa mình đến nói rõ ràng vấn đề với Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Thế là một cảm giác bị ai chợt bùng lên trong lòng, có câu khi việc khó kéo đến thì suy nghĩ mông lung. Nhan Sĩ Tắc thật sự rơi vào tình huống như vậy. Tuy Nhan Sĩ Tắc thầm nghĩ như vậy thế nhưng lại miễn cưỡng cười nói. Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, dù là bất luận có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến thị ủy. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Nhan Sĩ Tắc, hắn chợt sinh ra cảm giác muốn cười. Sau khi ném một văn kiện trong tay cho Nhan Sĩ Tắc, Vương Tử Quân nói. Cái gì mà ảnh hưởng hay không ảnh hưởng? Cũng không phải là lời anh có thể nói ra. Anh mau tham khảo nội dung bài viết này, lần này xem như thành phố La Nam chúng ta có danh tiếng lớn. Nhan Sĩ Tắc tiếp nhận văn kiện trong tay Vương Tử Quân,
sau đó hắn nhanh chóng sững sờ. Đây là văn kiện lưu hành nội bộ, sau khi đảo mắt nhìn qua, hắn chợt thấy một dòng chữ, ai có lỗi. Ba chữ lớn màu đen này cùng với những dòng chữ sau đó làm cho Nhan Sĩ Tắc chợt cảm thấy choáng váng. Hắn đã công tác nhiều năm, đã từng đọc nhiều bài báo, thế nhưng căn bản chưa từng thấy một bài viết bình thường có thể chen chân vào trong văn kiện lưu hành nội bộ. Nếu sự việc bị cho ra ánh sáng, chỉ sợ hậu quả là khó tưởng. Nhan Sĩ Tắc thầm nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng xem xét nội dung bài viết, sau khi xem xong thì hắn đã hiểu nó nói về vấn đề gì. Khi hắn thầm thở dài một hơi thì lại cảm thấy những lời nói sắc bén của phóng viên làm cho chính mình thêm bất an. Kẻ biết nhà dột sẽ không khổ sở lúc trời mưa, biết làm chính trị sẽ không đánh mất nhân tâm, dám hỏi thị ủy La Nam chính là lãnh đạo đứng đầu một phương, lúc này xí nghiệp bên dưới có phát sinh tình huống mẹ bị bệnh nặng mà tham ô chút tiền viện phí, như vậy là ai sai? Dám hỏi những lãnh đạo thành phố La Nam đang yêu cầu kiểm tra nghiêm khắc thuộc hạ của mình, các anh có hiểu rõ tình huống của cán bộ tuyến bên dưới hay không? Các anh có xâm nhập vào bên dưới, có đi xuống đưa mắt nhìn sự việc đang diễn ra không? Các anh có thể bỏ qua cái giá của mình để biết được quần chúng cán bộ của mình đang lạnh giá thế nào không? Loại lãnh đạo suốt ngày thơm mùi nước hoa đứng trong phòng máy lạnh nhìn nhân dân và cán bộ khổ sở bên ngoài cửa kiếng thì căn bản không bao giờ làm được điều gì thực chất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Càng làm cho người ta khó tưởng chính là cấp lãnh đạo đã cho ra quyết định yêu cầu vị giám đốc kia phải dùng lương trả lại số tiền đã lấy, thế nhưng lãnh đạo thị ủy La Nam lại tiếp tục thẩm tra xử lý sự việc này, rốt cuộc là căn cứ vào góc nhìn pháp trị hay là vì đang muốn làm ra vẻ ở phương diện thanh lọc bộ máy cán bộ. Những câu hỏi sắc bén kết hợp với bộ dạng gầy gò ốm yếu của giám đốc La Ngưỡng Bính thật sự làm cho người ta cực kỳ bất bình, để người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Những câu hỏi sắc bén như vậy không khác gì những mũi dùi đâm vào trong ban ngành lãnh đạo thành phố La Nam. Khi thấy bài viết này thì Nhan Sĩ Tắc chợt cảm thấy cực kỳ khó hiểu, thầm nghĩ bài viết này với mục đích là gì? Rốt cuộc là đang phản bác thị ủy La Nam hay đang biện hộ cho mình? Trần Minh Huy, Nhan Sĩ Tắc nhìn tên của phóng viên mà căn bản cảm thấy mình không quen biết người này. Nhưng lúc này vị phóng viên Trần Minh Huy kia lại thông qua bài viết như vậy để vẫy cờ hò reo cho một người căn bản là không quen, điều này làm cho Nhan Sĩ Tắc chợt cảm thấy tràn đầy cảm kích với đối phương. Nhưng thị ủy La Nam lại bị kéo vào trong sự việc này, chính Nhan Sĩ Tắc phải làm sao để giải thích cho Bí Thư Vương đây? Sĩ Tắc, anh thu thập một chút, chúng ta đi đến tỉnh ủy báo cáo sự kiện này. Bây giờ Bí Thư Nhất Phong đang ở bên kia chờ thành phố La Nam chúng ta giải thích sự kiện này. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Nhan Sĩ Tắc rồi trầm giọng nói. Giải thích với Bí Thư Nhất Phong. Điều này, đầu óc Nhan Sĩ Tắc vận chuyển rất nhanh, hắn nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, xem như đã hiểu rõ vấn đề. Bí Thư Vương, tôi. Nhan Sĩ Tắc thật sự rất muốn bày tỏ lòng cảm kích với Bí Thư Vương, thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình căn bản là khó mở miệng. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu Nhan Sĩ Tắc muốn nói cái gì. Thế nhưng hắn cũng không hy vọng Nhan Sĩ Tắc nói ra khỏi miệng. Nhan Sĩ Tắc dù biết rõ sự việc thế nhưng lúc này cứ giả vờ hồ đồ là hay nhất. Sĩ Tắc, có câu nói thế này, chuyện hợp tình thì không nhất định là hợp pháp thì không nhất định sẽ hợp tình. Tôi thật sự tán thưởng anh ở phương diện xử lý vụ việc này, dù pháp luật không dung tình, thế nhưng có một vài sự việc mà chúng ta là cán bộ lãnh đạo cần phải coi trọng nhân tình. Vương Tử Quân vỗ vỗ vai Nhan Sĩ Tắc rồi đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Nhan Sĩ Tắc nhanh chóng đi theo đằng sau Vương Tử Quân, dù lúc này hắn vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, thế nhưng hắn biết rõ sự kiện này đã được định tính rồi. Chương 954, Hùng Tâm Vạn Trưởng Đẩy Trời Nghiêng Ngã. Những ngày hôm nay Triệu Quân Dũng luôn ở vào trạng thái tinh thần căng cứng, vì vậy khi thức dậy không khỏi cảm thấy nhức đầu hoa mắt. Đúng là bây giờ không còn được như trước kia. Hắn thật sự cảm khái, nhớ năm xưa khi vừa mới tham gia công tác, hắn ba đêm ba ngày không ngủ vì một vụ án mà cảm thấy không mấy mệt mỏi, nhưng bây giờ mới một ngày trôi qua mà nằm ngủ quên ở trên giường. Xem ra năm tháng không buông tha cho con người. Triệu Quân Dũng thầm cảm khái, tâm tư lại rơi lên vụ án thành phố La Nam. Dù hắn rất muốn nhanh chóng kết án, nhưng tình huống hiện tại luôn làm hắn không hài lòng. Vị giám đốc Lý kia nhìn thì có vẻ giống như tương đối dễ đối phó, thế nhưng thực chất là một kẻ dối trá,
rất nhiều chuyện chỉ giỏi đưa đẩy, bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng. Người này nói nhảm thì nhiều nhưng vấn đề mấu chốt lại không chịu thừa nhận, điều này không khỏi làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy phẫn nộ, đồng thời còn sinh ra cảm giác thật sự bó tay chịu trói. Cũng may mà La Ngưỡng Bính thật sự thú nhận phương diện tham ô tiền viện phí, chỉ là không thừa nhận có quan hệ gì với Nhan Sĩ Tắc. Nhưng điều này căn bản là không quan trọng, Triệu Quân Dũng thấy chỉ cần có những chứng cứ như vậy, hắn có thể thông qua La Ngưỡng Bính để nắm lấy Nhan Sĩ Tắc. Nếu có quyết định lập án với Nhan Sĩ Tắc, như vậy tất cả sẽ dễ làm mà thôi. Triệu Quân Dũng ăn bữa sáng đơn giản, sau đó hắn cầm điện thoại lên, hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị từ ngữ sẵn trong đầu, sau đó bấm số điện thoại của Bí Thư Mục. Điện thoại vang lên vài tiếng chuông thì nối thông, Bí Thư Mục sau khi nghe thấy âm thanh của Triệu Quân Dũng thì cũng không nhanh chóng hỏi sự việc thẩm vấn. Rất quan tâm hỏi xem Triệu Quân Dũng ở phía thành phố La Nam triển khai mở rộng công tác như thế nào, có vấn đề gì cần tổ chức hỗ trợ giải quyết hay không. Đặc biệt là phương diện kinh phí, Bí Thư Mục càng nói lời quan tâm săn sóc, không cần phải quá chú ý, có gì cần thì cứ mua, không đủ tiền thì cứ nói với phòng kế toán thể ứng thêm. Lãnh đạo quan tâm làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy được ủng hộ, đồng thời cũng cảm nhận được trách nhiệm trọng đại của mình. Lãnh đạo coi trọng như vậy. Không phải là mong anh cố gắng làm tốt công tác của mình sao? Triệu Quân Dũng thầm suy đoán mục đích của Bí Thư Mục, hắn càng cảm thấy có chút bất an không yên, chỉ sợ Bí Thư Mục có ý kiến với tình huống vụ án tiến triển thong thả như lúc này. Cũng may Bí Thư Mục chỉ mở miệng dặn dò mình cố gắng vượt qua khó khăn, lớn mật phá án, dù thế nào cũng phải làm tốt công tác xác thực vụ án, đồng thời cũng tỏ vẻ giúp đỡ với lời đề xuất nắm bắt Nhan Sĩ Tắc. Triệu Quân Dũng đặt điện thoại xuống mà thở dài một hơi, đối với hắn thì lãnh đạo có thái độ như vậy thật sự là quá tốt rồi. Nếu như hắn có thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo phân công, như vậy đến khi có cơ hội, lãnh đạo sẽ tác động để mình có thể tiến lên một bước. Cóc ba chân khó tìm nhưng người hai chân thì không thiếu, trong đơn vị có không biết bao nhiêu người đang chờ có được cơ hội để xuất lực làm việc cho lãnh đạo. Chủ nhiệm Triệu, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vài nhân viên công tác dùng cơm sáng xong thì đi đến bên cạnh Triệu Quân Dũng, bọn họ khẽ mở miệng xin chỉ thị của Triệu Quân Dũng. Những người đi theo bên cạnh Triệu Quân Dũng đến thành phố La Nam đều là binh hùng tướng mạnh của phòng giám sát số 2, tuy tình hình không quá thuận lợi nhưng Triệu Quân Dũng là người chỉ huy, hắn tuyệt đối không cho đám người này sinh ra cảm giác chán trường. Vừa rồi tôi đã báo cáo với Bí Thư Mục, Bí Thư rất thỏa mãn với thành tích của chúng ta, yêu cầu chúng ta phải nắm chắc. Phải đánh một trận thắng lớn. Năm nay đơn vị chúng ta có 10 chức vụ được điều động, Bí Thư Mục nói cần phải đặt nặng trách nhiệm lên các đồng chí đang trên đường đi phá án. Triệu Quân Dũng lên tiếng làm cho đám người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chủ nhiệm Triệu, ngày hôm nay chúng tôi nên làm gì, anh cứ chỉ huy. Loại cảm giác sao sáng quanh trăng này thật sự rất thư thái, Thái Đông Quân cười nói. Hôm nay chúng ta sẽ đi mời đồng chí Nhan Sĩ Tắc của thành phố La Nam đến hỗ trợ công tác. Có lời nói của Triệu Quân Dũng, đám người bên dưới cũng không quá quan tâm đến nhiều thứ khác. Chỉ vài phút thì xe đã chuẩn bị xong, trước khi lên xe thì Triệu Quân Dũng xem xét có nên liên lạc với Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Kim Điền Lạc của thành phố La Nam hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn đặt điện thoại xuống. Vài phút sau xe đi đến cổng thị ủy La Nam. Sau khi đi đến khu văn phòng thị ủy thì Triệu Quân Dũng mới gọi điện thoại cho Kim Điền Lạc. Chào Bí Thư Kim, tôi là Triệu Quân Dũng, bây giờ ngài có rảnh không? Có chút công tác tôi muốn cùng liên hệ với ngài. Tuy cấp bậc của Triệu Quân Dũng thấp hơn Kim Điền Lạc, thế nhưng vì mối quan hệ với thượng cấp, thế cho nên Thái Đông Quân có vẻ rất tùy ý trước mặt Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc sảng khoái tiếp nhận yêu cầu của Triệu Quân Dũng. Khi Triệu Quân Dũng đi đến khu văn phòng của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy, Kim Điền Lạc đã đến bên dưới chào đón với nụ cười vui vẻ. Chào Bí Thư Kim. Khi thấy Kim Điền Lạc thì Triệu Quân Dũng nở nụ cười vươn tay nói. Hai người khách khí bắt tay nhau, sau đó Triệu Quân Dũng cùng sóng vai đi đến phòng làm việc của Kim Điền Lạc, cuối cùng ngồi xuống ghế salon. Triệu Quân Dũng nhìn Kim Điền Lạc, khóe miệng mấp máy, hắn thản nhiên nói. Cảm ơn Bí Thư Kim, điều kiện ở đây rất tốt. Sau khi nói vài câu chuyện phiếm với Kim Điền Lạc, Triệu Quân Dũng nhanh chóng di chuyển chủ đề. Bí Thư Kim, trải qua điều tra thì chúng tôi đã chứng minh sự kiện La Ngưỡng Bính lấy tiền là thật,
tổ chuyên án đã căn cứ vào đó để báo cáo với lãnh đạo, ý nghĩ của lãnh đạo chính là không buông tha cho bất kỳ phần tử nào vi phạm pháp luật. Triệu Quân Dũng nói đến đây thì nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, sau đó cười tiếp tục nói. Vì vậy, vì công tác nên chúng tôi yêu cầu đồng chí Nhan Sĩ Tắc phối hợp để điều tra. Vẻ mặt Kim Điền Lạc rất bình tĩnh, hắn cười nhạt nói. Chúng tôi nhất định sẽ cho ra sự giúp đỡ to lớn với công tác của chủ nhiệm Triệu, nhưng bây giờ bí thư Nhan đang ở thành phố Sơn Viên, chúng ta nên chờ anh ấy về rồi hãng nói. Đi đến thành phố Sơn Viên. Vẻ mặt Triệu Quân Dũng chợt biến đổi, hắn dùng giọng không cam lòng nói. Có phải bây giờ có thể xác định được vị trí của đồng chí Nhan Sĩ Tắc không? Điều này không phải là vấn đề, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho bí thư Vương. Anh Nhan đang ở cùng một chỗ với bí thư Vương. Kim Điền Lạc giống như căn bản không muốn che giấu, hắn thản nhiên nói với Triệu Quân Dũng. Ở cùng một chỗ với Vương Tử Quân. Triệu Quân Dũng chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hắn biết lần này mình đến thành phố La Nam cũng không phải là hướng về phía Nhan Sĩ Tắc. Bây giờ Nhan Sĩ Tắc và Vương Tử Quân cùng ở một chỗ, như vậy tuyệt đối là thời cơ cực kỳ tốt. Nếu như Vương Tử Quân đưa Nhan Sĩ Tắc đi, như vậy sẽ có nhiều ảnh hưởng mặt trái lên người Vương Tử Quân, biết đâu vì sự kiện này mà Vương Tử Quân bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tuy sự kiện này căn bản là đắc tội với Vương Tử Quân, thế nhưng khi bí thư Mục phái hắn đến điều tra, thực tế đã đắc tội với Vương Tử Quân. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Triệu Quân Dũng nhanh chóng cho ra quyết định của mình. Trong quan trường thì có một số việc hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải tuyệt tình. Nếu người phía sau Triệu Quân Dũng đã quyết định tiến hành chiến tranh sống chết với Vương Tử Quân, như vậy hắn căn bản không còn gì để nói. Bí thư Vương bây giờ đang ở chỗ nào? Triệu Quân Dũng nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ. Kim Điền Lạc giống như không hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Quân Dũng, hắn trả lời không cần nghĩ ngợi. Bí thư Vương đi đến tỉnh ủy. Đi tỉnh ủy, điều này thật sự quá tốt. Nếu như là trong khu văn phòng tỉnh ủy thì lực ảnh hưởng sẽ càng thêm lớn, tất nhiên điều này sẽ càng làm cho bí thư Mục thêm vui. Dù sao thì tỉnh ủy cũng là trung tâm của toàn tỉnh, nếu như lúc đó mình xuất hiện đưa Nhan Sĩ Tắc đi ngay bên cạnh Vương Tử Quân, như vậy sự việc sẽ càng thêm hoàn mỹ. Bí thư Kim, tôi còn có chút việc, cũng không muốn quấy rầy ngài, tạm biệt. Triệu Quân Dũng đã có quyết định của riêng mình, hắn mỉm cười đứng lên ghế salon rồi cười tủm tỉm nói. Kim Điền Lạc khách khí nói lời giữ chân Triệu Quân Dũng. Chủ nhiệm Triệu, ngài đến thành phố La Nam chúng tôi, còn không cho tôi cơ hội thể hiện mình là chủ nhà. Có câu vui vẻ suốt ngày không bằng xung đột, hôm nay chúng ta dứt khoát đi đến Cô Yên Sơn, tôi mời anh ăn cơm chay của Tam Thanh Quan, uống rượu thuốc huyền lộ dịch, anh thấy thế nào? Triệu Quân Dũng có nghe nói qua cơm chay của Tam Thanh Quan, nghe nói có không ít du khách chạy đến dùng bữa cơm này. Bây giờ Kim Điền Lạc mời mình dùng cơm chay Tam Thanh Quan, tất nhiên đã rất nể mặt rồi. Nếu Triệu Quân Dũng ra tay với Nhan Sĩ Tắc ở tỉnh ủy, sau này cho dù có cơ hội cũng không thể nào được ăn cơm chay Tam Thanh Quan. Hắn nghĩ đến món ngon được bạn bè ăn về miêu tả, thế là không khỏi có chút đáng tiếc, nhưng hắn vì tương lai của mình, cho dù là món của trời cũng tuyệt đối không ăn. Cảm ơn Bí thư Kim, nhưng hôm nay tôi thật sự rất bận, mong để lần sau. Dù từ chối lời mời của Kim Điền Lạc là khá đáng tiếc nhưng Triệu Quân Dũng vẫn phải kiên quyết mở miệng. Kim Điền Lạc thấy Triệu Quân Dũng muốn đi, thế là dùng giọng tiếc nuối nói. Vậy chúng ta nói trước luôn, bất cứ khi nào chủ nhiệm Triệu rảnh cứ gọi điện thoại cho tôi, chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm. Rời khỏi phòng làm việc của Kim Điền Lạc, Triệu Quân Dũng cảm thấy bàn chân thêm nhanh nhạy, cơ thể nhẹ nhàng bay bổng. Hắn cần phải tranh thủ thời gian. Nếu hắn đến trễ để cho đám người Vương Tử Quân rời khỏi khu văn phòng tỉnh ủy, như vậy dù sự kiện bắt giữ Nhan Sĩ Tắc có thể gây hiệu ứng chấn động quan trường tỉnh Sơn Nam, thế nhưng căn bản là không có hiệu quả quá lớn. Chủ nhiệm Triệu, chúng ta đi đâu đây? Vài người cán bộ trẻ tuổi đi theo sau lưng nhìn bộ dạng vội vàng của Triệu Quân Dũng, thế là dùng giọng nghi vấn hỏi. Triệu Quân Dũng vốn muốn nói ra tâm tư của mình, thế nhưng lời đến bên miệng lại được nuốt xuống. Những người này đi theo mình khá lâu, thế nhưng bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào thì mình căn bản là không biết. Có câu lòng người khó dò, nếu đám người này báo tin cho Vương Tử Quân, như vậy hiệu quả sẽ không còn.
Vì vậy Triệu Quân Dũng trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng qua loa nói. Vừa rồi Bí Thư Mục vừa gọi điện thoại, nói chúng ta quay về một chuyến. Bí Thư Mục tuy không phải là Bí Thư Tỉnh ủy, thế nhưng là Phó Bí Thư kiêm trưởng phòng giám sát cũng làm cho người ta xem là lãnh đạo đứng đầu. Bây giờ nghe nói Bí Thư Mục kêu gọi Triệu Kiến, đám người bên cạnh Triệu Quân Dũng cũng không nói nhiều mà tranh thủ lên xe. Xe của Triệu Quân Dũng chạy ra khỏi thành phố La Nam, hắn chợt cảm thấy tốc độ xe có hơi chậm, thế là không khỏi nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy hàng cây chạy đi như bay hai bên đường. Hắn mới chợt nghĩ rằng vì mình quá nóng vội mà thôi. Tài xế Lý, xe có thể chạy nhanh hơn nữa không? Bí Thư Mục bên kia đang chờ. Triệu Quân Dũng cuối cùng cũng không thể kìm né được mà dùng giọng nóng lòng hỏi tài xế. Tài xế đã chạy xe không ít năm ở Ủy ban Kỷ luật Tỉnh ủy, thế cho nên cũng là người có kinh nghiệm, hơn nữa vì không có dục vọng và không quá cầu tiến nên tâm tính rất ổn. Lúc này Triệu Quân Dũng nóng nội thúc giục, tài xế chợt dùng giọng ôn tồn an ủi. Chủ nhiệm Triệu ngài cứ yên tâm, một giờ sau chúng ta sẽ chạy đến thành phố Sơn Viên, bây giờ có đường cao tốc Sơn La, rất thuận tiện. Một giờ sau, không biết có còn đến kịp không? Triệu Quân Dũng nhìn con đường cao tốc Sơn La, hắn chợt sinh ra ý nghĩ không hay, nếu như Vương Tử Quân biết vì mình xây con đường này mà hỏng chuyện, không biết đối phương trước kia có làm nó hay không. Triệu Quân Dũng nghĩ đến tình huống một giờ nữa sẽ chạy đến tỉnh ủy với tình hình về Nhan Sĩ Tắc, thế là trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn ngồi dựa lưng lên ghế phía sau nhưng trong lòng thật sự có chút kích động. Chỉ mất không đến một giờ thì xe dừng lại ở khu văn phòng tỉnh ủy. Triệu Quân Dũng nhìn khung cảnh khu văn phòng tỉnh ủy không chút biến đổi, thế là trái tim chợt giống như đập rất mạnh. Thành bại chỉ là vào lúc này, bây giờ đối với Triệu Quân Dũng thì thật sự là như vậy. Nếu như hắn may mắn thì vừa vặn có thể gặp mặt Vương Tử Quân và Nhan Sĩ Tắc, như vậy sẽ có công lao lớn chờ đợi hắn. Nếu Vương Tử Quân và Nhan Sĩ Tắc chia tách nhau ra, như vậy ông trời cũng khó cứu được đối phương. Trong đầu Triệu Quân Dũng lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn nhanh chóng bước xuống xe, lúc này có một bóng người quen thuộc đi đến. Khi thấy người kia thì Triệu Quân Dũng chợt có chủ ý, hắn tiến lên bên cạnh đối phương rồi nói. Trưởng Ban Lý, anh có gặp mặt Bí Thư Vương thành phố La Nam không? Trưởng Ban Lý này chính là một nhân viên văn phòng, bình thường có quan hệ không tệ với Triệu Quân Dũng, khi thấy Triệu Quân Dũng thì hắn cười ha hả rồi trầm giọng nói. Có thấy, mới đi vào khu văn phòng thường ủy. Anh ấy đi với ai? Triệu Quân Dũng có chút sững sốt, sau đó dùng giọng dồn dập nói. Đó là một đại tướng biên cương, đi đâu mà không tiền hô hậu ủng. Có vài người đi theo anh ấy. Trưởng Ban Lý nói đến đây thì khẽ há miệng, biểu hiện cực kỳ hâm mộ. Chương 955, ngạc nhiên. Cái gì mà hâm mộ? Triệu Quân Dũng hiểu rõ điều này, trưởng Ban Lý chưa đến 40 mà đã là cán bộ cấp phòng. Coi như là một ngôi sao sáng trên chính đàn, thế nhưng nếu so sánh với một Vương Tử Quân là cán bộ cấp giám đốc sở như vậy chênh lệch là quá lớn. Anh cứ bận rộn đi, tôi đi gặp Bí Thư Vương một chút. Triệu Quân Dũng lúc này thật sự không có tâm tư trò chuyện với trưởng ban lý, hắn nói rồi nhanh chóng đi về phía xe của mình. Hai anh đi theo tôi. Triệu Quân Dũng đi về phía xe của mình và vẫy tay gọi hai nhân viên còn trẻ tuổi vừa được điều động đến Ủy ban Kỷ luật chưa bao lâu đi theo mình. Sở dĩ Triệu Quân Dũng chọn hai tên nhân viên trẻ tuổi cũng là vì bọn họ còn trẻ, thế cho nên dễ sai bảo. Vào thời điểm này hắn căn bản không hy vọng có người làm ảnh hưởng đến mưu đồ của mình. Trưởng ban lý nhìn Triệu Quân Dũng rời đi, hắn lắc lắc đầu, sau đó lấy ra một bản văn kiện lưu hành nội bộ, trong miệng thầm nói. Không ngờ trên thế gian còn có người như vậy, đúng là trung hiếu khó toàn. Thái Đông Quân còn chưa từng đi đến khu văn phòng thường ủy, dù sao thì hắn căn bản chưa đủ cấp bậc để tiến vào nơi này để báo cáo công tác. Trong lòng đàn ông luôn có một loại cảm giác chinh phục, luôn muốn mình được thăng tiến. Khu văn phòng thường ủy là trung tâm quyền lực của tỉnh Sơn Nam, tất nhiên là nơi mà Triệu Quân Dũng thật sự rất muốn tiến vào, muốn trở thành chủ nhân của nơi này. Các anh tìm ai? Còn chưa chờ Triệu Quân Dũng đi vào trong khu nhà thường ủy, một nhân viên đã đi đến. Sau khi dùng ánh mắt như đối diện kẻ địch để nhìn đám người Triệu Quân Dũng, hắn chợt mở miệng hỏi. Triệu Quân Dũng thiếu chút nữa thì nổi trận lôi đình,
trong tỉnh Sơn Nam dù hắn không thể là cua bò ngang nhưng nào gặp phải tình huống thế này. Nhưng bây giờ hắn cũng không nên làm gì khác, dù sao thì hắn đi đến một nơi quyền lực tuyệt đối, tuy tên kia chỉ là chó canh cửa nhưng lại được hưởng chút uy danh của lãnh đạo, dù thế nào cũng phải nể mặt lãnh đạo bên trong. Triệu Quân Dũng thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy trong lòng cân đối hơn một chút, hắn cầm giấy chứng nhận công tác của mình đưa lên với tên nhân viên. Chúng tôi là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, có chút chuyện cần báo cáo với lãnh đạo. Tên nhân viên công tác xem xét giấy chứng nhận công tác của Triệu Quân Dũng, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Rõ ràng hắn cũng là người căn bản không muốn đắc tội với đám người Triệu Quân Dũng. Mong các anh đi lại nhẹ nhàng một chút, đừng quá lớn tiếng. Tên nhân viên nói xong thì đứng sang một bên tránh đường, Triệu Quân Dũng nói một tiếng cảm ơn rồi dẫn theo đám người đi vào bên trong. Khi hắn chuẩn bị bước lên lầu, hắn chợt nghe thấy một tiếng cười truyền xuống, âm thanh này cực kỳ quen thuộc. Anh Nhan, lãnh đạo nói sau sự kiện này anh quay về nhất định phải công tác cho tốt, bây giờ chúng ta thoải mái hơn dĩ vãng một chút, những tình huống nào đáng dùng tiền thì phải vung tay đúng chỗ. Đi mòn giày sắt không tìm được, đến khi gặp mặt lại chẳng tốn chút công sức nào. Sau khi nghe câu nói cười của Vương Tử Quân thì Triệu Quân Dũng chợt có chút kích động. Lúc này hắn chợt hiểu ra câu nói kia của cổ nhân, đồng thời trong lòng cũng cảm nhận được cảm giác vui mừng của cổ nhân khi cho ra câu nói đấy. Tình huống của hắn lúc này căn bản là như vậy, tất nhiên hắn cũng vui sướng không kém. Triệu Quân Dũng cảm thấy đây là thời gian tốt nhất, địa điểm tốt nhất, nhân vật tốt nhất, nói chung thế cục bày ra trước mắt hắn giống như một giấc mơ. Tình huống lần này thật sự là một bữa tiệc lớn thuộc về Triệu Quân Dũng, hắn muốn ăn thế nào cũng được, tùy ý mà thôi. Triệu Quân Dũng thật sự có chút hứng phấn, hắn siết chặt hai tay, chuẩn bị tiến lên nghênh đón. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiến lên, hắn lại thu chân về, dù sao thì so với tầng dưới thì bên trên càng có người chú ý hơn. Chào trưởng phòng Quách. Khi Triệu Quân Dũng chuẩn bị tiến hành phương án của mình, hắn chợt nghe thấy tên cán bộ trẻ tuổi sau lưng mở miệng chào hỏi. Triệu Quân Dũng nghiêng đầu nhìn qua, chợt thấy phó phòng tổ chức tỉnh ủy Quách Tiên Vi đi đến. Khi hắn thấy Quách Tiên Vi thì trong lòng càng thêm vui vẻ, thầm nghĩ không phải ông trời đang lắng nghe lời nguyện ước của mình đấy chứ. Có Quách Tiên Vi ở chỗ này thì sự việc càng được truyền bá nhanh hơn, sức ảnh hưởng sẽ ngày càng lớn. Trong đầu hắn chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn nói về phía Quách Tiên Vi. Chào trưởng phòng Quách. Quách Tiên Vi và Triệu Quân Dũng tuy không cùng đơn vị nhưng lại ở chung một khu văn phòng, thế nên hai bên cũng nhận ra nhau. Quách Tiên Vi khẽ gật đầu với Triệu Quân Dũng. Chủ nhiệm Triệu, sao anh cũng ở đây thế này? Có chút chuyện phải xử lý. Triệu Quân Dũng nói xong thì thấy Vương Tử Quân và Nhan Sĩ Tắc đi từ trên lầu xuống. Chào trưởng phòng Quách. Vương Tử Quân đi xuống lầu thấy Quan Quả Đống và Quách Tiên Vi thì mở miệng chào hỏi. Quách Tiên Vi thấy Vương Tử Quân đi xuống thì mỉm cười tiến lên nghênh đón. Bí thư Vương, hai người chúng ta đã lâu không gặp, trưa nay nếu anh có thời gian thì chúng ta họp mặt uống vài ly nhé. Tôi cũng đang muốn mời trưởng phòng Quách uống rượu đây. Vương Tử Quân nắm chặt bàn tay của Quách Tiên Vi rồi cười tủm tỉm nói. Triệu Quân Dũng nhìn tình huống Quách Tiên Vi mời Vương Tử Quân uống rượu mà không khỏi cảm thấy hâm mộ. Dù hắn và Quách Tiên Vi cùng ở trong các ban ngành hiểm yếu, thế nhưng hắn biết chênh lệch giữa mình và Quách Tiên Vi là như thế nào. Hắn bây giờ mới chỉ là một vị chủ nhiệm nhưng Quách Tiên Vi lại có cùng cấp bậc với thượng cấp bí thư mục của hắn. Trong tỉnh không biết có bao nhiêu người muốn mời Quách Tiên Vi uống rượu, bây giờ Quách Tiên Vi lại mời Vương Tử Quân uống rượu, ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng rồi. Nhưng khoảnh khắc này Triệu Quân Dũng căn bản nhanh chóng thu thập lại cảm giác có chút khó chịu của mình, thầm nghĩ các người cứ đắc ý đi, chờ tôi xử lý xong sự việc, chỉ sợ không biết ai là người cười vào lúc cuối cùng. Bí thư Vương. Triệu Quân Dũng tiến lên với bộ dạng ngoài cười trong không, hắn vươn tay ra với Vương Tử Quân nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nhan Sĩ Tắc. Nhan Sĩ Tắc đối mặt với ánh mắt của Triệu Quân Dũng, hắn cũng không ngại mà nghênh đón. Điều này làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy rất khó chịu. Cứ ở đó mà đắc chí, chút nữa ông sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại. Triệu Quân Dũng thầm nghĩ như vậy, hắn cười nói. Bí thư Vương, tôi có một hạng mục công tác cần anh phối hợp một chút. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Triệu Quân Dũng, hắn cũng cười nói.
phối hợp với các đơn vị ban ngành tỉnh ủy chính là trách nhiệm không thể nào xóa nhòa của thị ủy La Nam, chủ nhiệm Triệu có gì cần phân phó sao? Triệu Quân Dũng nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân mà căn bản cảm thấy không thoải mái, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn rất sáng lạn. Dù sao thì chút nữa người không thể nào cười nổi không phải là Triệu Quân Dũng hắn, hắn việc gì phải mất vui cơ chứ? Bí thư Vương, sự việc là thế này. Triệu Quân Dũng đã chuẩn bị sẵn từ ngữ từ lúc ở trên xe, thế nên bây giờ mở miệng như dậu đổ bìm leo, ánh mắt của hắn cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Quân Dũng, quay về đây. Khi Triệu Quân Dũng mới nói được một câu thì nghe thấy có người trầm giọng nói. Triệu Quân Dũng nghe thấy âm thanh quen thuộc mà không khỏi ngẩng đầu nhìn, thấy Bí thư Mục đang từ trên lầu đi xuống, lúc này Bí thư Mục đang nở nụ cười, bộ dạng rất khả ái dễ gần. Bí thư Mục có mặt ở chỗ này thì thật sự là quá tốt, có câu trăm nghe không bằng một thấy, chính mình bây giờ muốn đưa người đi từ bên cạnh Vương Tử Quân, Bí thư Mục nhất định sẽ thấu hiểu và cực kỳ thoải mái. Triệu Quân Dũng nhanh chóng tiến đến bên cạnh Bí thư Mục rồi cười nói. Chào Bí thư Mục. À, Quân Dũng, tôi đang định gọi điện thoại cho anh quay về là tốt rồi. Bí thư Mục nói rồi đi đến bên cạnh Nhan Sĩ Tắc. Anh Nhan, hôm nay tôi thật sự rất vui, vì mỗi lần ủy ban kỷ luật chúng tôi xử lý bất kỳ đồng chí nào đều cảm thấy rất đau xót, dù sao đó cũng là đồng chí của chúng ta. Hôm nay tôi thật sự bất ngờ, cũng cảm thấy rất vui sướng. Bí thư Mục nói rồi vươn tay bắt chặt tay của Nhan Sĩ Tắc. Bộ dạng vui mừng không thôi. Chương 956, một không đánh kẻ đại đức. Nhan Sĩ Tắc cười rất khiêm tốn, hắn bắt tay Bí thư Mục rồi cười nói. Bí thư Mục quá khách khí rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nói thật thì khi đó tôi cũng là hành động thiếu suy xét. Pháp lý nhân tình, dù chúng ta thật sự nói về pháp luật, thế nhưng trước nay chúng tôi cũng không làm cho hai phương diện kia phát sinh xung đột. Anh thật sự xử lý sự việc rất tốt, đã cho chúng tôi một phần tham khảo trong công tác lần sau. Bí thư Mục nói những lời mạnh mẽ như thác đổ, bàn tay bắt tay Nhan Sĩ Tắc càng thêm chân thành. Triệu Quân Dũng nhìn vẻ chân thành và vui vẻ của Bí thư Mục, hắn chợt sinh ra một ý nghĩ khác lạ. Đây là tình huống gì? Vì sao Bí thư Mục lại chuyển biến như vậy? Sao lại nhiệt tình với Nhan Sĩ Tắc như thế? Triệu Quân Dũng cảm thấy đầu óc mình căn bản là không đủ dùng. Nhưng có một điều hắn biết rõ, chính là trường hợp này căn bản không còn thích hợp để ra tay với Nhan Sĩ Tắc. Nhan Sĩ Tắc dùng lý do có việc để không tiếp nhận lời mời chiêu đãi của Bí thư Mục, Triệu Quân Dũng chờ đám người Vương Tử Quân rời đi, thế là dùng giọng chú ý hỏi. Bí thư, tình huống thế nào? Tình huống rất tốt, anh phá án không xong nhưng lại điều tra được một tấm gương điển hình. Bí thư Mục nói xong thì ném cho Triệu Quân Dũng một phần văn kiện. Sau đó cất bước bỏ đi. Triệu Quân Dũng nhìn Bí thư Mục giận dữ bỏ đi mà trong lòng chợt lo lắng, trong lòng đầy hoài nghi. Khi ánh mắt hắn rơi lên bài viết trên văn kiện, thế là đã hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi xem xong bài viết, Triệu Quân Dũng bị dọa làm cho toàn thân vã mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ may mà mình may mắn gặp mặt Bí thư Mục ở chỗ này, nếu không hôm nay hắn căn bản là không xong việc. Triệu Quân Dũng xuống thành phố La Nam điều tra nhưng lại tìm được một gương điển hình, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó khăn. Hắn không chịu được ánh mắt hung thần ác sát của Bí thư Mục, nó giống như muốn ăn thịt hắn vậy. Nếu như là lãnh đạo khác thì không có vấn đề, hắn có thể tiếp nhận được. Nhưng Bí thư Mục thì lại khác, vì đối phương nói một câu có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Bí thư Mục có thể như vậy sao? Nhớ ngày hôm đó Triệu Quân Dũng được Bí thư Mục khen ngợi là người có khả năng, có năng lực, hơn nữa còn khôn khéo, công tác rất có ý nghĩ, đầu óc linh hoạt, có khả năng làm sống động công tác. Lần này hắn điều tra án lại xuất hiện sự kiện ngoài ý muốn, cũng không phải hắn có thể làm khác được, sao trách được hắn chứ. Hơn nữa cổ nhân có câu không không dùng sức đánh kẻ có đức, Mục Nhạc Thành anh không thấy được bộ mặt tận tâm tận lực của tôi sao. Khi Triệu Quân Dũng đang cảm thấy cực kỳ uể oải, chợt có một vị phó phòng tuyên truyền tỉnh ủy đi đến. Chủ nhiệm Triệu, tất cả mọi người nói ủy ban kỷ luật là mỏ quạ đen, chỉ cần các anh điều tra thì căn bản không có chuyện gì tốt. Nhưng lần này thì hay quá, anh đã mở ra một tiền lệ mới, không những điều tra được một vị cán bộ chí hiếu, còn có một bí thư dũng cảm, thật sự rất đáng giá. Vị phó phòng tuyên truyền kia nói xong thì nhanh chóng bỏ đi.
điều này càng làm cho tâm tình của Triệu Quân Dũng thêm đè nén. Hắn gãi gãi đầu, nhìn khu nhà thường ủy cao ngất, thế là càng cảm thấy khó chịu. Đây là tình huống gì? Đáng tiếc là không có ai trả lời câu hỏi trong lòng Triệu Quân Dũng. Trong khu thường trú thành phố La Nam ở Sơn Viên, nhàn sĩ Tắc nâng ly lên nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi kính anh một ly. Vương Tử Quân đối mặt với nhàn sĩ Tắc cũng nâng ly lên nói. Chuyện này anh xử lý không sai, dù là tôi thì cũng sẽ xử lý như vậy, cho anh ta dùng lương trả số tiền đã sử dụng là được. Tuy chúng ta cần phải xem xét những việc làm trái luật, thế nhưng cũng phải biết phân biệt rõ tình hình nặng nhẹ thế nào. Nhàn sĩ Tắc gật đầu thật mạnh, hắn uống cạn ly rượu của mình, lúc này mới dùng giọng áy náy nói. Bí thư Vương, chuyện này tôi vẫn xử lý thiếu suy xét, thiếu chút nữa tạo nên ảnh hưởng mặt trái với ngài. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Muốn nói xin lỗi thì phải là tôi mới đúng, anh chẳng qua chỉ là vạ lây mà thôi. Nhàn sĩ Tắc căn bản hiểu rõ tình huống lần này của mình, đồng thời cũng thấy rõ đối phương rất quyết liệt và tuyệt tình. Hắn là người tiến lên từ cơ sở cho đến vị trí hiện tại, thế nên cũng hiểu những tình huống đấu tranh gay gắt giữa người và người. Một khi có vị trí để chống thì người muốn tranh cướp sẽ chẳng bao giờ tỏ ra nhân từ với nhau. Bí thư Vương, chúng ta cũng không thể bỏ qua như vậy được. Sau khi rót đầy ly rượu của mình, nhàn sĩ Tắc trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tuy chuyện này hắn có được lợi ích không nhỏ, chẳng qua là nhờ một bài viết của phóng viên mà giải quyết êm thấm, nhưng những nguy hiểm trong đó vẫn căn bản là khó thể che giấu. Đối phương căn bản là muốn đánh mình, hơn nữa đã ra chiêu, nếu như Vương Tử Quân căn bản không ra tay chế địch, như vậy thật sự khó thể nào nói nổi. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Vương Tử Quân cũng không tiếp tục nói về đề tài này, hắn nâng ly rượu lên cùng với nhan sĩ Tắc. Hai người uống vài ly rượu, sau đó Vương Tử Quân chợt nói. Chủ tịch Nhan, anh có biết lần này hội nghị thường ủy tỉnh ủy nghiên cứu vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ là ai không? Nhan sĩ Tắc dừng lại một lát rồi khẽ nói. Phụ nữ cũng là người có thể gánh vác nửa bầu trời. Vương Tử Quân cười cười nói. Đúng vậy, phụ nữ cũng không phải chỉ là phái yếu, sau khi Trình Hiểu Bình lên nhận chức, chắc chắn sẽ có khí phách không nhỏ. Nhan sĩ Tắc nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt có ý nghĩ, thầm lo lắng cho Trình Hiểu Bình ở thành phố Đông Bộ. Tình hình ở thành phố Đông Bộ vẫn như trước, thế nhưng mối quan hệ giữa Ủy ban Nhân dân và Thị ủy căn bản liên tục ấm lên. Khi chức vụ tăng tiến, Trình Hiểu Bình trước đó là Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố đã tiến lên làm người chủ trì công tác Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Bộ. Dù chỉ là người chủ trì công tác thế nhưng có sự giúp đỡ to lớn của Nguyễn Chấn Nhạc, trên cơ bản Trình Hiểu Bình cũng không khác gì một vị chủ tịch thành phố. Trong lúc công tác thì Trình Hiểu Bình cố gắng tiến thủ, kiên quyết cải cách, hoàn toàn đẩy ngã tất cả những gì còn sót lại của Trúc Phu Bình, rời tất cả trung tâm công tác lên phương diện phát triển kinh tế. Trình Hiểu Bình lên chức, nàng rất hiểu rõ Nguyễn Chấn Nhạc đang cần cái gì. Nếu nàng muốn vị trí của nàng càng thêm ổn định, như vậy phải cho bí thư Nguyễn thấy được tài năng của mình, thấy mình công tác như thế nào. Nhưng phương diện phát triển kinh tế phải nói là một điểm yếu chí mạng của nàng. Chương 956, 2, không đánh kẻ đại đức. Hai năm qua Trình Hiểu Bình cố gắng và điên cuồng kêu gọi đầu tư, kết quả là những xí nghiệp đến Đông Bộ căn bản không quá phát triển khởi sắc, thậm chí còn rơi vào tình huống sống hôm nay lo ngày mai. Nàng không phải là người thiếu chí khí, nàng cũng không muốn làm một vị chủ tịch thành phố vô năng, vì thế mỗi lần có thời gian thì nàng đều đến tìm hiểu tình hình của các doanh nghiệp. Đồng thời nàng cố gắng giao lưu trao đổi với đám giám đốc doanh nghiệp, nếu không bọn họ sẽ bằng mặt và không bằng lòng với mình. Đám lãnh đạo doanh nghiệp có biểu hiện cực kỳ cúi đầu khom lưng với lãnh đạo chính quyền, thế nhưng sau lưng lại liên tục chửi chó má, Trình Hiểu Bình hiểu rất rõ điều này. Vì vậy mỗi lần đến một xí nghiệp thì nàng đều cố gắng chú ý lời ăn tiếng nói của mình, nàng muốn nhìn rõ nội tình của đối phương, muốn tìm được điểm mấu chốt trong nguyên nhân làm bọn họ phát triển ì ạch. Sau đó mới có quyền lên tiếng. Nhưng hôm qua Trình Hiểu Bình đến nghiên cứu khảo sát nhà máy nhôm mà nhìn không được phải vỗ bàn, nguyên nhân là nhà máy nhôm bị ép ngừng sản xuất. Nhà máy nhôm chính là doanh nghiệp có tình thế phát triển kinh tế tốt nhất thành phố Đông Bộ, các anh ép người ta dừng sản xuất, chẳng phải muốn kéo chân thành phố Đông Bộ sao? Chủ tịch Trình, Chủ tịch Trần đã đến.
Khi Trình Hiểu Bình đang chú ý xem xét văn kiện, thư ký chợt tiến vào báo cáo. À, cho Chủ tịch Trần vào đi. Trình Hiểu Bình khẽ gật đầu với thư ký, sau đó nàng tiếp tục xem văn kiện. Vài phút sau Phó Chủ tịch Trần Gia Nông vừa mới được điều đến nhận chức ở thành phố Đông Bộ đã cất bước đi vào. Chủ tịch Trình, chị tìm tôi sao? Trần Gia Nông tuy lớn tuổi hơn Trình Hiểu Bình, thế nhưng hắn vẫn cố gắng bày ra tư thái tốt nhất. Hắn nhìn nữ chủ tịch đang xem xét văn kiện, sau khi trầm ngâm giây lát thì khẽ mở miệng chào hỏi. Trần Gia Nông lên tiếng xem như đánh thức Trình Hiểu Bình khỏi tình huống say sưa xem văn kiện. Trình Hiểu Bình nhìn thoáng qua Trần Gia Nông, sau đó nàng cười nói. Chủ tịch Trần đến rồi à, mời anh ngồi. Trần Gia Nông ngồi xuống đối diện với Trình Hiểu Bình, lúc này Trình Hiểu Bình vẫn tiếp tục xem văn kiện, vẻ mặt không mặn không nhạt, điều này làm cho Trần Gia Nông có chút không thoải mái. Dù là thế nào thì Trình Hiểu Bình tìm gặp thương lượng công tác với một vị phó chủ tịch thành phố, tư thái này căn bản có thể coi được sao? Tuy thầm nghĩ như vậy nhưng Trần Gia Nông vẫn căn bản không có chút biểu hiện không hài lòng, hắn vẫn mỉm cười chào hỏi Trình Hiểu Bình. Chủ tịch Trần, tôi nghe nói anh cho người của phòng tài nguyên môi trường hạ thông báo yêu cầu nhà máy nhôm ngừng sản xuất có phải không? Trình Hiểu Bình tuy vẫn nở nụ cười, thế nhưng trên mặt lại có vài phần chất vấn. Trần Gia Nông đã hiểu ý nghĩ của Trình Hiểu Bình, hắn thành thật trả lời. Đúng vậy, Chủ tịch Trình, nhà máy nhôm gây ô nhiễm quá lớn. Hai ngày trước tôi đi đến sông Lam Hà, phát hiện cá chết đầy trên sông, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sông Lam Hà sẽ bị ô nhiễm nặng. Trình Hiểu Bình nhìn bộ dạng đeo kiếng khá hào hoa phong nhã của Trần Gia Nông, hai hàng chân mày không khỏi khẽ nhăn. Trình Hiểu Bình công tác ở thành phố Đông Bộ này bao lâu rồi, trước nay có ai chống đối lại nàng sao? Trần Gia Nông chỉ là một tên phó chủ tịch được đề bạt từ trường Đại học Nông nghiệp tỉnh Sơn Nam, tên này dám ăn nói với nàng như vậy à? Trình Hiểu Bình thầm nén giận, nàng nghĩ đến mục đích hôm nay của mình, thế là cố gắng áp chế và khuyên nhủ. Chủ tịch Trần, chúng ta không thể nào thấy gió nói mưa, cũng không thể hoàn toàn tin vào lời của phòng tài nguyên môi trường. Cá chết trên sông là một hiện tượng cực kỳ tự nhiên, có con sông nào mà không có cá chết. Chúng ta cũng không thể vì một hai con cá chết trên sông mà biến chuyện nhỏ thành lớn, nếu như trong quá trình phát triển kinh tế mà cứ băn khoăn lo lắng, sợ trước lo sau, như vậy rõ ràng là kéo chân sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Trần Gia Nông lập tức nổi giận, không ngờ Trình Hiểu Bình lại dùng những lời nói giống như đang phê bình cấp dưới để răn dạy khiển trách mình, điều này làm cho lòng tự trọng của hắn bị tổn hại. Hắn là người xuất thân từ trường Đại học Nông nghiệp, hắn là người coi trọng thể diện như sinh mệnh, anh có thể miệt thị hắn, nhưng anh không được nói thẳng mặt. Như vậy không khác nào đâm một dao vào lòng hắn, chắc chắn tâm tình của hắn sẽ nổi nóng, sẽ cố gắng phát tiết cơn tức này. Trần Gia Nông chợt đứng lên khỏi ghế, hắn vừa muốn lên tiếng đã bị Trình Hiểu Bình phất tay cản lại. Lúc này đối với thành phố Đông Bộ thì thứ cần thiết nhất chính là dùng trăm phương ngàn kế để thúc đẩy phát triển kinh tế. Chỉ có phát triển kinh tế mới là trọng tâm, những thứ khác để sau này hãng nói. Chủ tịch Trình, tôi hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương, thế nhưng dòng sông Lam Hà không những liên quan đến thành phố Đông Bộ, còn là nguồn nước của cả triệu dân sống dưới vùng Hạ Du, chúng ta không thể nào coi thường được. Chủ tịch Trần, anh rõ ràng là nói chuyện giật gân, chất lượng nước sông Lam Hà không có vấn đề, đây là báo cáo điều tra của Phòng Tài nguyên Môi trường đưa đến cho tôi. Trình Hiểu Bình nói rồi đưa ra một phần văn kiện cho Trần Gia Nông, nàng nói tiếp. Bây giờ là thời điểm quan trọng để thành phố Đông Bộ phát triển kinh tế, sau này tôi không cho phép bất kỳ tình huống nào làm tổn hại đến quá trình phát triển kinh tế của thành phố chúng ta nữa. Trình Hiểu Bình nói xong thì chợt giống như cảm thấy độ nặng chưa đủ, thế nên nàng lại nhìn thoáng qua Trình Hiểu Bình, sau đó nói tiếp. Bí thư Nguyễn cũng tuyệt đối không cho phép tình huống này xuất hiện. Trần Gia Nông muốn giải thích vài câu, thế nhưng Trình Hiểu Bình căn bản không cho hắn cơ hội lên tiếng. Nàng khoát tay áo để Trần Gia Nông không làm phiền mình, trực tiếp tỏ thái độ. Chủ tịch Trần, sau này anh cũng đừng quản khu công nghiệp Lam Hà nữa, bây giờ là thời điểm mấu chốt, tất cả đặt nặng phát triển kinh tế. Tất cả đặt nặng phát triển kinh tế, Trần Gia Nông nhìn bộ dạng chân thật đáng tin của Trình Hiểu Bình, thế là hắn há hốc miệng nhưng không nói gì. Sau khi Trần Gia Nông rời đi, Trình Hiểu Bình duỗi lưng mệt mỏi. Tuy nàng thật sự có chút mệt mỏi,
thế nhưng cảm giác khống chế người ta trong tay là cực kỳ thích thú. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Trình Hiểu Bình nhìn dãy số gọi đến, vẻ mặt nàng chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nàng đứng lên khỏi ghế, sau đó cung kính nhấc điện thoại lên. Chào Bí thư Nguyễn. Chủ tịch Trình, bây giờ chỉ có bận rộn gì không? Nguyễn Trấn Nhạc nói rất bình tĩnh. Chương 957, ngày hôm qua anh là Thiên Vương, hôm nay tôi là Chí Tôn. Nếu như là người khác gọi điện thoại thì Trình Hiểu Bình sẽ nói mình đang rất bận, nhưng đó lại là Bí thư Nguyễn Trấn Nhạc, cho dù nàng có bận rộn cũng không dám nói rõ sự thật. Bí thư Nguyễn, ngài có gì cần căn dặn sao? Tôi sẽ lập tức chứng thực. Hôm nay Cục Thống kê đã báo cáo công tác quý 1, thành tích của chúng ta căn bản là không lý tưởng. Báo cáo của Cục Thống kê, Trình Hiểu Bình chợt kinh hoàng, lúc này nàng còn chưa được thấy báo cáo của Cục Thống kê, nhưng ngoài miệng nàng lại căn bản không thể nói là không. Nếu không thì Bí thư Nguyễn sẽ cho rằng nàng không quá coi trọng công tác phát triển kinh tế, lại càng là dấu hiệu không cầu tiến. Tuy bên ngoài không ai nói, nhưng khi có văn kiện yêu cầu một vị bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy thì tin tức đã truyền đi khắp tỉnh Sơn Nam. Rất nhiều người đang đứng nhìn xem rốt cuộc hai người Vương Tử Quân và Nguyễn Trấn Nhạc thì ai là kẻ chiến thắng cuối cùng. Từ góc độ của Trình Hiểu Bình thì nàng tất nhiên hy vọng lãnh đạo của mình sẽ thắng. Nàng vô tình mà biết được mối quan hệ giữa Nguyễn Trấn Nhạc và vợ là không tốt. Có lẽ giữa hai người bọn họ tồn tại tình huống hoặc là không làm, hay là làm cho xong. Là một người đàn ông lăn lộn ngang dọc trong quan trường, nếu như chút dục vọng bản thân không được phóng thích, sao có thể vui vẻ đầu nhập vào trong công tác. Vì vậy khi Nguyễn Trấn Nhạc đề xuất cho Trình Hiểu Bình chủ trì công tác Ủy ban Nhân dân thành phố, nàng có chút cảm kích Nguyễn Trấn Nhạc, đồng thời trong lòng cũng có tâm lý quái lạ, nàng hy vọng mình có thể là tình nhân trong bóng tối của Nguyễn Trấn Nhạc. Nàng cảm thấy nếu có mối quan hệ như vậy thì sẽ là một núi vàng dưới chân, nàng căn bản dễ dàng tiến lên, thậm chí là cấp bậc càng cao hơn. Chỉ là thân phận chủ tịch thành phố là quá quan trọng, quá cao quý, nếu như Trình Hiểu Bình muốn tiếp tục tiến lên trong quan trường, thế thì căn bản không nên tạo dựng nguy hiểm cho mình. Mối quan hệ tình nhân trong quan trường là một quả bom, hơn nữa sẽ nổ khi có bất kỳ tác động từ bên ngoài, động vào sẽ cực kỳ căng thẳng. Nếu như bom nổ, hậu quả là không dám tưởng tượng. Chủ tịch và bí thư là tình nhân của nhau, như vậy sẽ là chấn động thế nào với quan trường thành phố Đông Bộ. Dù là ai nghĩ đến cũng cảm thấy không rét mà run. Lúc này điều Trình Hiểu Bình có thể làm chính là cố gắng làm tốt công tác của mình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, để cho Nguyễn Trấn Nhạc thấy mình có năng lực. Chỉ như vậy thì nàng mới có thể xác lập được địa vị của mình trong ban ngành của Nguyễn Trấn Nhạc. Bí thư Nguyễn, tôi không làm tốt công tác, bây giờ tôi đang cố gắng đẩy mạnh và tăng cường kêu gọi đầu tư, sẽ cố gắng để sản lượng kinh tế nửa năm sau gấp đôi bây giờ. Trình Hiểu Bình châm trước ngôn từ rồi báo cáo với Nguyễn Trấn Nhạc. Nguyễn Trấn Nhạc chỉ ừ một tiếng rồi không nhắc đến chuyện này nữa. Trình Hiểu Bình cúp điện thoại mà đầu óc quay cuồng, tuy Nguyễn Trấn Nhạc chỉ nói vài câu, thế nhưng nàng biết Bí thư Nguyễn đang rất bất mãn với mình ở phương diện tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân khảo sát huyện Dương Phong quay về, hắn không về phòng làm việc của mình mà trực tiếp về nhà. Vừa đẩy cửa ra thì hắn chợt phát hiện bầu không khí trong nhà có gì đó là lạ. Trước kia khi về nhà thì Tiểu Bảo Nhi sẽ nhanh chóng lao vào lòng Vương Tử Quân, nhưng hôm nay Tiểu Bảo Nhi mặc một bộ quần áo màu xanh da trời giống như một chú búp bê dễ thương lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, sau đó không quan tâm mà tiếp tục xếp hình. Trên ghế salon phòng khách, Mạc Tiểu Bắc cũng nghiêm mặt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, cũng không bắt chuyện, đây là tình huống gì. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy rất khó hiểu, hắn chợt sinh ra một ý nghĩ, chẳng lẽ sự việc của mình đã bại lộ. Nhưng hắn là một nhân vật chính trị, trước khi chưa được nghiệm chứng, hắn tuyệt đối không bao giờ đầu hàng, không chủ động bán đứng chính mình. Tiểu Bảo, cho bố ôm một cái nào. Vương Tử Quân cởi giày rồi vẫy tay cười tủm tỉm nói với Tiểu Bảo Nhi. Tiểu Bảo Nhi nghe thấy tiếng gọi của Vương Tử Quân, thế là giống như nghe được lời triệu hoán, nó đẩy hết những miếng xếp hình bằng gỗ trong tay, duỗi hai bàn tay mập ra, khoảnh khắc sau đã khóc như mưa. Bố, mẹ ức hiếp con. Vương Tử Quân nghe được những lời này mà hoàn toàn yên tâm, thì ra không phải là vì mình, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ trong nhà mà thôi. Vương Tử Quân ôm con trai,
hắn vừa lau nước mắt vừa dùng giọng yêu thương nói. Con trai ngoan, bảo bối của bố, đừng khóc nữa, bố sẽ ra tay báo thù, chúng ta cho mẹ biết tay. Đồng chí Mạc Tiểu Bắc, nói xem có chuyện gì xảy ra, quân đội là con em của nhân dân, sao lại có thể ức hiếp bạn bè của mình được? Mạc Tiểu Bắc căn bản không có chút phản ứng với những lời nói đầy dí dỏm của Vương Tử Quân, nàng trừng mắt nhìn hắn, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Vương, anh tạm thời không nên lấy thịt đè người, đừng hỏi em có chuyện gì xảy ra, anh hỏi con trai bảo bối của mình ấy. Sau khi chung sống vài năm thì Vương Tử Quân căn bản hiểu rất rõ tính cách của Mạc Tiểu Bắc, tuy bề ngoài rất kiên cường nhưng thực tế thì tính tình không khác gì Tần Hồng Cẩm là bao. Tần Hồng Cẩm là người ngoài mềm trong cứng, nhưng Mạc Tiểu Bắc lại là ngoài cứng trong mềm, bây giờ Tiểu Bắc sao lại nổi giận với Tiểu Bảo Nhi rồi? Con trai, nói cho bố biết có chuyện gì xảy ra nào. Vương Tử Quân không tìm được đáp án từ vợ mình, thế là đành ôm con lên hỏi. Bố, con muốn đi nhà trẻ, thế nhưng mẹ không cho. Tiểu Bảo Nhi ngẩng đầu lên dùng giọng kiên quyết nói. Cái gì, đi nhà trẻ? Vương Tử Quân thật sự ngây cả người, hắn vốn cũng có kế hoạch chuẩn bị cho con mình đi nhà trẻ, nhưng phải đến khi Tiểu Bảo Nhi được 3 tuổi cái đã. Không ngờ đứa bé này mới 2 tuổi rưỡi đã có tâm tư hướng về phía trường học rồi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng dương nanh múa vuốt của Tiểu Bảo Nhi, thế là hắn chợt hiểu vì sao Mạc Tiểu Bắc nổi giận. Nếu nói ở phương diện thương con, tất nhiên chẳng ai bằng mẹ cả. Đừng thấy Mạc Tiểu Bắc là một người phụ nữ chú trọng sự nghiệp, thế nhưng sau khi sinh con thì biến chuyển rất lớn. Thử nghĩ mà xem, một người vốn cả ngày bỏ thời gian nghiên cứu khoa học, bây giờ lại đọc một quyển sách dạy nấu ăn cho trẻ con một cách say sưa, lại làm việc không biết mệt, không phải đó là hình tượng của một người vợ hiền sao? Mạc Tiểu Bắc không cho con trai chưa đến 3 tuổi đi nhà trẻ cũng là dễ hiểu mà thôi. Con trai, sao lại thích đi nhà trẻ như vậy? Vương Tử Quân nhìn ánh mắt bất mãn của Mạc Tiểu Bắc, hắn bắt đầu mở miệng khuyên con trai. Tiểu Linh Đang đã đi nhà trẻ, con đã nói với Tiểu Linh Đang, con muốn đến nhà trẻ cùng chơi đùa với bạn ấy. Tiểu Bảo Nhi tươi cười dùng giọng có chút ngây thơ nói. Tiểu Linh Đang chính là một đứa bé trong khu nhà thị ủy. Tiểu Na thường xuyên đưa Tiểu Bảo Nhi đến chơi đùa với Tiểu Linh Đang. Đứa bé kia lớn hơn Tiểu Bảo Nhi vài tháng, lại không ngờ có ảnh hưởng lớn đến Tiểu Bảo Nhi như vậy. Điều này nên nói thế nào? Vương Tử Quân thật sự xử lý thành thạo mọi việc, thế nhưng bây giờ đối mặt với sự kiên trì của Tiểu Bảo Nhi, hắn thật sự không biết phải làm sao. Hắn nhìn ánh mắt của con trai, sau đó chỉ có thể nói. Bảo bối, cái gì chứ? Đi đến nhà trẻ cũng không phải là bố có thể quyết định được, cũng không phải là mẹ có thể quyết định được, mà phải do giáo viên nhà trẻ quyết định. Tiểu Linh Đang sở dĩ được đi nhà trẻ vì lớn tuổi hơn con, lớn lên cũng cao hơn con, giáo viên nhà trẻ chỉ nhận những đứa bé hơn 3 tuổi. Vì vậy sau này nên nghe lời mẹ, ăn nhiều vào, tranh thủ thời gian để lớn hơn một chút, như vậy mới được. Vương Tử Quân kiên trì với một loạt lời nói dối, hắn chợt cảm thấy da đầu run lên. Hắn cảm thấy sau nên dạy cho Mạc Tiểu Bắc vài cách để dỗ con theo kiểu này mới được. Nghe nói vì mình nhỏ tuổi và nhỏ cơn nên không được đi nhà trẻ, vẻ mặt Tiểu Bảo Nhi có chút ảm đạm. Vương Tử Quân thấy thế thì rất đau lòng, thiếu chút nữa đã đồng ý cho con đi nhà trẻ. Bố, nhưng con đã nói với Tiểu Linh Đang rồi. Tiểu Bảo Nhi nhếch miệng lên xoa xoa hai bàn tay mập mạp, lại dùng giọng muốn khóc nói. Ngày mai nói với Tiểu Linh Đang một tiếng. Để cô bé đến nhà trẻ trước chờ con. Vậy thì được. Tiểu Bảo Nhi đồng ý không có mấy tình nguyện, sau đó chuẩn bị chạy ra khỏi ngực Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân chợt giữ lấy con trai nói. Bảo bối, vừa rồi làm cho mẹ không vui, bây giờ đến xin lỗi mẹ đi. Tiểu Bảo Nhi chợt ngẩng cao đầu có vẻ rất kiên định, nó vểnh miệng lên nói. Con không đi, vừa rồi là mẹ ức hiếp con. Con là đàn ông. Con phải dám làm dám chịu chứ. Dưới sự giáo dục của Vương Tử Quân, Tiểu Bảo Nhi cuối cùng cũng chạy vào lòng mẹ. Vương Tử Quân nhìn hai mẹ con đã trở lại như thường, thế là trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vương Tử Quân ăn cơm tối rồi đi vào phòng làm việc của mình, Mạc Tiểu Bắc vì thích yên tĩnh nên Vương Tử Quân trên cơ bản không dám bàn việc công tác ở nhà. Hắn công tác ở thành phố La Nam, rất nhiều người hiểu khi không có chuyện thì không nên đến nhà tìm bí thư Vương.
vì vậy mà Vương Tử Quân có được chút không gian yên tĩnh cho mình. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân đang xem sách phải đặt xuống. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó nở nụ cười nghe máy. Người gọi điện thoại đến chính là Lâm Trạch Viễn, ngoài ân cần thăm hỏi như thường thì Lâm Trạch Viễn nói cho Vương Tử Quân biết một việc, đó chính là phương án chọn bí thư thị ủy phát triển kinh tế tiến vào trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy đã được thông qua. Tuy Lâm Trạch Viễn không nói gì khác nhưng Vương Tử Quân hiểu thời gian cho mình ở sự kiện này là không còn nhiều. Phương án đã được quyết định thì sẽ tiến vào giai đoạn áp dụng, tối đa cũng chỉ là thời gian 2 tháng, mà mình có thể tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy hay không là thời gian 2 tháng này. Tuy Vương Tử Quân đã làm nhiều chuẩn bị cho sự kiện này, thế nhưng bây giờ sự việc bắt đầu, hắn vẫn cảm thấy có chút hưng phấn và bất an. Vương Tử Quân pha cho mình một ly trà, hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn nhìn những làn hơi nước bốc lên, thế là trong lòng tự định giá về mình. Vương Tử Quân nhận được tin tức từ Lâm Trạch Viễn, như vậy đối thủ của hắn là một Nguyễn Trấn Nhạc còn linh thông tin tức hơn đã biết điều này rồi. 2 tháng tới sẽ là một khoảng thời gian mà hắn và Nguyễn Trấn Nhạc thi triển thủ đoạn của mình, còn ai thắng ai bại thì rất nhanh sẽ có câu trả lời mà thôi. Vương Tử Quân tính toán kế hoạch của mình, hắn cầm điện thoại lên, một phút sau bên kia vang lên âm thanh của Trương Thiên Tâm. Tử Quân, tôi là Thiên Tâm, cậu có việc gì tìm tôi sao? Trương Thiên Tâm tuy nói không nhỏ nhưng nghe ra lại có chút cảm giác âm thanh hò hét, xem ra người này cũng không phải đang thành thật ở nhà. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng căn bản là không có tâm tư quan tâm đến cuộc sống riêng của Trương Thiên Tâm, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Bây giờ nói chuyện có được không? Âm thanh hò hét ồn ào chợt tan biến khi Vương Tử Quân vừa nói xong, bên trong vang đến âm thanh rõ ràng của Trương Thiên Tâm. Tử Quân, bây giờ tôi đang ở trong một gian phòng, có gì cậu cứ nói đi. Phần tài liệu ô nhiễm sông Lam Hà, cũng chỉ nên dùng đúng thời điểm mà thôi. Vương Tử Quân chợt cầm tài liệu trong tay lên, sau đó hạ thấp giọng nói. Trương Thiên Tâm rất để tâm đến sự kiện ô nhiễm Lam Hà, tuy Vương Tử Quân không nói rõ đó là vì cái gì, thậm chí tình huống còn chưa rõ ràng. Nhưng Vương Tử Quân 3 lần 7 lượt nhắc đến vụ này, điều này làm cho hắn cảm thấy nó không tầm thường, hình như có việc gì đó cần. Trương Thiên Tâm cố tình giúp đỡ Vương Tử Quân, hắn tìm xuống một tổ phóng viên xuôi dòng Lam Hà. Vừa đi vừa chụp hình và quay phim lấy tư liệu. Những ngày qua không mưa, tình hình ô nhiễm của sông Lam Hà cực kỳ nghiêm trọng, nước sông đặc quánh, mùi hôi thối khó chịu, thật sự giật mình. Tôi có mấy người bạn là phóng viên, không bằng ném thông tin này cho bọn họ. Trương Thiên Tâm cũng đã có chuẩn bị, vì vậy nghe lời nói của Vương Tử Quân thì trầm giọng đề nghị. Trước tiên không cần vội vã. Vương Tử Quân đã suy xét rất kỹ càng, hắn khẽ nói. Tôi nhớ tỉnh Thanh Hải có một học viện thủy lợi, cậu có thể ném cho bọn họ một câu gợi ý, để bọn họ tiến hành khảo sát dòng sông Lam Hải. Trương Thiên Tâm có chút hiểu rõ vấn đề, thế là không hỏi nhiều mà dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Anh Tử Quân cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt vụ này, tuyệt đối không có vấn đề. Sau khi nói vài câu chi tiết với Trương Thiên Tâm thì Vương Tử Quân cúp điện thoại. Vương Tử Quân ngồi xuống ghế. Lúc này trong đầu lóe lên hàng ngàn ý nghĩ. Hắn không phải là một người cổ hủ, hắn muốn mình là quân tử nhưng có một số việc tuyệt đối không nương tay. Chuyện liên quan đến Nhan Sĩ Tắc là đối phương ra tay với mình, nhưng sự kiện vừa qua không có chút sai lầm nào, điều này làm cho đối phương cảm thấy khó tấn công mà rút lui. Nhưng Vương Tử Quân sẽ không vì đối phương bỏ qua mà buông tha, vì vị trí thường ủy tỉnh ủy, không biết đối phương còn trò gì nữa. Giống như hai kiếm khách đánh nhau, khi hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau, tất nhiên trong lòng vừa kích động vừa hoảng sợ và có chút khoái cảm. Dù đối phương ra tay thế nào thì Vương Tử Quân vẫn phải chế địch, đồng thời lựa chọn tốt nhất là cũng phải vung kiếm chém đối phương, cho đối phương một kích chí mạng, đó là phương án tốt nhất để giải thoát cho mình. Chương 958, đầu tư hiệu quả và lợi ích cao. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này người gọi chính là Thạch Kiên Quân. Chủ tịch Thạch nói những lời không khác gì Lâm Trạch Viễn, nhưng Vương Tử Quân lại nghe từ trong lời nói của Thạch Kiên Quân có ý nghĩa của một đồng minh. Cảm ơn Chủ tịch Thạch, ngài yên tâm, trong lòng tôi biết rõ. Xuân qua hoa nở, thời tiết đang không ngừng nóng lên,
khi thời tiết thay đổi thì một bầu không khí khẩn trương bắt đầu xuất hiện ở diễn đàn chính trị của tỉnh Sơn Nam. Trên phương diện nhân sự trước nay căn bản là không có chút bí mật, hơn nữa những chuyện có liên quan đến vị trí thường ủy tỉnh ủy càng được không biết bao nhiêu người chú ý. Bí thư Vương, lúc này trước mắt anh có chuyện vui, có phải là nên mời khách không? Bí thư thị ủy Triệu Lô là Sở Cẩm Thu vừa đi vừa cười lớn rồi duỗi tay ra với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay với Sở Cẩm Thu rồi cười nói. Là chuyện tốt của mọi người, còn không biết là ai mời khách. Mặc dù trong tỉnh Sơn Nam mọi người đều biết tranh chấp lần này thuộc về Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng Vương Tử Quân tuyệt đối không tỏ ra tự đắc ở phương diện này. Dù sao thì trong quan trường có rất nhiều chuyện xấu, không đến giai đoạn cuối cùng thì không bao giờ dám nói ra những âm thanh không hài hòa, dù là ai cũng không dám nói ra những lời điên cuồng. Nhưng những điều băn khoăn của Vương Tử Quân căn bản là quá xa xôi với Sở Cẩm Thu, mặc dù Sở Cẩm Thu là bí thư thị ủy, thế nhưng với tình huống kinh tế trước mắt của thành phố Triệu Lô, đã sớm quyết định hắn căn bản không có đất diễn ở sân khấu lần này. Dù trong lòng có chút thất lạc nhưng ngồi dưới đài xem người ta biểu diễn với nhau trên sân khấu cũng là một chuyện rất thoải mái. Hơn nữa Sở Cẩm Thu là ủy viên tỉnh ủy, biết đâu khi đó lá phiếu trong tay hắn sẽ có tác dụng. Trong hai người Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, tất nhiên Sở Cẩm Thu sẽ giúp đỡ cho Vương Tử Quân. Dù sao thì mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân là không tệ, hơn nữa thành phố Triệu Lô lại có rất nhiều lợi ích từ thành phố La Nam. Hắn không thể đắc tội với Vương Tử Quân, cũng không muốn gây khó dễ cho mình. Này, Bí Thư Vương, anh cũng đừng giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo tôi. Chủ tịch Mao đã từng nói, quá khiêm tốn sẽ thành ra kiêu ngạo. Ngày hôm qua Cục Thống kê đã cho ra thông báo, anh cũng không phải không được nhìn thấy. Sở Cẩm Thu cùng Vương Tử Quân đi về phía phòng họp, sau đó lại cảm thán. Tuy chỉ là bắt đầu nhưng xu thế thay đổi Giang Sơn đã xuất hiện. Lúc này vị trí thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ thứ ba trong tỉnh căn bản đã là trong túi của thành phố La Nam. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ ràng về bản báo cáo này, bây giờ tổng sản lượng của thành phố La Nam đã vượt qua thành phố Đông Bộ, hoàn toàn xứng đáng cho vị trí thành phố phát triển kinh tế thứ ba trong tỉnh Sơn Nam. Tuy lúc này mới chỉ là tháng 4, thế nhưng những người hiểu rõ về thành phố La Nam và thành phố Đông Bộ đều biết rõ con số tăng trưởng và sản lượng giữa hai bên sẽ tăng mạnh. Căn bản không bao giờ thu hẹp. Vì bây giờ là hội nghị kinh tế toàn tỉnh, thế cho nên khi hai người đi về phía phòng họp thì gặp không ít người quen. Nếu nói về tuổi thì Sở Cẩm Thu lớn hơn Vương Tử Quân, hơn nữa còn quen thuộc và có mối liên hệ với nhiều người ở tỉnh Sơn Nam hơn nhiều. Nhưng nhìn trình tự những người kia tiến lên chào hỏi, Sở Cẩm Thu chợt cảm nhận được hương vị khác thường. Hắn và Vương Tử Quân vốn đều là bí thư thị ủy, quy tắc chào hỏi thường căn cứ theo tuổi lớn nhỏ. Nhưng lúc này đây mọi người hình như đều giống nhau. Chào Bí Thư Vương, Bí Thư Sở, hai vị đến khá sớm đấy. Khi Sở Cẩm Thu chuẩn bị mở miệng mắng, đúng lúc Bí Thư Thị ủy thành phố Thường Khánh là Lục Quảng Niên đi đến, hắn lớn tiếng chào hỏi hai người. Sở Cẩm Thu nhìn nụ cười trên mặt Lục Quảng Niên thế là trong lòng có chút ảm đạm, nhưng hắn vẫn tươi cười tiến lên nghênh đón, sau đó tiếp tục hàn huyên với Lục Quảng Niên. Địa vị biến đổi rồi. Tuy còn chưa bắt đầu nhưng trong quan trường đã có những người để lộ tâm tư của mình. Lúc này trong nước đang đặt phương diện phát triển kinh tế lên độ cao mới, tất nhiên tỉnh Sơn Nam cũng không dám phớt lờ. Trong hai năm qua hầu như từng quý đều phải có báo cáo và hội nghị xem xét phương diện phát triển kinh tế từng thành phố, tiến hành phân tích và khuyến khích. Bí thư Vương, mời ngài ngồi bên này. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng họp thì một tên cán bộ trẻ tuổi tiến lên đón chào. Hắn đưa Vương Tử Quân về phía một chiếc bàn ở vị trí chính giữa phòng họp. Tuy tuyến trên cũng không nói điều gì rõ ràng về vị trí của các vị lãnh đạo tuyến dưới, thế nhưng mỗi lần có hội nghị phát triển kinh tế thì các thành phố phát triển mạnh mẽ đều được sắp xếp ở những bàn chính giữa. Điều này làm cho đám người bên dưới hiểu rõ, những vị trí kia cũng không phải là dễ ngồi. Những người ngồi ở vị trí chính giữa tất nhiên là sảng khoái tinh thần. Những người được sắp xếp ở hai bên tất nhiên cũng sẽ cố gắng để có được vị trí như vậy. Trước kia vị trí của thành phố La Nam vẫn luôn là mở góc phía đông, nhưng khi kinh tế thành phố La Nam phát triển vượt bậc, vị trí của nó liên tục biến động. Trước kia những nhân viên công tác phải rất lâu mới thay đổi vị trí của lãnh đạo thành phố một lần, nhưng khi mà thành phố La Nam liên tục phát triển, đám nhân viên sắp xếp vị trí thường rất coi trọng thành phố La Nam.
chỉ sợ mình không chú ý sẽ rước lấy những phiền toái không cần thiết. Cuối năm trước thành phố La Nam được sắp xếp ngồi bên cạnh thành phố An Dịch, nhưng lúc này lại được đổi đến ở bên cạnh thành phố Đông Bộ. Thành phố La Nam và Đông Bộ là hai địa phương phát triển kinh tế mạnh mẽ, vị trí của hai thành phố cũng giống nhau, cắm rễ lên vị trí thứ nhất và thứ hai ở trung tâm. Nhưng thành phố Sơn Viên dù sao cũng là thành phố tỉnh thành, hơn nữa kinh tế cũng phát triển mạnh, vì vậy luôn ngồi ở vị trí cũ của mình. Thành phố An Dịch thì tụt một ghế so với Sơn Viên, tất nhiên cũng không thể nào thay đổi được. Những thành phố khác đều lấy trung tâm là các thành phố phát triển mà được sắp xếp ngồi ở hai bên. Lúc này bên trái của thành phố Sơn Viên chính là vị trí của La Nam, đại biểu cho thành phố La Nam là địa phương phát triển kinh tế thứ ba trong tỉnh Sơn Nam. Khi Vương Tử Quân đi về phía vị trí kia, Nguyễn Chấn Nhạc và quyền chủ tịch thành phố Đông Bộ là Trình Hiểu Bình vừa nói chuyện vừa sóng vai đi đến. Vì Trình Hiểu Bình chăm chú nói chuyện, thế cho nên khi đi đến vị trí cũ, chợt thấy Vương Tử Quân cũng đi về phía chiếc ghế kia. Vương Tử Quân đi về phía nào thì ai cũng hiểu, Nguyễn Chấn Nhạc phát hiện Vương Tử Quân và mình cùng đi về một phía, thế là chợt hiểu rõ vấn đề. Hắn nhìn gương mặt Vương Tử Quân, trong lòng chợt bùng lên cảm giác tức giận. Chào Bí thư Nguyễn. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn đối thủ của mình, hắn vươn tay chào hỏi Nguyễn Chấn Nhạc. Tuy hắn không thích Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng dù thế nào thì hắn vẫn phải giữ vững phong độ của mình. Nguyễn Chấn Nhạc cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng, hắn cũng cười vươn tay nói. Bí thư Vương, đã lâu không gặp, dạo này thế nào? Hai người ân cần mở miệng thăm hỏi lẫn nhau, khi hai bên chia tay. Vương Tử Quân tiếp tục đi về vị trí mới của thành phố La Nam, Nguyễn Chấn Nhạc cũng tiếp tục đi về vị trí mới của mình là ở bên cạnh thành phố An Dịch. Khi hai người trò chuyện với nhau thì bầu không khí phòng họp lắng ngắt như tờ, hầu như tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người hai vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này. Bọn họ đều biết rõ một vị trí thường ủy tỉnh ủy sẽ được chọn từ hai người này, tuy bọn họ đều cảm thấy không phục, thế nhưng bọn họ đều là những người thành tinh trong quan trường. Sẽ không làm cho đối phương nắm lấy thóp của mình, vì thế biểu hiện là cực kỳ hòa hợp êm ấm. Bí thư Tử Quân, thành phố La Nam lần này thật sự là một ngôi sao sáng trên bầu trời. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống, chủ tịch quan quả đống của thành phố Sơn Viên chợt cười nói. Vương Tử Quân có quan hệ bình thường với quan quả đống, lúc này nghe thấy quan quả đống chào hỏi thì cười nói. Chào chủ tịch quan. Muốn nói là ngôi sao sáng thì thành phố La Nam chúng tôi căn bản không thể nào vượt được ngài, nghe nói tỉnh Sơn Nam chúng ta đang tiến hành chỉnh hợp một vài xí nghiệp xe hơi, sẽ xây dựng thành phố Sơn Viên là trung tâm sản xuất xe hơi. Biết đâu 2 năm sau chúng ta sẽ ngồi xe hơi được sản xuất ở thành phố Sơn Viên để đi khắp 4 phương 8 hướng thì sao? Ha ha, sẽ có một ngày như vậy. Nụ cười trên mặt quan quả đống càng thêm đậm. Lời nói của Vương Tử Quân thật sự đúng tâm khảm của hắn. Hắn gần đây thật sự có lời đề nghị chỉnh hợp các công ty xe hơi với tỉnh ủy, nhưng lại bị Chủ tịch Thạch Kiên Quân sắp xếp vào một trong những phương diện quan trọng nhất trong năm nay. Hai người Vương Tử Quân và Quan Quả Đống trò chuyện với nhau, Quan Quả Đống chợt hạ thấp âm thanh xuống nói. Bí thư Vương, lần này tôi thấy anh thật sự là gặp dịp tốt, anh yên tâm, nếu có gì cần thì cứ mở miệng. Tôi không thể nào hoàn thành được chuyện lớn, thế nhưng phương diện phất cờ hò reo và trợ uy thì căn bản không là vấn đề. Quan quả đống nói làm cho Vương Tử Quân chợt sững sờ, nhưng khoảng thời gian sững sờ chỉ là phút chốc, ngắn đến mức hầu như là không đáng kể. Vương Tử Quân thầm hiểu đây là những lời lấy lòng của quan quả đống với mình, càng là một loại đầu tư. Trong quan trường có sự khác biệt về tình huống giúp đỡ nhau lúc khốn khó hoặc là trong lúc sung sướng. Dù đa số mọi người đều thích dệt hoa trên gấm, thế nhưng cao thủ thật sự thường nắm chắc thời cơ để cho ra những lời ủng hộ của mình. Quan quả đống rõ ràng là một cao thủ như vậy, hắn cảm thấy Vương Tử Quân là người có khả năng chiến thắng cao nên mới tiến hành đặt cược, hay là đều nịnh nọt cả hai bên, đặt cược cả hai bên. Tuy Vương Tử Quân hoài nghi về những suy nghĩ của quan quả đống, thế nhưng hắn vẫn thành thật nói những lời cảm tạ. Cảm ơn anh quan, nếu thật sự có ngày như vậy. Tôi nhất định sẽ không quên lòng tốt của anh. Vương Tử Quân bây giờ căn bản không thể nào nói không, nếu như hắn quá khiêm tốn, như vậy sẽ đắc tội với quan quả đống. Tuy quan quả đống không phải là bí thư thị ủy Sơn Viên, thế nhưng hắn là một chủ tịch tỉnh thành, hắn cũng là ủy viên tỉnh ủy.
nếu nói những lời không hay với quan quả đống, chỉ sợ sẽ mất đi lá phiếu của đối phương. Khi hai người mở miệng trò chuyện với nhau, các vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam bắt đầu tiến lên ngồi ở vị trí của mình. Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong và chủ tịch Thạch Kiên Quân cùng xuất hiện một lúc, tất nhiên đó là biểu hiện coi trọng hội nghị lần này. Hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam không phát biểu quá lâu, nhưng bọn họ lại có rất nhiều yêu cầu. Không những cho ra những lời khen ngợi với quá trình phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố La Nam, cũng tiến hành phê bình những thành phố tụt hậu về phía sau. Hội nghị phát triển kinh tế mất hơn nửa buổi sáng mới tan, Lý Quý Niên đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn kéo Vương Tử Quân đến một góc rồi nói. Bí thư Tử Quân, phía Sở Tài nguyên Môi trường của chúng tôi có một hạng mục, anh nên cho ra lời mời. Tuy tài chính không nhiều, thế nhưng nhiều giận vẫn có thịt, vẫn mạnh hơn không có rất nhiều. Lý Quý Niên đã mập hơn dĩ vãng khá nhiều, xem ra công tác ở đơn vị cấp tỉnh là khá thoải mái, tinh thần sáng láng, mặt mày hớn hở. Vương Tử Quân hiểu đây là hành động biểu hiện sự ủng hộ đối với mình, nó khác biệt với quan quả đống, hai người xem như là những kẻ cùng chung hoạn nạn. Hơn nữa Lý Quý Niên được thoải mái như lúc này chính là nhờ vào Vương Tử Quân vung tay tranh thủ, vì vậy Vương Tử Quân cũng không khách khí quá mức với Lý Quý Niên, hắn chỉ bắt chặt tay đối phương rồi khẽ gật đầu. Giữa hai người thân quen nếu nói những lời khách khí thì sẽ hóa thành xa lạ, hai bên không nói lời nào nhưng căn bản càng làm cho người ta cảm nhận được hương vị nồng nàn. Bí thư Vương, Chủ tịch Thạch mời ngài đến phòng làm việc một chuyến. Khi Lý Quý Niên mời Vương Tử Quân đi uống rượu, Thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nở nụ cười vui vẻ đi đến bên cạnh, hắn lên tiếng băng giọng điệu có vài phần nịnh nọt. Thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh không bằng thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng cũng là một tồn tại hiển hách trong số các vị cán bộ cấp giám đốc sở trong tỉnh. Nếu như người này vận tác tốt, muốn tiến lên vị trí phó chủ tịch tỉnh còn dễ dàng hơn cả các vị bí thư thị ủy bên dưới. Vị thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố này khách khí với Vương Tử Quân như vậy, không phải Vương Tử Quân là bí thư thị ủy thành phố La Nam, chính là vì nguyên nhân Vương Tử Quân là bí thư thị ủy sẽ sắp tiến lên làm một thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân hàn huyên hai câu với vị thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó cùng đối phương đi về phía phòng làm việc của Thạch Kiên Quân. Lý Quý Niên nhìn Vương Tử Quân rời đi, trong mắt lóe lên cái nhìn hâm mộ. Vị chủ nhiệm văn phòng biết rõ Lý Quý Niên sắp xếp tiệc rượu để chiêu đãi bí thư Vương Tử Quân, bây giờ Vương Tử Quân bị chủ tịch Thạch mời đi, chợt nhớ đến việc này và hỏi Lý Quý Niên. Giám đốc Lý, có cần trả phòng khách sạn không? Theo những gì mà chủ nhiệm văn phòng biết về Lý Quý Niên, sự kiện mời rượu lần này sẽ nhất định phải hủy bỏ. Chương 959, nếu muốn giàu có thì điều động cán bộ, chỉ nghiên cứu là không đủ. Lý Quý Niên thấy chủ nhiệm văn phòng hỏi như vậy thì thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, hắn không nói gì mà mở cửa xe tiến vào. Sau đó hắn hạ kiếng xe xuống rồi thò đầu ra, sau đó dùng giọng mất hứng nói. Một bữa cơm không ăn thì chết người sao? Chỉ có chút thời gian mà không chờ được à? Những gì anh nên làm chính là thực hiện tốt chức trách công tác của mình. Bí thư Vương có quan hệ gì với tôi? Sao anh biết anh ấy không đến? Tôi nói cho mà biết. Dù là chờ 3 giờ cũng phải chờ. Lý Quý Niên giận tím mặt lên tiếng làm cho chủ nhiệm văn phòng chợt sững sờ, hắn chợt nghĩ đến tình huống lãnh đạo của mình bị lạnh nhạt, mà mình lại được nhìn thấy. Những chuyện tương tự như vậy sao hắn có thể truy vấn được? Thế nên hắn tranh thủ lên tiếng và chuẩn bị tranh thủ thời gian rời đi. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Thạch Kiên Quân, chủ tịch tỉnh đang xem văn kiện. Khi thấy Vương Tử Quân tiến vào, hắn chợt khoát tay áo nói. Cậu ngồi xuống trước đi, tôi xem xong cái đã. Thư ký đến rót trà cho Vương Tử Quân và đi ra ngoài, Thạch Kiên Quân nhanh chóng cầm bút ký vài chữ lên văn kiện, sau đó mới đặt văn kiện xuống mặt bàn. Tử Quân, thế nào rồi? Thạch Kiên Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng không đầu không đuôi hỏi. Vương Tử Quân biết rõ Thạch Kiên Quân hỏi như vậy là có ý gì, hắn cười nói. Cá nhân tôi tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, nhưng thành công hay không thì còn phải nhờ vào sự quan tâm của lãnh đạo. Thạch Kiên Quân cười khổ một tiếng nói. Tử Quân, vì chuyện này mà điện thoại của tôi muốn nổ tung, lúc này người thân và bạn bè như nhảy từ đâu ra, làm cho tôi thật sự cảm thấy náo động.
Thạch Kiên Quân dù nói rất khoa trương nhưng đó là sự thật. Vương Tử Quân biết được nhiều tin tức từ Mạc Tiểu Bắc, Thạch Kiên Quân có nhiều bạn bè và người thân ở thủ đô, tất nhiên những người kia phần lớn là giúp đỡ cho Nguyễn Chấn Nhạc. Vương Tử Quân cười cười vừa định nói chuyện thì nghe thấy Thạch Kiên Quân lên tiếng. Chỗ này của tôi thì cậu cứ yên tâm, bây giờ còn chưa đến thời điểm mấu chốt, quan trọng là phải xem vào chính bản thân cậu. Vương Tử Quân hiểu câu nói căn cứ vào chính bản thân mình có ý nghĩa như thế nào, hắn cười cười với Thạch Kiên Quân rồi nói. Chủ tịch Thạch cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng. Sau khi nghe lời nói có mang theo vài phần nịnh nọt của Vương Tử Quân, Thạch Kiên Quân cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Có thể làm cho Vương Tử Quân nói ra những lời nịnh nọt như vậy là căn bản không dễ dàng chút nào, vì người này có cá tính mạnh mẽ, không dễ dàng thu phục. Nhưng Vương Tử Quân là kẻ thông minh và cực kỳ xảo trá, có một đồng bọn như vậy cùng hợp tác là thật sự không tệ. Thạch Kiên Quân lấy ra một điếu thuốc ném cho Vương Tử Quân, sau đó hắn cười nói. Lúc này tuyến trên đã bắt đầu phương án trưng cầu ý kiến, bình thường thì qua 2 tuần thì sẽ có phương án đưa xuống. Chúng ta dù chỉ là bản thảo của sự kiện trưng cầu ý kiến, thế nhưng có một điều dễ xác định, chính là sẽ dùng kinh tế để xem xét. Điều này thì thành phố La Nam làm rất tốt. Vương Tử Quân lấy bật lửa châm thuốc cho Thạch Kiên Quân, sau đó hắn cười nói. Cảm ơn lãnh đạo khích lệ, có những lời này của ngài thì tôi cũng bớt lo lắng hơn. Tiểu tử cậu cũng đừng đắc ý quá sớm, trong chuyện này thật sự có quá nhiều vấn đề, mặc kệ là xảy ra vấn đề gì, như vậy sẽ không ai giúp được cậu cả. Vẻ mặt Thạch Kiên Quân trở nên nghiêm túc thêm vài phần. Bây giờ điều quan trọng nhất với thành phố La Nam chính là sự ổn định. Vương Tử Quân cực kỳ đồng ý với những lời của Thạch Kiên Quân, ổn định là đệ nhất, thật ra không phải là không đúng. Đặc biệt là vào thời điểm mà hai bên đang tranh chấp vị trí thường ủy tỉnh ủy, căn bản là không thể nào để xuất hiện vấn đề. Chủ tịch Thạch, tôi hiểu rồi. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc rồi nói tiếp. Nhưng tôi cảm thấy cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có vài người thật sự không muốn tôi được yên ổn. Vương Tử Quân nói gì thì Thạch Kiên Quân hiểu rõ ràng, hắn cười cười nói với Vương Tử Quân. Người ta muốn làm sao thì đó là chuyện của người ta, nhưng ở phương diện của cậu thì phải giữ được thế ổn định đại cục. Đồng thời những ngày qua bên phía ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã có điều chỉnh nhân sự, cậu nhìn qua xem thế nào. Thứ Thạch Kiên Quân đưa sang chỉ là danh sách điều động vài vị trí trong ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Bên trên không có mấy người, trong đó có Triệu Quân Dũng. Vị chủ nhiệm Triệu này vẫn là chủ nhiệm, thế nhưng là chủ nhiệm một phòng trong Sở Nông nghiệp tỉnh Sơn Nam. Từ vị trí quyền cao chức trọng trong Ủy ban Kỷ luật tiến vào Sở Nông nghiệp làm một vị chủ nhiệm phòng ban, tuy cấp bậc không đổi, thế nhưng ý nghĩa của nó là như thế nào thì ai cũng hiểu được. Vương Tử Quân nhìn phần danh sách điều động mà cười nói với Thạch Kiên Quân. Cảm ơn Chủ tịch Thạch. Điều này không cần cảm ơn tôi. Đây chỉ là một phương diện điều động cán bộ bình thường mà thôi. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh, com. Thạch Kiên Quân khoát tay áo dùng giọng thản nhiên nói. Sau khi hàn huyên thêm 2 câu với Thạch Kiên Quân, đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó thư ký đi vào báo cáo. Chủ tịch Thạch, đoàn đại biểu châu Âu đã đi đến rồi. Thạch Kiên Quân nhìn thời gian rồi đứng lên nói. Tử Quân, định mời cậu dùng cơm, thế nhưng thời gian thật sự quá gấp. Tôi căn bản không thể nào quyết định được, thế nên cậu tự mình giải quyết đi. Thư ký và Thạch Kiên Quân có quan hệ khá tốt, sau khi nghe Thạch Kiên Quân nói lời vui đùa với Vương Tử Quân, hắn lập tức có tâm tư với vị bí thư thị ủy này. Hắn đã rất quen thuộc phong cách của chủ tịch tỉnh, biết rõ chủ tịch thường hay nói đùa với những người mà mình tán thưởng và xem trọng. Khi nào lãnh đạo rảnh thì tôi sẽ đến nhà tặng táo. Vương Tử Quân đi theo Thạch Kiên Quân ra ngoài. Sau đó cười tủm tỉm nói. Tặng cái gì cũng được, thế nhưng đừng tặng táo nữa. Vừa nghe con bé Tiểu Ngư trong nhà gặm táo thì dạ dày tôi đã cồn cào lên rồi. Thạch Kiên Quân nói làm cho người ta không khỏi cười lên ha hả. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Thạch Kiên Quân rời đi mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Dù Thạch Kiên Quân nói không ít, thế nhưng thực tế chỉ biểu hiện một ý nghĩ, đó là muốn làm cho hắn hiểu. Chủ tịch tỉnh đang ủng hộ mình ở phương diện này. Dù kết quả là như thế nào thì đó cũng là một phần nhân tình mà Thạch Kiên Quân ném cho Vương Tử Quân, sau này Vương Tử Quân tiếp tục công tác và phải báo đáp lại. Tút tút tút,
Tiếng chuông điện thoại làm Vương Tử Quân bừng tỉnh khỏi tình huống trầm ngâm, hắn cầm lấy điện thoại nhìn vào dãy số gọi đến, sau đó cười nói. Giám đốc Quý Niên, anh có phải là có thiên lý nhãn hay không? Tôi vừa đi ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Thạch thì anh đã gọi điện thoại đến rồi. Ha ha, Bí thư đại nhân, tôi cũng không phải có thiên lý nhãn, thế nhưng tôi có một người quen công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi nhờ anh ấy chú ý đến anh. Tôi vất vả lắm mới có được cơ hội, thế cho nên cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Lý Quý Niên cười lớn trong điện thoại, sau đó dùng giọng khẩn thiết nói. Này Bí thư Vương, lần này anh cũng không thể để tôi phải chờ mãi được, anh không thể nào chạy thoát khỏi bữa cơm lần này đâu. Vương Tử Quân là một người chạm tay có thể phỏng, hắn cảm thấy đi uống rượu với người khác là một tình huống chịu tội, nhưng với Lý Quý Niên thì căn bản là không thể từ chối được, hắn cười sảng khoái đồng ý. Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng tôi phải nói trước, tử lượng tôi rất kém, mong anh cũng không nên tiếp tục rót rượu nhiều như lần trước. Nghe Vương Tử Quân nói về tình huống uống rượu trước đó thì Lý Quý Niên ở bên kia chợt nở nụ cười. Lần trước hắn cùng Vương Tử Quân uống rượu là vì xuống La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác, khi đó Vương Tử Quân mang theo toàn thể ban ngành tiếp đón lão chủ tịch của thành phố La Nam. Lý Quý Niên cực kỳ kích động, thật sự sinh ra cảm giác áo gấm về làng, thế nên uống một lượt 6 ly với Vương Tử Quân. 6 ly rượu xếp thành hàng, lại được uống cạn từng ly, không thừa dù chỉ là một giọt. Tuy Vương Tử Quân khi đó thật sự cảm thấy rất choáng váng, thế nhưng vì nể mặt Lý Quý Niên thì hắn vẫn uống cạn. Nhưng kết quả sau 6 ly rượu là Vương Tử Quân ngày hôm sau căn bản đi làm trong trạng thái khá hỗn loạn. Điều đó là đương nhiên, vẫn theo quy củ cũ, tôi là người kính rượu lãnh đạo. Lý Quý Niên nghe Vương Tử Quân nhắc đến sự kiện lần trước thì hào hứng hơn hẳn, dù hắn thật sự mang lòng cảm kích với Bí thư Vương Tử Quân, thế nhưng vẫn phải biểu hiện mình là một người thủ hạ mà thôi. Lần trước uống rượu với Vương Tử Quân thì Lý Quý Niên lấy lại được chút lòng tin của mình. Đừng nói những phương diện khác mình thua kém Vương Tử Quân, thế nhưng tối thiểu thì trên phương diện tử lượng thì mình vẫn toàn thắng. Sau khi nói chuyện hai câu với Lý Quý Niên, Vương Tử Quân cất bước ra khỏi khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hắn còn chưa rời khỏi nơi này thì một tên cán bộ trẻ nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn nói. Xin hỏi ngài có phải là Bí thư Vương không? Vương Tử Quân có chút cảm giác lạ lẫm với viên cán bộ trẻ tuổi này, thế nhưng hắn vẫn cười nói. Tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí thư Vương, tôi là tiểu tả của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vừa rồi Chủ tịch Trương nói nếu ngài không có chuyện gì quan trọng thì mời đến phòng làm việc của Chủ tịch một chuyến. Trương Đông Viễn triệu kiến, Vương Tử Quân đừng nói là bây giờ không có chuyện gì, dù là có cũng phải chạy đến. Tiểu tả. Bây giờ cậu công tác ở bên cạnh Chủ tịch Trương sao? Vương Tử Quân đưa mắt đánh giá tiểu tả rồi khẽ nói. Tiểu tả tuy tự xưng là tiểu tả nhưng hắn đi cùng một chỗ với Vương Tử Quân thì giống như hai người bạn cùng trang lứa. Lúc bắt đầu thì tiểu tả còn nói chuyện có chút tùy ý với Vương Tử Quân, nhưng hắn cảm nhận được áp lực từ trên người Vương Tử Quân, tiểu tả chợt cảm thấy đối phương gây ra cảm giác cho mình giống hệt như Chủ tịch Trương Đông Viễn. Tiểu tả rót trà cho Vương Tử Quân rồi rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Trương Đông Viễn, lúc này hắn thật sự sinh ra cảm giác chăm nghe không bằng mắt thấy. Vương Tử Quân nhìn qua thật sự không khác biệt với mình bao nhiêu, thế nhưng đứng cùng với người này thì thật sự sinh ra áp lực khá lớn, không biết đến khi nào hắn mới làm cho người ta sinh ra cảm giác không giận mà uy giống như Vương Tử Quân chứ nhỉ. Vương Tử Quân tất nhiên không biết những suy nghĩ của tiểu tả, hắn dù không tăng được vài phần hiểu biết về tiểu tả. Thế nhưng với quan hệ với Trương Đông Viễn, hắn thật sự không quá cố kỵ đối phương. Tử Quân, ông nội của cậu vẫn khỏe đấy chứ? Trương Đông Viễn chờ Vương Tử Quân ngồi xuống rồi hỏi tình hình sức khỏe của Vương lão gia tử. Vương Tử Quân rất cung kính trả lời câu hỏi thăm ân cần của Trương Đông Viễn. Sức khỏe của ông cũng không tệ, bây giờ còn có thể cố gắng làm được vài việc trong vườn. Vài ngày trước cháu về nhà, ông còn đang trồng đậu phộng. Nói là chờ Tiểu Bảo Nhi quay về sẽ luộc ăn. Trương Đông Viễn cười ha hả nói. Vậy thì tốt rồi, nói thật nhé, bố tôi rất hâm mộ Vương lão gia tử, ông cụ đang ngày nhớ đêm mong, muốn thiên tâm có cháu cho ông được thỏa lòng mong nhớ. Vương Tử Quân cười cười, hắn hàn huyên vài câu với Trương Đông Viễn, hắn biết rõ lần này Trương Đông Viễn tìm mình là chuyện tiến vào làm thường ủy tỉnh ủy.
Quả nhiên sau khi nói chuyện vài câu thì Trương Đông Viễn thay đổi chủ đề. Cậu có chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện tiến vào thường ủy tỉnh ủy lần này chưa? Đã chuẩn bị sẵn sàng. Vương Tử Quân nhìn Trương Đông Viễn rồi trầm giọng nói. Lần này Trương Đông Viễn gọi Vương Tử Quân đến, tất nhiên định dặn dò vài câu. Nhưng lúc này lão nhìn thấy bộ dạng cực kỳ tự tin của Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt sinh ra cảm giác vẽ rắn thêm chân. Vương Tử Quân trước mặt tuy vẫn làm cho Trương Đông Viễn sinh ra cảm giác trẻ trung năng nổ, thế nhưng với chức vụ và địa vị hiện tại cộng với kinh nghiệm công tác trước nay, còn với tâm kế của Vương Tử Quân, nào không hiểu những lời dặn dò của mình. À, cậu cứ cố gắng thể hiện, tôi sẽ giúp đỡ cậu. Vương Tử Quân đã làm tốt công tác nghe Trương Đông Viễn mở miệng chỉ bảo, không ngờ Trương Đông Viễn chỉ là nói một câu như vậy. Hắn nhìn Trương Đông Viễn rồi trầm giọng nói. Chú Trương, cháu sẽ không làm cho ngài thất vọng. Còn chưa chờ Vương Tử Quân ra khỏi phòng làm việc của Trương Đông Viễn, chuông điện thoại của hắn đã vang lên. Vương Tử Quân nhìn dãy số gọi đến, hắn vội vàng nghe máy. Bí thư Vương, anh ở đâu vậy? Có cần tôi đến đón anh không? Lý Quý Niên ở đầu dây bên kia chợt trầm giọng hỏi. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, chợt cảm thấy đã hơn nửa giờ trôi qua, hèn gì Lý Quý Niên đã nóng lòng như vậy. Hắn vừa đi ra ngoài vừa nói với Lý Quý Niên. Giám đốc Lý, vừa rồi tôi tạm thời có chuyện, bây giờ tôi sẽ sang ngay. Lý Quý Niên nghe xong lời đảm bảo của Vương Tử Quân, thế là cúp điện thoại. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi, sau đó đi xuống lầu. Tử Quân, anh tới đây một chút. Khi Vương Tử Quân đi về phía xe của mình, đúng lúc thấy Đường Cảnh Ung vẫy vẫy tay. Chương 960, Tam Cường cùng tồn tại, một phía độc đại. Đường Cảnh Ung mời đến thì Vương Tử Quân không thể không qua, hắn tiến lên hai bước bắt tay Đường Cảnh Ung, lại dùng giọng cung kính nói. Bí thư Đường, ngài có gì cần phân phó sao? Đi, đến phòng làm việc của tôi nói chuyện. Đường Cảnh Ung tiến lên bắt tay Vương Tử Quân, sau đó cất bước đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân đi theo Đường Cảnh Ung lên lầu, sau đó thầm nghĩ. Anh Lý, lần này chỉ sợ anh sẽ phải chờ thêm một lúc lâu nữa. Hào Nhất Phong cầm lấy một điếu thuốc đứng trên ban công liên tục hít khói nhà xương, nhưng lúc này ánh mắt lại không dừng ở bồn hoa trên lan can. Hào Nhất Phong nhìn xuống bên dưới thông qua cánh cửa kính, dễ dàng thấy Đường Cảnh Ung và Vương Tử Quân một trước một sau đi vào khu văn phòng thường ủy. Phòng làm việc của Đường Cảnh Ung ở lầu 2, có lẽ bọn họ đang đi lên lầu 2. Tuy Hào Nhất Phong không phải là người có thuận phong nhĩ tai nghe được mọi thứ trong thiên hạ thế nhưng cũng biết hai người Đường Cảnh Ung sẽ nói với nhau về vấn đề gì. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam. Thực tế lão là người càng thêm chú ý đến sự kiện bí thư thị ủy phát triển kinh tế tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy. Lần này nhìn vào phương diện một vị bí thư thị ủy tiến vào ban ngành thường ủy, nhìn từ phương diện nhỏ tỉnh ủy thì tỉnh Sơn Nam chỉ có một phần danh sách mà thôi, nhưng nhìn xa trông rộng thì đó là một cơn chấn động quan trường tỉnh Sơn Nam, nó sẽ làm cho xuất hiện một tình huống lật bài cực kỳ khủng khiếp. Tình huống ở tỉnh Sơn Nam đã thay đổi từ xu thế một mình nắm tất cả của Hào Nhất Phong thành ba người tranh chấp lẫn nhau, tuy Hào Nhất Phong vẫn là người mạnh nhất, thế nhưng cục diện này xuất hiện làm cho lão căn bản là không thỏa mãn. Mặc dù xuất hiện cục diện như vậy, thế nhưng trưởng Ban Dương vẫn không chỉ trích lão, mặt khác còn mở lời an ủi một phen. Thế nhưng nhìn từ cục diện hiện tại, xét từ góc độ bản thân hắn, cục diện trở nên mất khống chế như hôm nay thật sự là một điều cực kỳ khó thể tha thứ. Phải tìm cách khôi phục lại trạng thái một mình nắm quyền trước khi rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Đây là ý nghĩ của Hào Nhất Phong, cũng là mục tiêu mà lão đang cố gắng thúc đẩy. Nhắc đến sự kiện bí thư thị ủy tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy, lão thật sự không muốn cho Nguyễn Chấn Nhạc tiến vào, cũng không muốn cho Vương Tử Quân thành công, vì thuộc hạ của lão có nhiều người là bí thư thị ủy, những người này căn bản đều có năng lực, chí ít thì đám người này làm cho lão cảm thấy thoải mái hơn hai tên kia. Có một câu nói thế này, có đức có tài là quân tử, có đức không tài là chính nhân, có tài vô đức là tiểu nhân, không đức không tài là thường nhân. Chỉ cần nhìn vào đại cục phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam, dù là Nguyễn Chấn Nhạc hay Vương Tử Quân thì đều cũng có thể giành phần thắng, cũng đều có lợi cho sự phát triển của tỉnh Sơn Nam. Vấn đề là tất cả những người có năng lực đều là hạng khinh thường, dù đối phương có tài nhưng căn bản không nằm trong tầm khống chế của Hào Nhất Phong.
không thể biến thành con bò kéo xe trung thành với mình, nếu đối phương tiến lên chẳng phải đang có một phần tử đi ngược với ý mình sao? Nhìn từ góc độ này thì bất kỳ vị bí thư thị ủy nào khác tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy cũng sẽ tốt hơn hai tên kia, nhưng ý nghĩ của Hào Nhất Phong căn bản không thể nào áp dụng được. Dù sao thì xu thế của hai người kia đã hình thành, cũng không phải là một tồn tại như Hào Nhất Phong có thể cản được. Cũng không phải là không có cơ hội. Hào Nhất Phong nhìn hai người Đường Cảnh Ung và Vương Tử Quân đi vào trong khu thường ủy tỉnh ủy rồi lẩm bẩm. Cơ hội này ở đâu thì Hào Nhất Phong hiểu rất rõ, thế cho nên điều lão cần làm lúc này là chờ đợi cho đối phương xuất hiện vấn đề. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Hào Nhất Phong thu ánh mắt lại rồi dùng giọng nhàn nhạt nói mời vào. Bí thư Nhất Phong, ngài thật sự rất lịch sự tao nhã. Quan Vĩnh Hạ đẩy cửa đi đến bên cạnh Hào Nhất Phong, khi thấy chậu hoa đã hé nụ, hắn cười ha hả nói với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nhìn nụ cười của Quan Vĩnh Hạ, thế là cười nói. Nhàn rỗi đúng là nhàn rỗi, còn không bằng hoạt động tay chân một chút. Hào Nhất Phong nói rồi đặt cái xẻng nhỏ xuống, sau đó đi về phía ghế của mình. Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống đối diện với Hào Nhất Phong, sau đó đơn giản báo vài hạng mục công tác, khẽ nói. Vừa rồi tôi thấy Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng chủ tịch Thạch. Ừ, Hào Nhất Phong hiểu Quan Vĩnh Hạ nói như vậy với mình có ý nghĩa là gì, nhưng lão chỉ ừ một tiếng từ chối cho ý kiến mà thôi. Quan Vĩnh Hạ một mực quan sát phản ứng của Hào Nhất Phong, khi thấy Hào Nhất Phong có biểu hiện như vậy thì ngược lại càng thêm yên tâm. Trong mắt hắn thì Hào Nhất Phong không là một người đơn giản chịu thua, lại càng không phải là một người có thể dễ dàng thỏa hiệp. Tuy bây giờ sự kiện cho các vị bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong ban ngành tỉnh ủy đã được quyết định, nhưng hắn tin trong lòng Hào Nhất Phong nhất định sẽ không tuyệt đối bình tĩnh như những biểu hiện ra bên ngoài. Hào Nhất Phong nhất định có ý nghĩ của mình ở sự kiện lần này. Chẳng qua ý nghĩ này phải chờ sau khi Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc khai chiến với nhau. Tuy Quan Vĩnh Hạ không biết hai người kia sẽ sử dụng thủ đoạn gì, thế nhưng hắn là người chìm nổi quan trường lâu năm. Hắn biết người ta khi tiến vào giai đoạn được đề bạt chính là thời điểm yếu đuối nhất. Vì vào thời điểm này thì những kẻ địch đang ẩn nấp sẽ tiến ra tiến hành tấn công anh, bọn họ hy vọng sẽ phá hoại tình huống anh có thể tiến lên. Bí thư Hào, vừa rồi đồng chí Lý Hợp Tuấn của thành phố Trường Đồng gọi điện thoại đến, hy vọng có thể mời ngài dùng cơm. Sau khi nói vài câu đơn giản, Quan Vĩnh Hạ chợt thay đổi chủ đề. Lý Hợp Tuấn có quan hệ cá nhân rất tốt với Quan Vĩnh Hạ. Hào Nhất Phong biết rõ Lý Hợp Tuấn làm bí thư thị ủy đã được 6 năm, bây giờ thông qua Quan Vĩnh Hạ mời mình dùng cơm là có ý nghĩa gì? Được rồi. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi gật đầu đồng ý. Tuy Quan Vĩnh Hạ có biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng thực tế thì hắn cảm thấy cực kỳ không yên. Hào Nhất Phong đồng ý làm cho hắn giống như được dùng thuốc an thần, điều này nói rõ Lý Hợp Tuấn vẫn rất có hy vọng, dù hy vọng này thật sự khá xa vời. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc, Hào Nhất Phong nhanh chóng thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại màu đỏ bí mật của mình. Chào trưởng Ban Dương, tôi là Nhất Phong. Sau khi nghe âm thanh ở đầu dây bên kia thì Hào Nhất Phong chợt nghiêm mặt nói. Quan Vĩnh Hạ nghe được ba chữ trưởng Ban Dương thì lập tức hiểu là ai gọi điện thoại đến cho bí thư Hào Nhất Phong. Lúc này tuy hắn rất muốn biết bí thư Hào Nhất Phong nói gì với trưởng Ban Dương Độ Lục. Nhưng hắn cũng biết đây là thời điểm mình nên rời đi. Hào Nhất Phong nhìn hình bóng Quan Vĩnh Hạ rời khỏi phòng làm việc của mình, thế là khoát tay cho Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống chờ. Vâng, trưởng Ban Dương, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ làm tốt chuyện lần này. Sau vài phút Hào Nhất Phong trò chuyện với Dương Độ Lục, Quan Vĩnh Hạ nghe thấy Hào Nhất Phong liên tiếp nhắc đến sự kiện kia. Thế là hắn chợt có nhiều ý nghĩ. Cũng có mối liên hệ giữa sự việc kia với phương diện bí thư thị ủy tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy. Trưởng Ban Dương có ý gì? Đầu óc Quan Vĩnh Hạ thật sự suy nghĩ rất nhiều. Thật ra trước khi Dương Độ Lục gọi điện thoại thì hắn đã thầm suy đoán ý nghĩ của lãnh đạo. Lúc này trưởng Ban Dương gọi điện thoại đến, rõ ràng chứng tỏ sự coi trọng của trưởng Ban Dương với sự kiện này. Bí thư Hào, có cần gọi điện thoại cho anh Lý không? Để cho anh ấy không cần chờ chúng ta. Quan Vĩnh Hạ thầm suy đoán ý nghĩ của trưởng Ban Dương Độ Lục, sau đó hắn khẽ mở miệng thử thăm dò Hào Nhất Phong. Không cần, bây giờ chúng ta đi qua. Hào Nhất Phong đứng lên khỏi ghế,
lão khoát tay cực kỳ phong độ với Quan Vĩnh Hạ, sau đó cất bước đi ra khỏi phòng làm việc. Hào Nhất Phong không từ chối lời mời lần này, xem ra sự kiện đối với anh Lý đã làm cho bí thư động lòng. Vì đã uống hết rượu phạt nên Vương Tử Quân thật sự cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, sau khi nói lời từ biệt với Lý Quý Niên, hắn ngồi trên chiếc xe của mình chạy như bay về phía thành phố La Nam. Bình thường khi say rượu thì Vương Tử Quân thích ngủ một giấc, nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà xe chạy như bay, thế nhưng hắn lại căn bản không cảm thấy có chút cảm giác buồn ngủ. Hội nghị xúc tiến kinh tế lần này thật sự là một bậc thang to lớn của thành phố La Nam, dù sao thì ở phương diện tổng sản lượng thì thành phố La Nam vẫn ở hạng 3. Tuy chỉ có chênh lệch 1 tỷ so với thành phố Đông Bộ, thế nhưng điều này đã thật sự xác định địa vị cao hơn mạnh hơn của La Nam ở phương diện phát triển kinh tế. Một tháng sau thì một vị bí thư thị ủy sẽ tiến vào trong ban ngành thường ủy, thời gian cho Vương Tử Quân đã không còn nhiều. Có câu nói dù đi được 90 vẫn còn chưa thể thắng lợi là 100, vào bước cuối cùng phải làm sao cho thật sự cẩn thận. Là thời điểm thúc đẩy bước tiếp theo rồi. Khi Vương Tử Quân đang suy tư, Khương Long Cương ngồi bên cạnh ghế tài xế lấy điện thoại ra, hắn nghe nói hai câu, sau đó báo cáo với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vừa rồi Bí thư Trúc gọi điện thoại đến muốn mời ngài đến thành phố Tam Hồ dùng cơm. Khương Long Cương nói đến Bí thư Trúc, tất nhiên là Trúc Phù Bình đang là Bí thư thị ủy Tam Hồ. Trước đó hai người đã gặp mặt nhau, thế nhưng thời gian này Vương Tử Quân rất bận rộn, cũng không có quá nhiều lời để nói. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Vậy thì chúng ta cũng đừng phụ lòng tốt của Bí thư Trúc, chúng ta đến nếm món cá ở thành phố Tam Hồ. Lý Đức Trụ đồng ý một tiếng, sau đó tiếp tục chạy nhanh hơn, 10 phút sau đã đến giao lộ ở đường cao tốc. Bí thư Vương, phía trước hình như là xe của Bí thư Trúc. Khương Long Cương luôn nhìn về phía trước, khi hắn phát hiện có xe đậu ở chỗ này, thế là trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Trúc Phù Bình đến đây đón tiếp mình. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó chợt hiểu ý của Trúc Phù Bình. Bí thư thị ủy đến giao lộ nghênh đón, thường thì đó phải là đãi ngộ của lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy hoặc ủy ban nhân dân tỉnh. Bây giờ Trúc Phù Bình ra nghênh đón Vương Tử Quân giống như vậy, rõ ràng muốn biểu đạt sự tôn trọng cao độ với mình. Xe chậm rãi dừng lại không xa trước mặt Trúc Phù Bình, Vương Tử Quân xuống xe, Trúc Phù Bình đã sớm chờ sẵn cũng không bỏ qua cơ hội mà nhanh chóng tiến lên đón chào. Bí thư Vương, Trúc Phù Bình duỗi hai tay bắt tay Vương Tử Quân, sau đó cười nói. Hôm nay có 10 cân cá hoang, vừa đúng lúc mời ngài đến dùng thử. Tuy Trúc Phù Bình bây giờ là bí thư thị ủy cùng cấp với Vương Tử Quân, thế nhưng lại biểu hiện giống như khi vẫn còn công tác ở thành phố Đông Bộ. Hắn biết rõ thời gian qua mình có thể nhảy được 3 cấp, tất cả là nhờ sự thúc đẩy của bí thư Vương. Cũng là bí thư thị ủy thế nhưng địa vị của Trúc Phù Bình và Vương Tử Quân ở trong tỉnh căn bản không phải giống nhau. Nhưng Vương Tử Quân căn bản lại càng khách khí và tôn trọng Trúc Phù Bình hơn dĩ vãng, dù Trúc Phù Bình có biểu hiện thế nào thì vẫn được Vương Tử Quân đặt lên vị trí ngang hàng, như vậy mới có thể làm cho mối quan hệ giữa hai người thêm dài lâu. Tôi đã muốn được nếm món cá của Tam Hồ, bây giờ có lộc ăn, tất nhiên sẽ không khách khí. Hai người nói chuyện với nhau. Trúc Phù Bình lên xe của Vương Tử Quân, chiếc xe của hắn lại nhanh chóng đi mở đường. Trúc Phù Bình cùng chào hỏi Khương Long Cương và Lý Đức Trụ, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, lần này ngài có gì cần dặn dò, tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tử Quân cười cười nói với Trúc Phù Bình. Bây giờ còn không có chuyện gì, đợi khi đến thời điểm, tôi sẽ không quên anh. Trúc Phù Bình cười cười. Sau đó không khỏi dùng giọng cảm khái nói. Đáng tiếc là tôi đến thành phố Tam Hồ thời gian quá ngắn, chức vụ ủy viên tỉnh ủy còn ở trong tay Lâm Trường Công. Nhưng Bí thư Vương cứ yên tâm, dù là thế nào thì mối phiếu của tôi vẫn cho anh. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng như đã tính trước của Trúc Phù Bình, hắn ý thức được Trúc Phù Bình có lẽ đã đứng vững bàn chân ở thành phố Tam Hồ. Hắn cười cười nói với Trúc Phù Bình. Làm hết sức là được, nhưng thứ khác sau này hãy nói. Nhà khách thành phố Tam Hồ không quá lớn, nhưng nơi đây có hoàn cảnh yên tĩnh và tao nhã. Sau khi nhóm người Vương Tử Quân xuống xe, đám lãnh đạo nhà khách nhanh chóng tiến ra nghênh đón. Vì Trúc Phù Bình đã sớm cho ra chỉ thị, thế cho nên đoàn người được sắp xếp hai phòng sau 5 phút đồng hồ.
Trúc Phu Bình và Vương Tử Quân ngồi một bàn, Khương Long Cương với Lý Đức Trụ cùng với lái xe và thư ký của Trúc Phu Bình ngồi ở một gian phòng khác. Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly. Sau khi món cá được đưa lên bàn, Trúc Phu Bình nâng ly rượu lên trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy vẫn cảm thấy có chút choáng váng nhưng đối mặt với ý tốt của Trúc Phu Bình, hắn vẫn phải nâng ly lên cùng với Bí thư Trúc. Bí thư Vương, cơ hội lần này thật sự là sáng tạo ra cho ngài, ngài tên cố gắng tận dụng. Trúc Phu Bình đặt ly rượu xuống rồi nói tiếp. Tôi tìm hiểu được nhiều vấn đề ở thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Trúc Phu Bình, trong lòng hắn thầm hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương. Sau khi trầm ngâm giây lát thì hắn mới nói. Trước tiên cứ giữ cục diện ổn định, bây giờ còn chưa phải lúc. Chương 961, tên đã lên dây rất căng. Trúc Phu Bình khẽ gật đầu, hắn hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Bây giờ còn chưa có phương án, nếu như ra tay với Nguyễn Chấn Nhạc, như vậy là quá nóng lòng rồi. Trong tay anh có thứ gì sao? Vương Tử Quân uống một ngụm rượu rồi khẽ hỏi Trúc Phu Bình. Trúc Phu Bình không nói gì, hắn lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Vương Tử Quân đọc nội dung bên trong, không khỏi lắc đầu. Tuy tờ giấy có ghi 7-8 sự kiện, thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy nó căn bản không thể nào đưa Nguyễn Chấn Nhạc vào trong chỗ chết. Nếu điều tra về những vụ này, căn bản không có bất kỳ vấn đề gì với Nguyễn Chấn Nhạc. Trúc Phu Bình biết rõ phần tài liệu của mình có lực sát thương không lớn, thế nên dùng giọng ngại ngùng nói. Bí thư Vương, Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ biết hạn chế chính mình ở nhiều phương diện, tôi và anh ta cộng sự vài năm, thật sự hiểu vài phần về anh ấy, rõ ràng là anh ta rất biết cách nín nhịn. Vương Tử Quân cười nói. Điều này thì tôi biết rõ. Dù không cho người điều tra về Nguyễn Chấn Nhạc nhưng Vương Tử Quân vẫn không hoài nghi những lời nói của Trúc Phu Bình. Nguyễn Chấn Nhạc là một tồn tại trên cao, ở trên phương diện của đối phương, sao có thể vì nhỏ mà mất lớn được. Phu Bình, chúng ta uống một ly. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên cùng với Trúc Phu Bình, sau đó hắn dùng giọng tự tin nói. Tuy anh ta rất biết cách hạn chế chính mình, thế nhưng dựa vào bản lĩnh thì tôi sẽ mạnh hơn anh ta, căn bản không thể nào yếu hơn. Vương Tử Quân nói lời tự tin không khỏi lây sang người Trúc Phu Bình. Hắn nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, sau đó nâng ly lên nói. Bí thư Vương nói đúng, với năng lực công tác của ngài, Nguyễn Chấn Nhạc dù là được chín ngựa kéo cũng khó thể nào theo kịp. Hai người tiếp tục cùng ly với nhau, trên mặt Vương Tử Quân và Trúc Phu Bình đều xuất hiện nụ cười. Vương Tử Quân không nói ra những sắp xếp của mình với Trúc Phu Bình, cũng không phải là hắn không tín nhiệm Trúc Phu Bình, ngược lại hắn cực kỳ tín nhiệm cấp dưới của mình. Sở dĩ không nói ra chủ yếu là muốn có được khả năng bảo hiểm. Nhiều người biết thì chỉ sợ sẽ có khả năng bị lộ. Bí thư Vương, Chủ tịch Hà nói muốn đến báo cáo với ngài về vài hạng mục công tác, hỏi ngài có thời gian hay không? Khương Long Cương cầm cặp văn kiện đứng đối diện với Vương Tử Quân, sau đó hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi ở chiếc ghế phía sau bàn làm việc, khi ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ và đổ lên người hắn. Người ta nhìn qua giống như hắn đang bừng bừng kim quang. Chút nữa có sắp xếp gì không? Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà nóng rồi khẽ hỏi. Khương Long Cương nhìn vào văn kiện kẹp trong tay, hắn dùng giọng chăm chú báo cáo. 9 giờ Bí thư Ích Dân và Cục trưởng Mễ sẽ đến báo cáo với ngài về tình huống đả kích tình hình xe dù. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Vậy thì để cho Bí thư Ích Dân đến lúc 9 giờ 30. Đồng thời anh đi mua chút cà phê, tôi nghe nói Chủ tịch Hà thích uống cà phê hơn uống trà. Khương Long Cương lên tiếng đồng ý rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vài phút sau Hà Khởi Duệ được Khương Long Cương cung kính mời vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng nhanh chóng tiến lên bắt tay Hà Khởi Duệ, sau đó cười nói. Anh Hà, tinh thần của anh lúc này là rất tốt, có phải có chuyện tốt gì muốn chia sẻ với tôi không? Hà Khởi Duệ cười cười nói. Bí thư Vương, nếu nói có chuyện tốt thì thật sự là có. Hà Khởi Duệ vừa nói vừa lấy một văn kiện trong tay đặt lên bàn. Bí thư Vương, vừa rồi vài vị tổng giám đốc công ty Đông Du đến tìm tôi, nói là bọn họ rất hy vọng chúng ta tổ chức hội nghị phát triển kinh tế, bọn họ tình nguyện xuất phí cho hội nghị lần này. À, có chuyện như vậy sao? Đây chính là chuyện tốt.
Vương Tử Quân vừa cười vừa thầm suy đoán ý đồ của đám lãnh đạo công ty Đông Du. Vào hội nghị phát triển kinh tế lần trước đã mang đến nhiều cơ hội cho thương nhân, càng làm cho các sản nghiệp ở thành phố La Nam tiến vào giai đoạn sơ bộ hoàn thành. Nếu so ra thì đám thương nhân kia càng thêm thân cận với mình hơn dĩ vãng, Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện này mà cười nói với Hà Khởi Duệ. Chủ tịch chuẩn bị như thế nào? Hà Khởi Duệ chợt sững sờ, hắn thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi như vậy. Hắn nghĩ rằng hội nghị phát triển kinh tế chính là một đề nghị của Bí Thư Vương, đó là một sự việc có thanh danh và lợi ích thực tế, tất nhiên sẽ là một tay Bí Thư Vương chủ trì. Hơn nữa còn có kinh nghiệm từ hội nghị trước đó, chỉ cần áp dụng tốt là được. Nhưng Hà Khởi Duệ không thể nói như vậy, hắn là chủ tịch thành phố La Nam, hắn không thể cứ đứng trước mặt Vương Tử Quân bảo trì trạng thái nói gì làm nấy, nói như vẹt. Tuy lãnh đạo thích nghe những lời hay ý đẹp, thế nhưng lãnh đạo cũng hoan nghênh những người được việc. Hà Khởi Duệ trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trầm giọng nói. Bí Thư Vương, tôi cảm thấy đám thương nhân sở dĩ coi trọng hội nghị phát triển kinh tế cũng là vì bọn họ nhận được lợi ích rất lớn. Vì vậy chúng ta nên làm tốt hội nghị phát triển kinh tế, như vậy sẽ càng làm cho thành phố La Nam tiến thêm một bước để quy hoạch phát triển kinh tế tương lai. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Tuy Hà Khởi Duệ nói những lời cũng không giống với suy nghĩ trong lòng hắn, thế nhưng Chủ tịch Hà nói như vậy cũng xem như cực kỳ quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Như vậy phía Ủy ban Nhân dân thành phố cho ra một phương án, sau đó chúng ta sẽ đưa vào thảo luận ở hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Hà Khởi Duệ. Sau khi nói vài câu về phương diện ứng xử ở hội nghị phát triển kinh tế thì Hà Khởi Duệ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Còn chưa chờ Khương Long Cương tiến vào trong phòng thu dọn ly trà, Tống Ích Dân và Mễ Hoa Lâm đã đi vào. Hai người bọn họ có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, thế cho nên cùng nhau ngồi xuống, biểu hiện khá thoải mái. Khương Long Cương lại tiến vào pha trà rót nước cho hai vị lãnh đạo, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, không quên đóng cửa lại. Khi đóng cửa thì hắn thầm nghĩ, tuyến trung ương cho ra chỉ thị đẩy bí thư thị ủy tiến vào ban ngành thường ủy tỉnh ủy. Bây giờ cả thành phố La Nam bắt đầu bận rộn. Không những tất cả quận huyện đều hoạt động, đám thường ủy thị ủy được phân công quản lý cũng đều cố gắng biểu hiện, xem ra đều muốn Bí Thư Vương ghi nhớ công lao của mình. Mà chính mình cũng nên học tập một chút. Thời gian qua nhanh, chỉ sau nháy mắt đã đến tháng 4, đáng lý phương án của Trung ương đã phải được đưa xuống tỉnh ủy, thế nhưng bây giờ vẫn chưa có, rõ ràng là ở vài phương diện còn đang nghiên cứu. Nhưng Vương Tử Quân vẫn không vội, hắn nhìn tấm biển quảng cáo thu hút đầu tư của thành phố La Nam, hắn thậm chí cảm thấy văn kiện của Trung ương đưa xuống càng muộn càng tốt. Dù sao thì xu thế phát triển của La Nam là biến chuyển từng ngày, càng có thời gian thì thành phố La Nam càng thể hiện rõ ưu thế của mình. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nghe máy, chợt nghe thấy bên trong vang lên âm thanh hùng hậu. Chào Bí Thư Vương. Ngài còn nhớ tôi không? Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà thiếu chút nữa thì bật cười. Hắn thật sự tiếp xúc với rất nhiều người, nếu căn cứ vào giọng nói trong điện thoại mà biết được đó là ai thì thật sự đã thành thánh rồi. Vương Tử Quân đang thầm nghĩ về giọng điệu của đối phương, trong đầu hắn khẽ động, một ký ức chôn sâu trong lòng được đào lên. Hắn nắm chặt điện thoại và nói. Có phải ngài là giám đốc Tần, là Tần Thọ Sinh phải không? Ha ha ha. Bí Thư Vương, quả nhiên ngài không phải là người thường. Tôi đã nói mà, Bí Thư Vương tuyệt đối là người bạn chí cốt, sao có thể quên tôi được. Tần Thọ Sinh ở đầu dây bên kia chợt cười ha hả nói, rõ ràng được Vương Tử Quân nhận ra bằng giọng nói điện thoại đã làm hắn cảm thấy rất có thể diện. Vương Tử Quân cũng nở nụ cười. Khi hắn mới đến tỉnh Sơn Nam thì đã có quan hệ không tệ với giám đốc Tần, nhưng khi vị trí của hắn liên tục biến đổi, địa vị của hai người liên tục bị kéo giãn, những năm qua cũng ít liên lạc hẳn đi. Tuy không biết Tần Thọ Sinh lúc này gọi điện thoại cho mình là ý gì, thế nhưng dù sao hai bên cũng là bạn cũ, thế cho nên Vương Tử Quân cười nói. Anh Tần, tình hình gia đình vẫn tốt đẹp đấy chứ? Cháu tôi bây giờ đã có công tác chưa? Đã đi làm rồi, tôi còn có cháu nội để ấm bồng. Tần Thọ Sinh cười nói. Rõ ràng lời nói của Vương Tử Quân thật sự đúng ngay lòng hắn. Sau khi nói vài câu thăm hỏi, Tần Thọ Sinh khẽ nói. Bí Thư Vương có rảnh không,
tôi đến báo cáo công tác với ngài nhé. Chương 962, muốn có hiệu quả một tảng đá làm bùng ngàn con sóng. Vương Tử Quân chợt sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười. Anh Tần, tìm tôi uống rượu thì có thời gian, còn chuyện báo cáo công tác, báo cáo vượt tỉnh cũng không phải là hiện tượng tốt. Hi hi, tôi nói sai rồi, tôi là muốn tìm ngài uống rượu. Tôi bây giờ đang ở ngoài khu văn phòng của ngài, ngài có thể nói với nhân viên công tác một tiếng để tôi đi vào không? Vương Tử Quân đồng ý một tiếng, hắn gọi điện thoại cho Khương Long Cương để đi đón người. Triệu Tiểu Sơn đến tìm mình làm gì? Vương Tử Quân thầm suy đoán, ánh mắt không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nhìn qua cửa sổ và thấy vài người đang đứng ngoài khu văn phòng thị ủy, căn cứ vào ngoại hình thì có một người rõ ràng Tần Thọ Sinh. Các anh thấy chưa, tôi đã nói là Bí Thư Vương không bao giờ quên người bạn cũ này, bây giờ Bí Thư Vương đang phái người đến đón chúng ta. Tần Thọ Sinh càng mập hơn so với trước kia thế nhưng phương diện tinh thần lại kém hơn rất nhiều. Nhưng lúc này gương mặt Tần Thọ Sinh lại tươi cười như hoa, bộ dạng nhìn qua giống như hoa tươi tỏa sáng. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi cảm thấy không vui vì cảm giác đắc ý của Tần Thọ Sinh, hắn cười nói với Tần Thọ Sinh. Bí thư Tần, anh thật sự có giao tình với Bí thư Vương, thế nhưng cơ hội lần này quá quan trọng với nhà máy rượu Hồng La Xuân, vì vậy chúng ta cũng không thể quá tùy tiện. Người đàn ông trung niên nói đến đây thì nhìn thoáng qua chung quanh rồi nói. Tôi nghe nói Bí thư Vương là người có quyền uy tuyệt đối ở thành phố La Nam, chỉ cần anh ấy có thể mở miệng một câu, dù sự việc thành công thì chúng ta cũng không thể nào tiếp tục giữ thái độ như trước kia. Tuy người đàn ông trung niên đứng nói với mọi người nhưng Tần Thọ Sinh hiểu đó là đối phương đang chĩa vào mình. Hắn định mở miệng nói với đối phương vài câu, thế nhưng khi thấy đám người bốn phía liên tục gật đầu, không khỏi nuốt lời xuống bụng. Có câu, sau 30 năm thì mây gió đổi thay. Hôm nay Tần Thọ Sinh không còn là giám đốc nhà máy Nhất Ngôn Cửu Đỉnh như năm xưa. Tuy Bí thư Tần nghe cũng rất sướng tai, thế nhưng đối với một người là giám đốc nhà máy Hồng La Xuân thì Tần Thọ Sinh chỉ còn là một bài trí cho vui mà thôi. Nếu không phải đối phương căn bản là không còn cách nào khác, chỉ sợ sẽ chẳng chịu để Tần Thọ Sinh xuất thủ làm gì. Xin hỏi vị nào là giám đốc Tần? Khi Tần Thọ Sinh đang cảm thấy rất bức bối thì một nhân viên công tác trẻ tuổi đi đến hỏi. Vài tên bảo vệ vừa rồi còn cản đường đám người Tần Thọ Sinh bây giờ chợt nở nụ cười, tổ trưởng bảo vệ tiến lên dùng giọng khách khí nói. Chào trưởng khoa Khương, tôi là Tần Thọ Sinh. Tần Thọ Sinh nhìn tên nhân viên trẻ tuổi rồi trầm giọng nói. Khi Tần Thọ Sinh còn do dự có nên bắt tay với tên cán bộ trẻ tuổi kia hay không, chợt thấy người kia đi đến duỗi hai tay nói. Chào giám đốc Tần, tôi là Khương Long Cương thư ký của Bí thư Vương. Lúc này Bí thư Vương đang chờ ngài trong phòng, mời ngài theo tôi. Tần Thọ Sinh thấy Khương Long Cương có những hành động như vậy thì chợt sinh ra cảm giác xúc động. Hắn đã nhiều ngày không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, hắn không khỏi đưa mắt nhìn ra sau lưng, phát hiện ánh mắt đám người nhìn mình đã có vài phần kính trọng. Tần Thọ Sinh đi theo Khương Long Cương lên lầu, khi bọn họ đi đến khúc quanh, một người đàn ông trung niên sắc mặt uy nghiêm đi đến. Khi Khương Long Cương thấy người này thì cười nói. Chào Bí thư Kim. Long Cương, vị này là... Khương Long Cương khẽ gật đầu với Khương Long Cương, sau đó nhìn thoáng qua nhóm người Tần Thọ Sinh rồi hỏi. Vị này là giám đốc Tần, là bạn cũ của Bí thư Vương, vừa rồi Bí thư Vương cho tôi xuống lầu tiếp đón. Khương Long Cương chỉ về phía Tần Thọ Sinh rồi khẽ giới thiệu. Kim Điền Lạc vừa nghe nói đó là bạn cũ của Vương Tử Quân. Thế là hắn nhanh chóng duỗi hai tay bắt tay với Tần Thọ Sinh. Chào giám đốc Tần, chào mừng anh đến với thành phố La Nam, nếu tối nay không có chuyện gấp thì nên ở lại, chúng ta uống vài ly cho vui. Tần Thọ Sinh không rõ Kim Điền Lạc có chức quan gì, chỉ có thể khách khí mở miệng ứng phó. Sau khi Kim Điền Lạc bỏ đi, hắn khẽ hỏi Khương Long Cương. Trưởng khoa Khương, vị kia là... À, đó là phó bí thư thị ủy thành phố chúng tôi. Bí thư Kim Điền Lạc. Ngay cả phó bí thư thành phố cũng khách khí mời mình uống rượu, giọng điệu lại giống như bạn bè cũ, Tần Thọ Sinh nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy được an ủi. Hắn đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đi phía sau, trong mắt có vài phần khinh thường. Người đàn ông trung niên mặc dù không có hứng thú với Tần Thọ Sinh, thế nhưng hắn phải chịu đựng vì mục đích ngày hôm nay.
dù sao nếu so ra thì hai bên tranh chấp với nhau những chuyện nhỏ nhặt không bằng tìm gặp được Bí Thư Vương. Trước khi đến, người đàn ông trung niên còn cho rằng Tần Thọ Sinh khoác lác, nhưng bây giờ hắn đã tin tưởng hơn rất nhiều. Trong thành phố La Nam không quen thuộc này, giống như chỉ cần báo danh Bí Thư Vương thì tất cả đều trở nên thông suốt. Ngay cả phó bí thư thị ủy mà cũng khách khí như vậy. Khi Khương Long Cương dẫn đám người Tần Thọ Sinh đi đến ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng nghênh đón. Tuy lúc này đầu Tần Thọ Sinh đã đầy tóc trắng, thế nhưng Vương Tử Quân nhìn qua vẫn có thể nhận ra ngay. Giám đốc Tần, chúng ta đã lâu không gặp. Vương Tử Quân vừa nói vừa bắt chặt tay Tần Thọ Sinh. Tần Thọ Sinh tuy cũng coi như là có nửa người trong quan trường, thế nhưng hắn lại hiểu rất nhiều về quy củ quan trường. Lúc này hắn thấy Vương Tử Quân ra tận cửa nghênh đón, thế là trong lòng nóng lên, thật sự cảm động. Vẫn là bạn bè tốt với nhau, Tần Thọ Sinh nghĩ đến tình huống mình bị lạnh nhạt 2 năm qua ở thành phố Hồng Ngọc, thế là thật sự cảm khái. Hắn bắt chặt tay Vương Tử Quân rồi lắc đi lắc lại. Bí Thư Vương, tôi thật sự rất nhớ anh. Trong mắt Tần Thọ Sinh thì Vương Tử Quân ngoài phương diện trầm ổn hơn năm xưa, căn bản bộ dạng không có biến hóa gì quá lớn. Nhưng khi nghĩ đến tình huống đối phương đã phát triển mạnh mẽ hơn năm xưa, đã là bí thư thị ủy thành phố La Nam, thế là Tần Thọ Sinh chợt cảm thấy có chút áp lực. Giám đốc Tần, mời mọi người ngồi. Vương Tử Quân mời thuốc Tần Thọ Sinh, sau đó nhìn thoáng qua chung quanh nói. Những vị này là Bí Thư Vương, bọn họ đều là những lãnh đạo ban ngành mới của nhà máy rượu Hồng La Xuân. Vị này là Giám đốc Triệu, tôi bây giờ đã lui ra, chỉ còn nắm công tác đảng của nhà máy mà thôi. Tần Thọ Sinh dù không thoải mái vì tình huống mình phải lui ra, thế nhưng hắn căn bản không muốn để lộ cảm xúc trước mặt Vương Tử Quân. Hơn nữa bây giờ là chuyện liên quan đến phương diện phát triển của nhà máy, hắn sao có thể nói ra những chuyện nhỏ nhặt kia được. Thế là không khỏi có chút phóng khoáng. Vương Tử Quân là người của hai thế giới, hắn cực kỳ am hiểu phương diện đối nhân xử thế. Tần Thọ Sinh trò chuyện vui vẻ, nhưng nhìn từ hành vi cử chỉ của đối phương, rõ ràng sau khi lãnh đạo mới được đề bạt thì những người cũ căn bản có cuộc sống không quá tốt đẹp. Nhưng lúc này ở trước mặt nhiều người, Vương Tử Quân không thể vạch trần, dù sao thì hắn vẫn phải nể mặt người ta. Hắn cười cười nói với Tần Thọ Sinh. Anh đã phấn đấu nhiều năm cho công ty Hồng La Xuân, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa công tác đảng cũng không phải là về hưu, anh cũng nên phát huy năng lượng của mình mới được. Vương Tử Quân nói rồi nhìn qua mọi người một lượt. Giám đốc Tần, hôm nay anh đến nơi này, vậy thì nghe theo sắp xếp của tôi. Lúc này đã đến giờ cơm, chúng ta đi ăn rồi nói chuyện. Tần Thọ Sinh thấy Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại sắp xếp cơm nước thì càng thêm vui vẻ. Nhưng hắn là người có việc cần làm, hắn biết rõ có vài việc cần phải nói trước. Thế là hắn xoa xoa bàn tay rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, ngài cũng đừng vội, tôi có chuyện muốn nhờ ngài hỗ trợ. Tần Thọ Sinh nói ra khỏi miệng thì chợt đỏ mặt, đã nhiều năm rồi hắn chưa từng dùng tư thế thấp kém như vậy để van cầu người nào. Nhưng bây giờ vì nhà máy Hồng La Xuân, hắn không thể nào không nói lời thỉnh cầu với Vương Tử Quân. Đi thôi, Giám đốc Tần, tôi có 2 nguyên tắc. Vương Tử Quân nghiêm trang nói. Hắn chỉ nói nửa câu, điều này làm cho Tần Thọ Sinh cảm thấy bồn chồn. Ôi, rốt cuộc là quan lớn đổi tính, Bí Thư Vương cũng không ngoại lệ. Khi Tần Thọ Sinh cảm thấy đủ hương vị đắng cay mặn ngọt, đúng lúc Vương Tử Quân cười nói. Điều thứ nhất chính là chỉ cần Giám đốc Tần cảm thấy cần, thứ hai chỉ cần Vương Tử Quân tôi có thể làm được. Thật ra sau khi Tần Thọ Sinh đi vào thì Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm. Chỉ cần Tần Thọ Sinh không nói ra những lời trái với nguyên tắc, hắn đều có thể cố gắng giải quyết. Bí Thư Vương, là thế này, nhà máy Hồng La Xuân chúng tôi đã đi qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng, lúc này tình hình đang dần xuống dốc, chúng tôi hy vọng có thể tham gia hội nghị kinh tế thành phố La Nam, nhưng... Tần Thọ Sinh nói, sau đó dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn Vương Tử Quân. Tham gia hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Vương Tử Quân nghe câu nói của Tần Thọ Sinh mà ngây cả người. Nhưng bộ dạng của Vương Tử Quân rơi vào trong mắt của Tần Thọ Sinh, làm cho hắn cảm thấy trong lòng hơi lạnh lẽo, xem ra việc này là khó thực hiện. Tần Thọ Sinh cảm thấy khá thất vọng, hắn vội vàng đứng lên nói. Bí Thư Vương,
tôi cũng biết với tình huống hiện tại của nhà máy Hồng La Xuân thì căn bản không có tư cách tham gia hội nghị phát triển kinh tế lần này, thế nhưng nhà máy chúng tôi đang đà phát triển, chất lượng rượu rất tốt, chỉ cần có thị trường thì sẽ có hy vọng rất lớn. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bất an của Tần Thọ Sinh, hắn cảm thấy trong lòng tối sầm lại, hắn khoát tay nói với Tần Thọ Sinh. Giám đốc Tần, tôi hiểu tâm tình của anh, nhiều năm qua anh đã cho ra nhiều tâm huyết với nhà máy rượu Hồng La Xuân, coi nhà máy như nhà mình, giống như với con của mình, điều này tôi hiểu. Được rồi, tôi biết rồi, ngày mai anh trực tiếp đến tìm Tiểu Khương, tôi sẽ nói trước với cậu ấy. Vương Tử Quân còn định nói thêm vài lời, thế nhưng hắn cảm thấy với bộ dạng hiện tại của Tần Thọ Sinh thì nói thêm là dư thừa, vì vậy sảng khoái đồng ý chống đỡ thể diện cho Tần Thọ Sinh. Giữa trưa Vương Tử Quân mở tiệc chiêu đãi Tần Thọ Sinh ở nhà khách La Nam, Kim Điền Lạc và Tống Ích Dân đến tiếp khách, Chủ tịch Hà Khởi Duệ cũng chạy đến làm vài ly. Điều này làm cho Tần Thọ Sinh đã lâu chưa có được đãi ngộ như vậy cảm thấy rất kích động, say sưa đi về. Vì bữa trưa uống hơi nhiều rượu nên Vương Tử Quân có hơi choáng váng, hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó gọi Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Nhị Bình đi đến. Bí thư Vương, ngài uống rượu xong cũng đừng uống trà đặc. Mọi người nói trà đặc giải rượu, thế nhưng dựa theo ánh mắt nhiều năm hầu hạ người say rượu của tôi, đây chỉ là một hiểu lầm, thật sự kém hơn dùng canh giải rượu rất nhiều. Lý Nhị Bình đi vào thấy Vương Tử Quân uống trà nóng, thế là tiến lên giữ lấy ly trà nói. Hành động và cử chỉ của Lý Nhị Bình làm cho Vương Tử Quân có chút giật mình, thế nhưng cũng có chút ấm áp. Người ta thường nói phụ nữ rất khó xem xét và hiểu được, anh nói xem. Chị ta ở đơn vị tốt với đồng sự như vậy, vì sao ở nhà lại không thích chồng mình? Vương Tử Quân cười cười với Lý Nhị Bình, hắn đặt ly trà xuống nói. Hôm nay gặp người bạn cũ nên không thể không uống vài ly. Ôi, trước khi uống rượu thì nghĩ rằng dạ dày là của người ta, bây giờ uống say sinh ra cảm giác đau mới biết đó là của mình. Lý Nhị Bình cười hì hì nói. Bí thư Vương rõ ràng là người nhớ đến tình bạn cũ. Lý Nhị Bình nói rồi cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân gọi ra ngoài, sau khi có người nghe máy thì lên tiếng phân phó. Đầu bếp Lý có phải không? Tôi là Nhị Bình, làm phiền anh làm một chén canh giải rượu đưa đến phòng làm việc của Bí Thư Vương. Là đồng chí nữ tất nhiên sẽ có ưu thế riêng, nếu như những lời này giao cho cánh đàn ông, chỉ sợ nói ra sẽ không tự nhiên. Nhưng cuộc gọi điện thoại của Lý Nhị Bình lại không làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đường đột. Chỉ cảm thấy nó rất phù hợp. Khương Long Cương đang châm trà cho Lý Nhị Bình, trong lòng có chút lo lắng. Đáng lý ra hắn là một thư ký của lãnh đạo, chút chuyện nhỏ nhặt như vậy phải là mình làm thì hay hơn. Lúc này làm phiền Chủ tịch Lý gọi điện thoại, điều này không phải nói rõ hắn là thư ký không hợp cách sao? Chủ tịch Lý, gần đây chị có về tỉnh thành không? Sao tôi nghe nói nửa tháng qua chị chưa về rồi? Điều này tôi cũng phải phê bình chị. Cục trưởng Dương là cấp phó trong Cục Công an tỉnh, đây là quyền cao chức trọng, là núi vàng trong mắt các cô gái. Nếu chị để cho anh ấy nhìn đói nửa tháng, ngày nào đó anh ấy chạy theo cô gái xinh đẹp, chỉ sợ tội của chị là rất lớn. Vương Tử Quân chờ Khương Long Cương đi ra khỏi phòng thì mỉm cười trêu chọc Lý Nhị Bình. Lý Nhị Bình thấy Vương Tử Quân mở miệng đùa vui thì cười đến mức ngặt nghẽo, nàng chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói. Bí thư Vương. Ai nói ngài cứ chú tâm mãi vào công tác chứ? Rõ ràng cũng là người ăn khói lửa nhân gian. Lý Nhị Bình nở nụ cười mà trong lòng thật sự sinh ra cảm giác được trấn an, Vương Tử Quân có thể nói đùa với nàng, rõ ràng mối quan hệ giữa hai người cũng xem là hài hòa. Chương 963, hoặc là tiếp tục phát triển hoặc là bị đẩy đi. Lúc này vị trí của Lý Nhị Bình ở thành phố La Nam đã khá ổn định, nàng đi theo tiến độ của Bí Thư Vương. Còn những thứ khác thì quan tâm một chút là được. Chỉ cần Vương Tử Quân thừa nhận công tác của mình, như vậy cho dù có chút tì vết cũng là gặp dữ hóa lành. Bí thư Vương, những ngày qua tôi rất bận rộn vì hội nghị phát triển kinh tế, ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng giải quyết tốt việc trong nhà, anh ấy sẽ không dám nói lời nào đâu. Hai người nói vài lời vui đùa, khi đó bầu không khí trong phòng làm việc của Vương Tử Quân đã khá hơn rất nhiều. Vương Tử Quân thấy đã đến đúng thời điểm, hắn chợt thay đổi chủ đề. Hôm nay tôi có người bạn đến đây muốn tham gia hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam, thế nào?
lúc này hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam cũng hạn chế danh sách tham gia sao? Lý Nhị Bình nghe được câu hỏi của Vương Tử Quân mà càng thêm khách khí. Còn không phải sao, Bí Thư Vương, vì hội nghị phát triển kinh tế trước đó của thành phố La Nam chúng ta có hiệu quả quá tốt, thế nên bây giờ chúng ta tổ chức hội nghị phát triển kinh tế lần thứ hai, không ít xí nghiệp lớn gửi thư báo muốn tham gia hội nghị, những xí nghiệp nhỏ thì liên tục phái người đi tìm mối quan hệ, thật sự là trận chiến nóng bỏng. Lúc đầu tôi và Chủ tịch Hà cảm thấy rất vui. Nhưng sau đó khi số xí nghiệp nhỏ đăng lý tham gia lên đến con số 500, chúng ta đã thật sự không chống đỡ được, mới ý thức được vấn đề. Tôi và Chủ tịch Hà tạm thời thương lượng với nha, quyết định sửa cũ thành mới, đặt ra tiêu chuẩn cho các xí nghiệp tham gia hội nghị, đề cao tính chất lượng. Lý Nhị Bình nói làm cho Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn không ngờ hội nghị phát triển kinh tế lần này của thành phố La Nam lại thu hút được lượng lớn doanh nghiệp như vậy. Lý Nhị Bình thấy Vương Tử Quân trầm ngâm không nói thì tiếp tục lên tiếng. Bí thư Vương, sở dĩ có nhiều xí nghiệp tham gia như vậy, tôi nghĩ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì thành phố La Nam chúng ta bây giờ là địa điểm đầu tư số 1 trong tỉnh Sơn Nam, chúng ta có khu công nghệ cao, có tác dụng đầu tàu kéo kinh tế thành phố phát triển. Thứ hai chính là hội nghị phát triển kinh tế năm ngoái có nhiều hạng mục được cho ra, những công ty nắm hạng mục kia đều kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Đặc biệt là hạng mục gia công thịt tươi sống, lúc này đã chiếm 40% thị trường toàn tỉnh, tạo thành hiệu ứng nhãn hiệu. Một hiệu quả lớn như vậy làm cho các công ty đầu tư có được lợi ích và hiệu quả tăng lên gấp 3 chỉ sau một năm đầu tư. Vào cuối thập niên 90 thật sự là thời điểm mà người ta chú ý đến phương diện an toàn thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm đóng gói có nhãn hiệu càng được người ta chú ý hơn. Khi mọi người sinh ra hoài nghi về chất lượng thịt tươi sống trên thị trường, một công ty gia công xuất hiện sẽ nhận lấy sự ủng hộ của mọi người. Khi đó Vương Tử Quân tiến hành sáp nhập các nhà máy chế biến thịt tươi trong thành phố, dứt khoát cải cách, tất nhiên hắn cũng căn cứ vào nguyên nhân này. Một năm đã trôi qua, sự thật chứng minh cải cách của Vương Tử Quân là cực kỳ thành công. Mới một năm mà hiệu quả và lợi ích đã tăng lên gấp 3, điều này giống như đẩy doanh nghiệp lên chiếc xe tốc hành. Những doanh nghiệp kia phát triển mạnh mẽ càng giống như một lời quảng cáo vô bờ với thành phố La Nam, hơn nữa những hạng mục mà thành phố La Nam cho ra vào năm ngoái đều phát sinh lợi nhuận, doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền. Thương nhân thường theo đuổi lợi ích, đối với bọn họ thì thành phố La Nam giống như một sân khấu có lợi, chỉ cần tiến vào sẽ có tiền vào túi, chuyện tốt như vậy sao có thể buông tha được. Vì vậy sau khi hưởng quả ngọt của hội nghị phát triển kinh tế năm vừa rồi, bây giờ có nhiều xí nghiệp muốn tham gia. Điều này là hợp tình hợp lý. Bí thư Vương, lúc này hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam được nhiều người gọi là hội nghị tài phú, có người còn nói đó là hội nghị tài phú của tỉnh Sơn Nam. Lý Nhị Bình thấy vẻ mặt Vương Tử Quân rất tốt thì nói tiếp. Hội nghị tài phú, dù là ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng hiệu quả của nó cũng làm cho Vương Tử Quân thích thú. Không ngờ mình chỉ vì kêu gọi đầu tư mà có được hiệu quả như thế, không thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Khi Lý Nhị Bình rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân vẫn còn chưa thể bình tĩnh. Hắn nghĩ đến câu nói hội nghị tài phú từ trong miệng của Lý Nhị Bình, thế là nhiều áp lực chạy đến tập kích lên người hắn. Lúc này nhiều người đến tham gia hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam, thật sự là một cơ hội tốt để biến hội nghị này thành một hành động kinh tế với quy mô lớn. Nếu tiếp tục tăng cường sức mạnh của hội nghị phát triển kinh tế, như vậy phương diện biến thành phố La Nam thành trung tâm tài chính của tỉnh Sơn Nam sẽ càng thêm chắc chắn. Hội nghị phát triển kinh tế lần thứ hai của thành phố La Nam rõ ràng là cực kỳ quan trọng. Vương Tử Quân nghĩ đến những lợi ích to lớn khi biến thành phố La Nam thành trung tâm kinh tế của tỉnh Sơn Nam, hắn không khỏi cảm thấy kích động. Nhưng hắn vui mừng và cũng có áp lực rất lớn. Dù sao thì hội nghị phát triển kinh tế lần này không chỉ đơn giản là kêu gọi đầu tư và quảng bá hình ảnh La Nam. Nó còn liên quan trực tiếp đến phương diện thành phố La Nam có thể vượt qua ranh giới để trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh Sơn Nam hay không. Nếu so sánh với Lý Nhị Bình thì Vương Tử Quân còn suy nghĩ càng nhiều hơn, hắn là bí thư thị ủy La Nam, hắn cầm phải là người cầm lái của con tàu phát triển. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cầm lấy giấy bút ghi lại những yếu điểm phát triển kinh tế trong kiếp trước, cùng với những ngành sản xuất có thể phát triển mạnh mẽ nhất. Khi Vương Tử Quân viết chưa xong nửa trang giấy thì chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số, sau đó cười nói.
Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của bí thư thị ủy An Dịch, là Lý Dật Phong. Lúc này Lý Dật Phong cười nói. Bí thư Vương, anh có bận gì không? Tôi là Lý Dật Phong. Trong quan trường dù là gặp mặt hay chào hỏi qua điện thoại thì cũng phải hỏi xem đối phương có bận rộn gì không, còn trả lời như thế nào thì còn tùy. Vương Tử Quân và Lý Dật Phong có quan hệ không tốt không xấu. Năm xưa khi Vương Tử Quân còn ở thành phố An Dịch, Lý Dật Phong là chủ tịch thành phố. Khi đó Vương Tử Quân chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của bí thư thị ủy An Dịch, thế nên mối quan hệ với chủ tịch Lý Dật Phong chỉ là bình thường mà thôi. Nhưng khi thời gian liên tục trôi qua, địa vị hai người liên tục biến đổi. Trước kia Vương Tử Quân trong mắt Lý Dật Phong chỉ là một viên chủ tịch huyện dưới quyền, có thể tùy tiện sai khiến. Nhưng bây giờ tất cả đã chuyển rời, tuy Lý Dật Phong là bí thư thị ủy kiêm thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng địa vị của Vương Tử Quân cũng đã ngang hàng với hắn rồi. Vương Tử Quân bây giờ cũng là bí thư thị ủy, hơn nữa còn là bí thư thị ủy một thành phố phát triển như La Nam, vì vậy Lý Dật Phong gọi điện thoại cũng không thể không suy xét đến phương diện này. Chào lãnh đạo, trong lúc cấp bách ngài vẫn còn nhớ đến tơ thuộc hạ, thật sự làm cho tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Vương Tử Quân thầm suy đoán ý nghĩ của Lý Dật Phong, trong miệng lại dùng giọng nhiệt tình nói. Vương Tử Quân nói lời này làm cho tâm tình của Lý Dật Phong rất vui vẻ, trong thành phố An Dịch có không ít người báo cáo công tác cho hắn, nói những lời dễ nghe, nhưng hắn căn bản là không kích động. Nhưng Vương Tử Quân thì khác, dù sao thì thân phận của đối phương đã khá cao. Tuy còn trẻ nhưng lại là một người ngồi cùng hàng với Lý Dật Phong, những lời nịnh nọt nói ra từ miệng Vương Tử Quân tất nhiên sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Trong mắt Lý Dật Phong thì Vương Tử Quân tuy là người cực kỳ cá tính nhưng bản thân cũng có chút bản lĩnh. Người này từng bước tiến lên mây xanh, như diều gặp gió. Nếu dùng ánh mắt bình tĩnh quan sát thì thấy Vương Tử Quân có thể bò lên vị trí hôm nay cũng là vì có bản lĩnh cứng rắn và kỳ ngộ tuyệt đối. Những người có chút bối cảnh trong quan trường thì cũng không khó tiến lên, quan trọng là có tiến lên vị trí cao vời hay không. Vương Tử Quân là người có đủ thông minh tài cán, có đầy đủ cố gắng và biểu hiện, tất nhiên cũng không thể không có kỳ ngộ. Cán bộ vào thời kỳ điều động phải có biến đổi, Vương Tử Quân làm tốt điều này, vào thời kỳ có chỉ thị trẻ hóa cán bộ thì Vương Tử Quân cũng vượt qua, lúc này là thời kỳ mà các thành phố phát triển kinh tế sẽ được tiến vào thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân giống như cũng sắp vượt qua. Đến nổi trong tỉnh Sơn Nam có một vài người nói lời ghen ghét sau lưng, những năm nay tiểu nhân và phụ nữ là khó so sánh với nhau được, phụ nữ có thể dễ dàng đi lên, nhưng Vương Tử Quân là người bị đẩy lên. Lý Dật Phong thầm nghĩ như vậy, thế nhưng ngoài miệng lại dùng giọng khách khí nói. Này bí thư Tử Quân, anh nếu tự xưng là thuộc hạ, như vậy phải nói với chủ tịch Thạch. Hai chúng ta là anh em. Anh muốn dùng giọng lừa gạt để tìm niềm vui cho tôi cũng không được đâu. Kính người một thước thì người ta kính lại một trượng, Lý Dật Phong dù là người làm việc có chút mềm mỏng, thế nhưng phương diện này lại cực kỳ nghiêm túc. Hơn nữa hắn bây giờ cũng hy vọng có mối quan hệ tốt với Vương Tử Quân, vì vậy hai người được hắn nói thành anh em. Vương Tử Quân căn bản cảm thấy có chút buồn cười với cách xưng hô của Lý Dật Phong, thế nhưng hắn cũng không từ chối. Năm xưa khi Lý Dật Phong anh là chủ tịch thành phố An Dịch, cũng không tỏ ra bình dị gần gũi như vậy chứ. Hai người Vương Tử Quân và Lý Dật Phong ôn lại những chuyện cũ ở thành phố An Dịch, ôn lại những khoảng thời gian vui vẻ. Lý Dật Phong chợt dùng giọng cảm khái nói. Bí thư Đông Phương thật sự là có mắt nhìn người, đã sớm biết Tử Quân không phải là cá trong ao. Năm xưa khi kéo huyện Hồng Bắc của tỉnh Chiết Giang về thành phố An Dịch thì bí thư Đông Phương đã nói rất rõ ràng. Thu hoạch lớn nhất của tỉnh Sơn Nam chúng ta không phải là vài trăm ngàn dân của huyện Hồng Bắc, chủ yếu nhất là một Vương Tử Quân. Bí thư Đông Phương thật sự là nói quá chuẩn, anh ấy vốn bồi dưỡng anh thành cán bộ có khả năng ở thành phố An Dịch, không ngờ ao nhỏ không giữ được giao long, bây giờ anh đã phát triển lên đến tầng cao mới rồi. Lý Dật Phong năm xưa cũng không thiếu tình huống tranh đấu gay gắt với Trịnh Đông Phương, nhưng lúc này hắn có cảm tình nhắc lại bí thư Trịnh. Cũng là vì Trịnh Đông Phương là thượng cấp của Vương Tử Quân, có không ít tác động đến Vương Tử Quân. Hắn nói tốt cho bí thư Trịnh Đông Phương cũng chính là nói tốt cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nói hai câu khiêm tốn với bí thư Lý Dật Phong, sau đó còn nói khi nào rảnh sẽ hẹn cùng Lý Dật Phong đi gặp mặt bí thư Trịnh Đông Phương, cuối cùng thì mọi người mới di rời chủ đề. Bí thư Vương,
tôi có chuyện muốn cầu anh. Có nhiều xí nghiệp thành phố An Dịch chạy đến chỗ tôi, bọn họ hy vọng có thể được tham gia hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Lý Dật Phong nói đến đây thì tỏ ra có chút khó xử. Lúc này chúng ta nên phục vụ tốt cho các xí nghiệp, tôi cũng không thể không làm khác được, thế nên kính nhờ anh giúp đỡ một chút. Vương Tử Quân cũng không có yêu cầu quá cao với các xí nghiệp tham gia hội nghị phát triển kinh tế như Lý Nhị Bình, hơn nữa xí nghiệp đến cũng chỉ là dự thính, có được hạng mục hay không còn phải trông nhờ vào mình. Bí thư Lý, lúc đầu tôi đã phân phó giao hội nghị phát triển kinh tế lần này cho Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách cụ thể. Tôi nghe nói bọn họ đã cho ra quy định, những xí nghiệp muốn tiến vào hội nghị phát triển kinh tế phải dựa vào thực lực bản thân. Nhưng ngài đừng nóng vội. Chỉ cần có Vương Tử Quân tôi ở chỗ này, ngài chỉ cần mở miệng thì tôi sẽ không nói hai lời, sẽ nhanh chóng chứng thực cho lãnh đạo. Cảm ơn Bí thư Tử Quân. Lý Dật Phong vừa nói lời cảm tạ vừa dùng giọng chân thành nói. Tử Quân à, anh là người nể tình cũ, tôi thật sự rất vui mừng, chuyện kia anh cứ yên tâm, tôi biết rất rõ rồi. Vương Tử Quân đặt điện thoại của Lý Dật Phong xuống mà biết Lý Nhị Bình cho ra quy củ để hạn chế doanh nghiệp tham gia danh sách hội nghị phát triển kinh tế thật sự là phương án quảng cáo rất tốt cho mình. Lúc này các doanh nghiệp ở tỉnh Sơn Nam cảm thấy nếu như không tham gia hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam, như vậy sẽ là một lời chối bỏ với tình huống phát triển của mình, nếu không tham gia một hội nghị như vậy thì rõ ràng là quá đáng tiếc và xui xẻo. Chuông điện thoại liên tục vang lên. Không ngờ cả buổi chiều Vương Tử Quân chỉ có một nhiệm vụ là tiếp điện thoại. Người gọi đến chủ yếu là các lãnh đạo thành phố trong tỉnh Sơn Nam, nội dung lời nói đều căn bản là giống nhau, đó là lên tiếng cầu cạnh cho các xí nghiệp bị xếp ra ngoài cổng phòng hội nghị. Vương Tử Quân lắc đầu có chút khó chịu, hắn đứng lên ghế, đồng thời cho ra quyết định, loại chuyện này không nên tiếp tục. Khi Vương Tử Quân đến trước cửa sổ thì điện thoại vang lên, tuy hắn đã rất sợ tiếp điện thoại. Nhưng vẫn không thể không cầm lên xem xét. Vì 3 giờ hắn chỉ là bí thư thị ủy thành phố, căn bản không có quyền tắt máy. Bí thư Tử Quân, tôi là Thạch Kiên Quân. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm bổng của Thạch Kiên Quân. Chương 964, loa nhỏ tiếng lớn. Chào Chủ tịch Thạch. Vương Tử Quân chào hỏi Thạch Kiên Quân, trong lòng thầm nghĩ mục đích của Chủ tịch Thạch, chẳng lẽ có tin tức mới về sự kiện thường ủy tỉnh ủy. Khi Vương Tử Quân đang thầm suy đoán thì Thạch Kiên Quân đã nói. Nghe nói thành phố La Nam chuẩn bị tổ chức hội nghị phát triển kinh tế lần 2 phải không? Điều này là rất tốt, hội nghị lần thứ nhất của thành phố La Nam đã cực kỳ thành công, đã có không ít xí nghiệp trước đó không tham gia cảm thấy tiếc nuối. Vương Tử Quân chăm chú lắng nghe, hắn biết rõ Thạch Kiên Quân gọi điện thoại đến không phải là chỉ mở lời khen ngợi hội nghị ở thành phố La Nam. Quả nhiên Thạch Kiên Quân nói xong những lời như vậy thì trầm giọng nói. Trong quá trình phát triển kinh tế thì chúng ta cần phải làm công tác đối xử ngang hàng, mở rộng thị trường. Nhưng cũng có vài doanh nghiệp mà chúng ta nên quan tâm hơn một chút, dù là thế nào thì bọn họ cũng là doanh nghiệp bản địa, đã cho ra những cống hiến lớn với công tác xây dựng phát triển địa phương. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Thạch Kiên Quân, nhưng hắn thật sự không ngờ những chuyện như vậy lại rơi vào trong tai của Thạch Kiên Quân. Xem ra đám lãnh đạo doanh nghiệp thật sự có mánh khóe thông thiên, dâu ria quá dài. Chủ tịch Thạch cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực những chỉ thị của ngài. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Chút nữa tôi sẽ nghiên cứu vào thảo luận phương án thực hiện cụ thể, sẽ cho ra nhiều ưu đãi hơn với xí nghiệp bản địa. À, cậu cũng không cần quá khó xử, trên thực tế tôi gọi điện thoại cho cậu để nói về vấn đề này mà cảm thấy rất do dự. Tuy trên phương diện kinh tế yêu cầu cạnh tranh ngang hàng và công bằng, thế nhưng dù sao tôi cũng là chủ tịch tỉnh Sơn Nam, vì vậy không nhịn được phải gọi cuộc điện thoại này. Thạch Kiên Quân cười cười dùng giọng đầy ý nghĩa nói. Hội nghị tài phú của tỉnh Sơn Nam thật sự làm cho người ta cực kỳ chờ mong. Thạch Kiên Quân cúp điện thoại mà không khỏi lắc đầu cười khổ, trong lòng xuất hiện đủ mọi hương vị. Hắn là người nổi tiếng có tài ăn nói trong số các vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam. Đặc biệt là khi ngồi trên đài chủ tịch nói với cán bộ thủ hạ bên dưới, có thể là dõng dạc, nhẹ nhàng, có khi là hào hùng hoành tráng, cũng cực kỳ quan tâm, dạy bảo người ta tâm phục khẩu phục, nhưng cũng có những lúc hắn tỏ ra đầy nhiệt huyết. Thế nhưng bây giờ gọi điện thoại không nhìn thấy mặt Vương Tử Quân, vì sao hắn lại ăn nói vụng về như vậy?
Khi Thạch Kiên Quân cúp điện thoại thì Vương Tử Quân gọi đồng chí Tân đến, để cho ra một tấm thiệp mời với Chủ tịch Thạch, mời Thạch Kiên Quân tham gia hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam lần này. Bí thư Vương, thiệp mời này đưa đi như thế nào? Đồng chí Tân có chút do dự, hắn khẽ xin chỉ thị. Vương Tử Quân khoát tay lên tiếng. Tôi tự mình đưa đi. Đồng chí Tân khẽ gật đầu, hắn ghi nhớ những yêu cầu của Vương Tử Quân rồi chuẩn bị bỏ đi. Nhưng sau khi đi hai bước thì hắn lại lui về. Bí thư Vương, có một chuyện thiếu chút nữa thì tôi quên, vừa rồi Chủ tịch Trần của Hiệp hội Doanh nghiệp gọi điện thoại đến. Anh ấy nói tối nay Hiệp hội Doanh nghiệp sẽ tổ chức bữa tiệc chiêu đãi các xí nghiệp đến thành phố La Nam đầu tư, hỏi xem anh có thể bớt chút thời gian được không? Vương Tử Quân nhíu nhíu mày, hôm nay hắn đã đồng ý sẽ về sớm với con trai ở nhà, thế nhưng trường hợp này là bất đắc dĩ, hắn không xuất hiện là căn bản không tốt. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Tôi sẽ đến một chút. Bữa tiệc của Hiệp hội Doanh nghiệp được tổ chức ở khách sạn Nguyên Hành trong khu đô thị mới. Đây là khách sạn 5 sao đệ nhất ở thành phố La Nam. Khi mà các ngành sản xuất ở thành phố La Nam phát triển như mây bay, ông chủ khách sạn Nguyên Hành đã nhìn nhận đây là thời cơ tốt, thế cho nên kiếm được một vị trí trung tâm khu đô thị mới từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố, sau đó xây dựng một khách sạn 5 sao. Khách sạn này đưa vào sử dụng chưa được một tháng thế nhưng kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Lúc này là thời điểm mở hội nghị phát triển kinh tế La Nam, tất cả các khách sạn trong thành phố đều đang đón tiếp các vị lãnh đạo doanh nghiệp từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến tìm cơ hội đầu tư. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố La Nam là Trần Đông Cường, người này chủ yếu kinh doanh ở ngành du lịch. Nếu dựa theo thực lực xí nghiệp thì chức vụ chủ tịch Hiệp hội căn bản không đến lượt hắn, nhưng người này lại có lòng nhiệt tình. Hơn nữa lại là kẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền, thế nên trải qua một phen đặt móng quan hệ, chức vụ chủ tịch hiệp hội mới lọt vào tay hắn. Chủ tịch Trần rất chú trọng vị trí chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp của mình, lần này số tiền bỏ ra chiêu đãi các lãnh đạo doanh nghiệp có hơn phân nửa là hắn tự bỏ tiền túi ra. Nhưng hắn ném tiền ra mà căn bản không cảm thấy đau lòng, mối quan hệ quan trọng hơn so với tiền tài, chủ tịch Trần khắc sâu nhận thức về điều này. Khi Vương Tử Quân bước xuống xe thì Trần Đông Cường đã dẫn theo không ít lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng thành phố La Nam đứng chờ sẵn, khi vừa xuống xe thì trong khách sạn đã vang lên tiếng pháo chào mừng. Vài chục nhân viên khách sạn Nguyên Hành xếp thành hàng ngoài cổng, cửa khách sạn trải thảm đỏ, Vương Tử Quân vừa đến thì mọi người cùng vỗ tay kêu lên hai chữ hoan nghênh giống như những tình huống lãnh đạo nguyên thủ đi ra nước ngoài vậy. Hình thức đón tiếp long trọng như vậy chỉ có Trần Đông Cường nghĩ ra được mà thôi. Hắn muốn chính là hiệu quả to lớn và không giống như thường. Trong bầu không khí vui tươi rộn rã tiếng pháo chào mừng, Trần Đông Cường tươi cười tiến lên đón chào. Lúc này Vương Tử Quân vươn tay ra nói. Chào Chủ tịch Trần. Trong quan trường thì Vương Tử Quân bắt tay cũng phải căn cứ theo đúng quy củ, nhưng đối diện với những lãnh đạo doanh nghiệp, vươn tay ra trước cũng không mất mặt, ngược lại còn làm cho người ta sinh ra cảm giác chiêu hiền đãi sĩ. Trần Đông Cường thấy Vương Tử Quân duỗi tay ra thì tranh thủ đưa hai tay bắt chặt, trong miệng lại dùng giọng kích động nói. Bí thư Vương, nghe nói hôm nay ngài bớt chút thời gian bận rộn đến đây, các lãnh đạo doanh nghiệp chúng tôi thật sự rất hưng phấn. Giống như khẳng định những lời của Chủ tịch Trần Đông Cường không phải là nói dối, đám lãnh đạo doanh nghiệp đi theo phía sau liên tục chào hỏi Vương Tử Quân, càng có người nhiệt tình bắt chặt tay của Bí thư Vương. Vương Tử Quân vừa bắt tay trò chuyện với các vị lãnh đạo doanh nghiệp vừa mỉm cười đi vào bên trong. Khi đi đến đài chủ tịch được sắp xếp sẵn, Vương Tử Quân cũng không tiến lên phát biểu như suy tính của Trần Đông Cường, hắn cầm lấy một chiếc ly uống rượu trong tay nhân viên rồi nói. Hôm nay Chủ tịch Trần tổ chức tiệc rượu hoan nghênh các vị lãnh đạo doanh nghiệp đến thành phố La Nam, tôi đứng đây cũng không muốn nhiều lời, cũng muốn nói rõ chính sách phóng khoáng của thành phố La Nam. Chỉ cần các vị đầu tư không trái luật, như vậy hoàn cảnh đầu tư ở thành phố La Nam sẽ phục vụ tốt nhất cho các vị thần tài. Chương 965, một dương mưu mới là cao thủ. Chúc sự kiện hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam lần này thành công tốt đẹp. Vương Tử Quân vừa nói vừa nâng ly lên cùng với những lãnh đạo doanh nghiệp đứng bên cạnh mình. Khương Long Cương đi theo sau lưng Vương Tử Quân. Hắn vừa đi theo vừa thầm suy nghĩ về động tác của Bí Thư Vương. Lúc này Bí Thư Vương có vẻ cực kỳ tiêu sái tự nhiên, tuy hiện trường đèn đuốc sáng trưng có vài trăm người tham gia bữa tiệc rượu, nhưng Vương Tử Quân vẫn nắm rõ tình hình vào lúc này.
Các vị, chúng ta cùng cạn một ly, hy vọng bữa tiệc hôm nay sẽ là mở màn tốt đẹp cho những phát triển về sau. Đám lãnh đạo doanh nghiệp nhìn Vương Tử Quân uống cạn ly, sau đó bọn họ cũng nhanh chóng rót cạn ly rượu trong tay mình. Vương Tử Quân nhìn chiếc ly trống rỗng rồi nói tiếp. Lần này Chủ tịch Trần mở tiệc chiêu đãi các vị đồng nghiệp, tôi cũng không muốn làm khách lấn chủ, mong các vị có một bữa tiệc vui vẻ ấm áp. Trong tiếng chào hỏi rộn ràng, Vương Tử Quân rời khỏi khách sạn. Khương Long Cương vốn cho rằng Bí Thư Vương sẽ ở lại thêm một lúc, lại không ngờ chỉ là một ly rượu đã kết thúc hoạt động hôm nay. Khương Long Cương nghĩ đến bộ dạng tiêu sái tự nhiên của Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt hiểu rõ ràng. Thành phố La Nam thì Vương Tử Quân là quy củ, hắn muốn làm thế nào thì người ta phải làm theo như vậy. Bí Thư Vương, tạm biệt. Khương Long Cương nhìn Vương Tử Quân vung hai tay chào cáo biệt Trần Đông Cường, hắn lại càng thêm hiểu rõ vài phần. Sau khi xe khởi động, hắn chợt hỏi Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, chúng ta đi đâu đây? Chúng ta đã mệt mỏi cả ngày, về nhà nghỉ ngơi cho tốt là được, vì đến hội nghị phát triển kinh tế thì chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Vương Tử Quân nói rồi dựa lưng nặng nề lên ghế salon. Lý Đức Trụ lái xe rất nhanh và ổn. Vương Tử Quân ngồi trong xe nhìn điện đường mà không khỏi cảm thấy trái tim đập mạnh hơn. Xu thế to lớn của Hội nghị Phát triển Kinh tế thành phố La Nam lần thứ hai thật sự làm cho hắn cảm thấy mình tiến lên một bậc trong quá trình tranh cướp vị trí thường ủy tỉnh ủy với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy rất vui vẻ hưng phấn, vừa rồi hắn ký kết một hợp đồng lớn trị giá trên tỷ, điều này thật sự là một động cơ tăng GDP cho thành phố Đông Bộ. Bí thư Nguyễn, hôm nay chúng a không say không về. Sau này thành phố Đông Bộ dựa hết vào sự chỉ huy của Bí thư Nguyễn. Tổng giám đốc công ty Đại Sương là một người đàn ông trung niên mập mạp, hắn dùng âm điệu Quảng Đông để nói tiếng phổ thông. Một lúc sau hắn dùng hai tay bắt chặt tay của Nguyễn Chấn Nhạc, mồ hôi vã ra như tắm. Dù Nguyễn Chấn Nhạc thật sự có chút chướng mắt với người này, thế nhưng hắn vẫn cười nói. Giám đốc Mạc, ngài thật sự quá khách khí, sau này có gì ngài cứ tìm tôi. Nếu có thể thì tôi sẽ căn bản không bao giờ bỏ qua, giúp đỡ nhau cùng chiến thắng. Ha ha ha, cảm ơn Bí thư Nguyễn đã quan tâm đến công ty Đại Sương. Nếu như sau này Bí thư Nguyễn có chuyện gì, công ty Đại Sương chúng tôi tình nguyện làm trâu ngựa cho lãnh đạo. Vì vui vẻ nên Nguyễn Chấn Nhạc đến tham gia hoạt động của nhà máy Đăng Sương, dù uống vài ly nhưng lại không đau đầu như dĩ vãng. Nguyễn Chấn Nhạc phấn chấn quay lại phòng làm việc của mình, hắn chuẩn bị xem xét văn kiện. Nhưng hắn còn chưa xem xong thì hơi rượu bùng lên, cảm thấy có vài phần men say, hắn buông văn kiện, sau đó đi vào trong giường. Vương Tử Quân nằm trên giường đóng cửa và mở tivi ra xem, giọng nói dẫn chương trình quen thuộc vang lên bên tai. Sáng hôm nay Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong tiến hành kiểm tra khảo sát công tác đảng trong tỉnh Sơn Nam. Bí thư Hào Nhất Phong cường điệu vài vấn đề. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn đoàn người Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc tiền hô hậu ủng mà khóe miệng khẽ mấp máy, khi hắn cầm lấy điều khiển từ xa định chuyển kênh, đúng lúc thấy hình ảnh Bí thư Hào Nhất Phong được thay thế bằng Thạch Kiên Quân. Hôm nay thành phố La Nam tổ chức hội nghị phát triển kinh tế lần 2, Chủ tịch Thạch Kiên Quân đến tham dự hội nghị. Chủ tịch đã cho ra những đánh giá cao độ với công tác xúc tiến phát triển kinh tế của thành phố La Nam và đặc biệt là hội nghị lần này. Anh ấy nói La Nam tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư là ý tưởng cực kỳ tốt để làm sống động kinh tế địa phương, lúc này kinh tế địa phương đã phát triển khá mạnh mẽ, căn bản không còn như xưa. Chủ tịch Thạch Kiên Quân cho ra những lời khẳng định cực kỳ to lớn các hạng mục công tác của thành phố La Nam. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn tình huống ân cần giữa Thạch Kiên Quân và Vương Tử Quân trên TV mà không khỏi cảm thấy mất thoải mái. Thạch Kiên Quân có động tác rất khác người. Rõ ràng chạy đến thành phố La Nam trợ uy cho hội nghị phát triển kinh tế, loại cảm giác tâng bốc thế này anh có thể đơn giản chạy đi sao? Hành động như vậy trong mắt người ta chính là có ý nghĩ sâu xa, đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt như thế này, anh đang muốn làm gì? Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ như vậy mà càng cảm thấy trong bụng đầy phẫn hận. Ngoài phẫn hận thì Nguyễn Chấn Nhạc chỉ thấy trong đáy lòng lạnh lẽo, ngăn không được cảm giác sợ hãi. Loại sợ hãi này ở sâu bên trong. Giống như một con rắn ẩn sâu dưới da thịt, dán nơi xương cốt, bò qua chậm rãi từng tấc một. Trong hội nghị phát triển kinh tế lần này, Bí thư Vương Tử Quân đã cho ra báo cáo mới về vấn đề đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn, đồng thời còn tiết kiệm tài nguyên cho thành phố La Nam.
Hội nghị phát triển kinh tế lần này đã có hơn 30 xí nghiệp điện tử và dược phẩm cùng ký kết hợp đồng với thành phố La Nam. Sau khi hết giờ thì hạn ngạch đầu tư đã là 40 tỷ, đầu tư đến từ các tỉnh ngoài là 15 tỷ. Một loạt con số như một chiếc gậy gỗ đâm vào trong lòng Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn nghĩ đến những con số làm cho người ta phải giật mình kia, thế là không khỏi cảm thấy tận đáy lòng như nhũn ra. Nguyễn Chấn Nhạc lúc đầu còn không quan tâm đến hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Bọn họ lần đầu tiên thành công, không có nghĩa là lần thứ hai cũng là như vậy. Nhưng nhìn từ những tin tức được phát trên TV, hiệu quả lần thứ hai còn có vẻ thành công hơn cả lần trước. Khi ánh mắt Nguyễn Chấn Nhạc rơi lên trên người những vị khách mặc tây phục ngăn nắp, đây đều là những nhân sĩ thành công đến vây quanh người Thạch Hiên Quân và Vương Tử Quân, trong đầu hắn chợt xuất hiện một ý nghĩ, hội nghị tài phú thuộc về tỉnh Sơn Nam. Chủ tịch Hà Khởi Duệ của thành phố La Nam đã nói, hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam sẽ cứ mãi được duy trì, không những vì sự phát triển nhảy vọt của thành phố La Nam, còn cung cấp một môi trường đầu tư tuyệt vời nhất cho các doanh nghiệp. Là một hội nghị tài phú lâu dài. Nếu hội nghị tài phú như vậy được tiếp diễn qua nhiều năm, như vậy vị trí trung tâm kinh tế của thành phố La Nam sẽ là quá chắc chắn, dù là thành phố Sơn Viên cũng không thể lay chuyển được. Tình hình này không khỏi làm cho Nguyễn Chấn Nhạc rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. Làm sao bây giờ? Lúc này văn kiện của Trung ương còn chưa đưa xuống thì thành phố La Nam đã tạo ra một xu thế tuyệt trần cho mình, nếu cứ tiếp tục cho Vương Tử Quân góp gạo thổi cơm. Như vậy sau này Nguyễn Chấn Nhạc lấy gì để cạnh tranh? Xem ra Nguyễn Chấn Nhạc đến Sơn Nam cũng là một sai lầm. Nguyễn Chấn Nhạc thầm nghĩ như vậy, trong đầu càng thêm tỉnh táo, hắn biết rõ dưới tình thế này thì cạnh tranh chính quy căn bản là không có lợi cho mình. Thưa các vị khán thính giả, 15:30 sẽ có chương trình về Hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam, hy vọng quý vị có thể đón xem đúng giờ. Khi gương mặt tinh xảo của biên tập viên xuất hiện, Nguyễn Chấn Nhạc tắt TV, thế nhưng trong đầu đang lan tràn cảm giác căm giận. Chương 965, 2, Dương Mưu mới là cao thủ. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nguyễn Chấn Nhạc không muốn tiếp điện thoại, thế nhưng chuông điện thoại giống như đang đánh đố với hắn, liên tục không dứt. Nguyễn Chấn Nhạc tức giận cầm lấy điện thoại, hắn đã có quyết định của mình, nếu như nó chỉ là một chuyện căn bản không quan trọng. Hắn sẽ mở miệng của trách tên khốn dám làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình. Chấn Nhạc, là con sao? Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh trầm bổng. Nguyễn Chấn Nhạc nghe được âm thanh này thì cơn tức giận tan biến sạch sẽ, hắn trầm giọng nói. Bố, là con. Vừa rồi sao không tiếp điện thoại? Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên có vài phần lạnh lẽo, rõ ràng đang rất tức giận vì vừa rồi Nguyễn Chấn Nhạc không nghe máy. Bố, buổi sáng con có uống vài ly với nhà đầu tư, vừa rồi đang ngủ. Nguyễn Chấn Nhạc cười làm lành nói. Câu trả lời của Nguyễn Chấn Nhạc xem như tạm làm cho người ở đầu dây bên kia hài lòng, nhưng trong lòng hắn lại không thoải mái, chẳng qua hắn lại không dám phát tác. Bố, ngài tìm con có chuyện gì vậy? Nguyễn Chấn Nhạc sợ bố mình tiếp tục hỏi rõ tình huống, hắn không khỏi mở miệng thay đổi chủ đề. Quả nhiên sự việc không nằm ngoài dự đoán của Nguyễn Chấn Nhạc, bố hắn cũng không tiếp tục truy hỏi tình hình vừa rồi, bắt đầu trả lời theo câu hỏi của hắn. Vừa rồi nhận được tin tức, đã có phương án, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì 2 ngày sau sẽ phát xuống tuyến tỉnh. 2 ngày nữa sẽ có văn kiện từ Trung ương, tất nhiên Trung ương cùng phải cho địa phương vài ngày, như vậy phải mất gần nửa tháng. Nguyễn Chấn Nhạc tuy luôn yêu cầu mình trấn định, thế nhưng lúc này hắn lại cảm thấy tim mình đập lên rất mạnh, hắn dùng sức xoa 2 hàng chân mày rồi trầm giọng nói. Bố, con biết rồi. À, lão gia tử không thể giúp được con, nhưng tài nguyên trong nhà thì con có thể sử dụng. Đồng thời còn phải nhớ kỹ, chuyện này liên quan đến phát triển trong tương lai của con, sau này thành rồng hay rắn thì phải nhìn vào kết quả lần này. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc đã cúp máy được vài phút nhưng âm thanh của bố vẫn vang vọng trong đầu. Trước đó khi hắn đến tỉnh Sơn Nam, lão gia tử đã đùng giọng đầy ẩn ý nói, không cần dùng ánh mắt thiển cận, cần phải nhìn xa hơn, nắm bắt tương lai, liên tục tích góp kinh nghiệm để có thể tiến xa ngàn dặm. Lúc đầu đến tỉnh Sơn Nam thì Nguyễn Chấn Nhạc thật sự thỏa thuê mãn nguyện, khi đến thành phố Đông Bộ thì hắn thật sự tràn ngập tự tin về cảnh sắc có thể bước đi ngàn dặm, hắn cũng tình nguyện khổ sở tích góp từng kinh nghiệm cho tương lai của mình.
nhưng Nguyễn Chấn Nhạc đã gặp phải địch thủ, gặp phải một Vương Tử Quân làm cho hắn căn bản khó thể nào giữ được bình tĩnh. Lúc này văn kiện sắp đưa xuống, hắn còn chưa ra chiêu mà Vương Tử Quân bên kia đã phát triển quá nổi bật, đến khi mình nhấc chân thì đối phương đã chạy mất rồi, không biết hắn có còn cơ hội gì nữa không. Tút tút tút, chuông điện thoại lại vang lên, Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua dãy số, hắn tỏ ra mất kiên nhẫn. Nhưng hắn vẫn cầm lấy điện thoại nói. Chủ tịch Trình, có chuyện gì sao? Bí thư Nguyễn, vừa rồi giám đốc Lý của công ty Độ Tân nói có một người bạn hy vọng được đầu tư trong khu công nghiệp Lam Hà của chúng ta, hạn ngạch đầu tư lên đến 50 triệu. Trình Hiểu Bình dùng giọng hưng phấn nói bên trong điện thoại. Nếu như không có hội nghị kêu gọi đầu tư vừa rồi, không có cuộc điện thoại vừa rồi thì Nguyễn Chấn Nhạc sẽ căn bản không tiếc lời khen ngợi cho Trình Hiểu Bình, sẽ cảm thấy sảng khoái vì hạng mục này. Nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là không thể nào vui nổi, hắn có chút trầm ngâm, sau đó dùng giọng dầu dĩ không vui nói. Chủ tịch Trình, chị tự mình làm chủ đi. Từ khi được đề bạt đến nay thì Trình Hiểu Bình căn bản là chưa từng bị Nguyễn Chấn Nhạc lạnh nhạt như vậy, thế là trong lòng chợt phát lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn đảm bảo. Bí thư Nguyễn, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nắm thật đúng mực, nhất định sẽ chăm chú hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Chấn Nhạc đặt điện thoại xuống rồi châm lửa hút thuốc, sau khi hít một hơi thì cầm điện thoại lên. Chân Nhi, chuyện bên kia thế nào rồi? Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì có chút run rẩy. Nguyễn Chấn Nhạc lúc đầu còn có chút kháng cự vì lời đề nghị của Tào Chân Nhi, hắn tự tin cho rằng với bản lĩnh thật sự của mình thì đã quá đủ để đánh bại Vương Tử Quân, thậm chí là toàn thắng. Nhưng bây giờ dưới tình huống này, hắn biết mình muốn chiến thắng thì căn bản không còn đường nào khác để đi nữa. Tào Chân Nhi đã sớm biết Nguyễn Chấn Nhạc muốn gì, nàng cũng không buông tha cho câu nói mỉa mai. Không phải anh nói sự việc này không quang minh chính đại, anh hoàn toàn có thể tự mình làm chủ được sao? Thế nào, bây giờ anh muốn dùng đến thủ đoạn hạ lưu của em tôi sao? Nguyễn Chấn Nhạc nghe những lời nói chanh chua của Tào Chân Nhi mà không khỏi nổi giận, thiếu chút nữa thì bộc phát. Anh nói xem, một người vợ chung giường chung gối với anh, nói một câu sai là nàng ta tính toán chi ly, là người có thù sẽ báo, anh còn bao nhiêu tình ý dành cho nàng nữa. Vào thời đại mà tình nhân xuất hiện lớp lớp, Nguyễn Chấn Nhạc đụng phải một người vợ như vậy, thật sự cảm thấy mình giống như một người nghèo đói lâu năm, bây giờ thấy một bàn đầy thịt cá, thật sự muốn phá giới, muốn ăn sạch, giống như muốn tìm về những thứ gì không có được từ trên người Tào Chân Nhi. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc là người làm việc lớn, hắn biết mình phải nhẫn nhịn những thứ mà người thường không thể làm được. Vì vậy sau khi chờ Tào Chân Nhi nói xong, hắn dùng giọng dịu dàng nói. Chân Nhi, anh sai rồi, lúc đó anh thật sự có hơi say. Bây giờ mới biết mình sai sao? Bí thư Nguyễn, tôi nói cho anh biết, rõ ràng là anh bị người ta ép đến mức không còn gì mới đến tìm tôi. Hôm nay tôi có xem TV. Lúc này có quá nhiều xí nghiệp đến tham gia hội nghị phát triển kinh tế và đầu tư ở thành phố La Nam, thậm chí truyền thông đến La Nam cũng không ít. Tôi nói cho anh biết, tối hôm nay sẽ có tin tức về La Nam, người ta đã làm tốt công tác lấy tiêu đề, chính là La Nam xòe cánh tung bay. Tào Chân Nhi có không ít bạn bè làm truyền thông, vì vậy Nguyễn Chấn Nhạc thật sự không dám nghi ngờ những tin tức của nàng là không chân thật. Tuy hắn cảm thấy rét run thế nhưng bây giờ tình thế ở thành phố La Nam đã quá mạnh mẽ, nếu như tin tức thời sự 7 giờ lại đưa tin, căn bản là xu thế quá áp đảo. Dưới ưu thế như vậy, chính mình lấy gì để chống lại? Biết đâu sẽ nhanh chóng bại như núi đổ. Chân Nhi, lần trước là anh nói bậy, em nói lời xin lỗi dùm anh với Tào Viễn, nói là anh rể sẽ không quên cậu ấy. Nguyễn Chấn Nhạc nói làm cho đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng chỉ có 3 chữ được truyền đến. Mềm trứng rái. Tào Viễn ngồi trong một căn biệt thự ở thủ đô, Tào Viễn mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó thản nhiên nói. Đạo diễn Lý, giám đốc Lý, chuyện này anh có thể nắm bắt không? Người đàn ông trung niên được gọi là giám đốc Lý có vẻ mặt không quá tốt đẹp, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới khó xử nói. Tào công tử, Liệu An Như là nhân vật của công chúng. Hơn nữa có không ít người hâm mộ, nếu như sự việc gây náo loạn, cũng không phải đùa. Tào Viễn không nói gì, hắn nhìn người được xưng là giám đốc Lý, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm có vài phần lạnh lùng.
trước thực lực tuyệt đối thì căn bản không có đàm phán công bằng, Tào Viễn thật sự rất tán thưởng câu nói này. Lúc này hắn mở lời với người đàn ông trung niên trước mặt, căn bản không cho đối phương ra điều kiện, chỉ là hạ mệnh lệnh. Làm thì tốt, không làm cũng phải làm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 96.